Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 81. Phanh. Lôi điện trực tiếp ở trên thân Huyền Lôi Kinh Vân giống nổ lên, sợ đến nó cả người run lên, vạn phần cảnh giác. Hắc hắc, biết mình nhu nhược rồi chứ, muốn lực lượng càng cường đại hơn sao? Lý Vân Tiêu gương mặt châm chọc. Huyền Lôi Kinh Vân giống đầu tiên là sửng sốt, sau đó lòng tràn đầy vui mừng kêu lên, ở bên cạnh hắn một bính vừa nhảy. Hắc hắc, có phần khát vọng này là tốt rồi, chỉ cần ngươi có đầy đủ tâm cường giả, là có thể từ trong khảo nghiệm sống sót. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hiện ra âm hiểm cười tới. Huyền Lôi Kinh Vân giống trên người tóc gáy đột nhiên run lên, tựa hồ có loại cảm giác gì xấu, mạnh mẽ kêu một tiếng, đã nhảy lên một cái, hóa thành lôi quang muốn bỏ chạy. Ta nếu đã tới, sao để cho ngươi đơn giản rời đi? Lý Vân Tiêu khẽ cười giơ tay lên lăng không một chảo, Huyền Lôi Kinh Vân giống tự phi rơi xuống, trên mặt tràn đầy kinh khủng, như là một con mèo nhỏ vậy. Không cần sợ, ngươi vốn là lôi hệ yêu thú, không ngừng đột phá tự thân tài năng đi đến bây giờ. Mà ta, đem ban tặng ngươi nhất lực lượng cường đại. Lý Vân Tiêu chậm rãi nói rằng, khuôn mặt thoáng cái trở nên nghiêm nghị đứng lên, mắt phải trong mạnh hiện ra nguyệt đồng. Nhưng nếu là ngươi kháng không quá khứ, ta cũng có thể bảo ngươi không chết, chỉ bất quá ngươi đời này cũng cứ như vậy. Mắt phải nguyệt đồng hiện lên một đạo thanh sắc lôi quang, đột nhiên khắp bầu trời đã xuất hiện các loại sấm chớp rền vang, một con lôi thú rùng rằng rít gào từ mắt phải bên trong không gian chậm rãi truyền tống đi ra. Bùm bùm, lôi thú một khi xuất hiện, nhất thời trên người tuôn ra vạn đạo sấm sét. Cách đó không xa Huyền Lôi Kinh Vân hống lại càng hoảng sợ. Trên người kim sắc lôi điện co rụt lại, toàn bộ thân thể đã run rẩy cực mạnh, vẻ mặt đều là sợ hãi, trên không trung run run liên tục. Con lôi thú này không chỉ có là đẳng cấp uy áp ở trên nó, hơn nữa lôi điện chi lực càng hơn xa nó, hoàn toàn đem nó áp chế xuống. Nó ở trong lôi giới của lôi hổ hỏa báo, có được cửu tinh vũ đế chi lực, nhưng bị Lý Vân Tiêu thu vào trong không gian đồng thuật, lực lượng đã đang không ngừng biến mất, mới chính là mấy ngày lâu. Liền trực tiếp thoái hóa đến bát tinh vũ đế đỉnh phong rồi. Lý Vân Tiêu biết con lôi thú này vốn là ngưng hóa mà đến, cũng không có sinh mệnh chân chính, không thể trở lại kim cương sử hoặc giả trong lôi giới, cũng chỉ có thể như vậy dần dần tiêu vong hết. Do đó hắn liền nghĩ tới Huyền Lôi Kinh Vân Hống, xúc sinh này nếu là có thể triệt để hấp thu con lôi thú kia, không biết sẽ tiến hóa thành bộ dáng gì nữa. Nhưng Huyền Lôi Kinh Vân Hống đã bị trực tiếp dọa sợ choáng váng, run rẩy liên tục. Hừm, người nhu nhược, mới vừa rồi còn ở trước mặt ta nhảy nhót múa may. Lý Vân Tiêu mắng. Có ta ở đây ngươi còn sợ cái gì? Bảo đảm ngươi không chết là được, thế nhưng vĩnh viễn dừng lại không tiến lên, hay là hoàn toàn thoát thai hoán cốt, vậy toàn bộ phải dựa vào chính ngươi. Hắn tâm niệm vừa động, con lôi thú kia cứ việc cực lực phản kháng, nhưng nơi đó có nửa điểm tác dụng, trực tiếp bị áp chế thành một đạo điện quang, bay thẳng đến Huyền Lôi Kinh Vân Hống kích bắn đi. Giống giống. Huyền Lôi Kinh Vân Hống từng sợi tóc gáy toàn bộ dựng lên, toàn bộ thân thể đặt mình ở trong một mảnh thanh quang, kêu thảm thiết liên tục. Nỗ lực lên, ta ở trên tinh thần ủng hộ cho ngươi. Lý Vân Tiêu khích lệ một chút, liền vung tay lên, đem bi kịch trung Huyền Lôi Kinh Vân Hống không biết truyền tống đi nơi nào. Trên bầu trời Tân Duyên Thành, đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo quang mang. Lấy tốc độ cực nhanh bay qua, trong quang mang tản mát ra sắc bén khí. Trực tiếp đem tầng mây rạch ra, lưu lại quỹ tích thật dài, khiến cho phía dưới không ít người chú ý. Nên trong tướng đạo quang mang mơ hồ có tử mang lộ ra, hiển nhiên là có tư cách thương minh cho phép ngự không. Nhưng mặc dù là có tư cách ngự không, cũng cực ít có người sẽ đường hoàng phi hành như vậy, hai người hành vi một chút chọc cho không ít người bất mãn, đều ở đây suy đoán xem người đến phương nào. Thực sự là thứ không biết chết sống, ỷ có tư cách ngự không, cứ như vậy cuồng vọng. Hừm, bên trong Tân Duyên Thành tàng long ngọa hổ, không biết thu liễm sớm muộn phải bị thua thiệt. Ta mơ hồ thấy rõ dung nhan hai người, cực kỳ tuổi còn trẻ, đoán chừng là mới xuất đạo không phải non, nhưng tu vi kia lại có chút kinh người. Phương hướng hai người này đi là thành đông, chắc là chạy về phía Tĩnh Nhã Thánh Địa. Một lát sau, lưỡng đạo quang mang liền đến tận cùng thành đông, trên bầu trời Tĩnh Nhã Thánh Địa, ngừng lại. Trong quang mang hiển hóa ra hai gã nam tử thân ảnh, đều là mi thanh mục tú, khí vũ bất phàm. Một người trong đó mặc đạm màu xanh biếc la y, tóc dài khoác lên trên vai, trong thân thể lại có hương vị nhàn nhạt tràn ra, tên là Chu Sở.
Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới, nói. Nghe nói trong chỗ này mật thất linh khí độ dày, còn ở trên bảy đại siêu cấp thế lực, so với chúng ta cũng không thừa đa để. Kể từ đó, nhất định hấp dẫn thiên hạ hào kiệt mà đến, Thương Minh dã tâm to lớn, rất rõ ràng. Một gã nam tử khác còn lại là quần áo thanh y, khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt chuyển động, trong lúc lơ đãng đã toát ra từng đạo tinh mang. Người này tên là Tần Xuyên, nhẹ nhàng cười, nói. Thương Minh chi tâm, thiên hạ ai không biết, chỉ bất quá bàn cờ này quá lớn, trừ phi có tuyệt đại nhân vật lực áp quần hùng, bằng không thủy chung là tán xa. Nghe nói ở chỗ này, nếu là gặp phải kẻ thù bên ngoài tiến công Tân Duyên Thành, phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cộng đồng chống đối, nói vậy đây mới là ý đồ Thương Minh thành lập thánh địa tu luyện này đi. Chu Sở trầm ngâm nói. Ừ, ngươi nói có đạo lý. Tống Nguyệt Dương Thành uổng là đệ nhất thiên hạ Thương Thành, thực lực cũng cực yếu. Bị tứ cực môn và vài tên yêu tộc đã tiêu diệt, thực sự là trò cười thiên hạ. Hiện tại tứ phương hào kiệt tụ tập nơi này, tuy rằng không nghe Thương Minh điều động, nhưng ngoại nhân muốn tấn công Tân Duyên Thành, bọn họ tất cả đều có trách nhiệm chống đối, sợ rằng so với tiến công bảy đại siêu cấp thế lực còn khó hơn. Tần Xuyên gật đầu nói, cùng lúc khuếch trương chiều rộng thu nhập, chủ yếu hơn chính là củng cố phòng thủ thành phố, người nghĩ ra diệu pháp này, cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Nếu lại xây ra hai ba thánh địa tu luyện như vậy, Tân Duyên Thành chi phòng thủ kiên cố, sợ rằng có thể cùng thánh vực sánh vai. Chu Sở biến sắc, tựa hồ hoàn toàn không ủng hộ, lạnh lùng nói. Đều là một bầy kiến hôi rác rưởi, số lượng nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì. Bằng không Đường Khánh cũng sẽ không bỏ qua phát triển không ngừng tứ cực môn, mà đoạt được thiên sang bách khổng hồng nguyệt thành rồi. Tần Xuyên nhẹ nhàng cười, nói. Đường Khánh coi như là một đời kiêu hùng rồi. Có can đảm lựa chọn lấy hay bỏ, tứ cực môn tuy rằng bị Thương Minh bài xích ở bên ngoài, nhưng trực tiếp chuyển vào chỗ tối, làm các loại sinh ý không thấy được ánh sáng, cùng với siêu tập tình báo, rốt cuộc phát huy tác dụng lớn nhất. Hiện tại Hồng Nguyệt Thành thực lực, lại thêm tứ cực môn mạng lưới tình báo và lợi ích chuyển vận, nếu muốn khôi phục thịnh cảnh ngày xưa, cũng là sắp tới. Trong đó tròn và khuyết, cũng chỉ có trong lòng Đường Khánh tự mình rõ ràng. Chu Sở nói. Ừ. Chỗ này cùng chúng ta không quan hệ, trước tiên đi xem nơi đây tu luyện tài nguyên đi, nghe Lệ Phi Vũ nói ta đều nổ lớn tâm động, nếu quả thật có chỗ tốt như vậy, ta cũng dọn đến nơi đây tới tu luyện. Tần Xuyên cười nói, ngày ấy phòng ngự Tân Duyên Thành, người cũng liền có một phần trách nhiệm và đảm đương rồi. Chu Sở cười lớn một tiếng, hai người đồng thời một chớp động, liền bay xuống phía dưới, trực tiếp xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Hai người một khi xuất hiện, đã đưa tới chú ý của mọi người, bởi vì tất cả mọi người là đi tới, duy chỉ có bọn họ là bay thẳng vào. Mặc dù lớn trong phòng không có quy định không được phi hành, nhưng người nào cũng sẽ không đường hoàng như vậy, đều là khiêm tốn. Lần này nhất thời đưa tới mọi người bất mãn và trừng mắt, không ít người nói thầm chửi bới. Nhưng cũng có chút võ giả tuy rằng bất mãn trong lòng, còn là nhịn xuống không có hé răng, dù sao khí thế trên người hai người không giống bình thường. Vừa nhìn chính là con em của đại thế gia. Có thể tới nơi này, hoặc là tán tu võ giả, hoặc là một vài chỗ trung thế lực nhỏ đệ tử, ở bên trong đệ nhất thiên hạ Thương Thành cũng không dám sinh sự, đều là lão lão thật thật, quy củ. Mọi người trừng mắt và chê bai một chút liền tiến vào trong tai hai người. Tần Xuyên xoay chuyển ánh mắt, kinh ngạc cười nói. Không Chu Sở, chúng ta hình như làm sai chuyện gì. Người làm đại sự. Không cần lưu ý cảm thụ của đám cặn bã này. Chu Sở khinh miệt hừ lạnh một tiếng, đang lúc mọi người trợn mắt, hào phóng đi tới trước sân khấu. Tần Xuyên cười khổ lắc đầu, cũng đi theo, nhất thời cảm thụ được các loại ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên người mình. Người nào nông thôn đến, ngay cả xếp hàng cũng không hiểu sao. Ta xem hai người này tựa hồ có chút bản lãnh, một thân nguyên lực nội liếm, dĩ nhiên nhìn không thấu tu vi của bọn họ. Hừm. Hiện tại đều lưu hành đeo một ít bảo vật áp chế khí tức, tu vi của hai người này theo ta thấy, nhiều lắm chính là cao giai vũ hoàng mà thôi. Nếu không có nơi đây cấm tranh đấu, lão tử phân phút dạy bọn hắn làm người như thế nào? Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, Thương Minh tự nhiên sẽ dạy bọn hắn đạo lý làm người, chúng ta chờ xem kịch vui là được. Trên quầy làm việc trung niên nam tử ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, chỉ vào đội ngũ kia, lạnh giọng nói. Xếp hàng không hiểu sao. Hừm. Chu Sở khinh miệt hừ lạnh một tiếng,
trực tiếp một chưởng ba một tiếng vỗ vào trên quầy, nhất thời hiện lên một mặt kim bài ánh vàng, mặt trên rồng bay phượng múa có khắc vô số hoa văn. Trung niên sắc mặt của nam tử biến đổi, con người hơi co rụt lại, nhất thời nhận ra mặt kim bài, dưới khiếp sợ quan sát lần nữa hai người vài lần. Hắn tuy rằng trong lòng hơi có không hài lòng, nhưng vẫn là thay đổi một bộ khuôn mặt, mang theo tôn kính giọng nói rằng. Nhị đẳng quý khách bài, có thể hưởng thụ đặc quyền chen ngang. Dầm! Này xếp hàng võ giả một chút xôn xao, đều là cực độ bất mãn và khiển trách, đều kêu lên. Có một lệnh bài quý khách đã trâu bỏ a. Ngay cả tố chất cơ bản nhất đều có thể từ bỏ a. Các ngươi thương mình quá bẫy người rồi đấy. Trung niên nam tử ngẩng đầu lên, mặt không chút thay đổi nói. Đây là Tĩnh Nhã Thánh Địa quy củ, người có được thương minh quý khách lệnh bài, có thể hưởng thụ đặc quyền bất đồng. Các ngươi đừng vội ầm ĩ to còi, nếu tới Tĩnh Nhã Thánh Địa, vậy dĩ nhiên là biết, đồng thời phải tuân thủ quy củ. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới an tĩnh lại, nhưng vẫn là trợn tròn đôi mắt, nhìn Chu Sở bộ dáng ngạo nghễ lạnh lùng, hận không thể một quyền đánh chết hắn. Trung niên nam tử lúc này mới nhìn phía Chu Sở, tôn kính nói. Không biết các hạ có gì phân phó. Chu Sở vung tay lên, liền đem lệnh bài thu vào, nói. Ta đối với mật thất tu luyện của các ngươi rất cảm thấy hứng thú, phái một người dẫn chúng ta thăm một chút, đặc biệt cực phẩm mật thất. Trung niên nam tử sửng sốt, lắc đầu nói. Tới nơi này đều là thuê mật thất, chưa bao giờ có tham quan nói đến. Nhưng các hạ thân mang nhị đẳng quý khách lệnh, tự nhiên có thể tham quan. Ta đây sẽ phái người tiếp đãi nhị vị. Chỉ bất quá tử phòng đã thuê đầy, tạm thời vô pháp tham quan. Chu Sở nhướng mày, nói. Mục đích chủ yếu của hai người chúng ta chính là nhìn cực phẩm mật thất, những thứ khác thứ bậc có gì đáng nhìn. Tùy tiện gọi một người đi ra là được. Đây, cái này không tốt lắm đâu. Trung niên nam tử trong lòng cũng là một trận tức giận, nhưng đối phương khí thế bức người, hơn nữa người mang nhị đẳng quý khách lệnh, cũng không phải hắn không thể đắc tội nổi. Có gì không tốt, lẽ nào tấm lệnh bài này đẳng cấp không đủ? Chu Sở lạnh lùng nói rằng. Trung niên nam tử bình tĩnh khí, hòa thanh nói. Hai vị nếu là thuê tử phòng nói, bằng vào nhị đẳng quý khách khiến đích xác có thể làm được. Nhưng nếu chỉ là tham quan, để ta đem nhân gia gọi ra, khó tránh khỏi quá bất cận nhân tình. Phải biết rằng chuyện tu luyện, khẩn yếu quan đầu là không thể quấy rầy. Sắc mặt của Chu Sở trầm xuống, quát dẹp đường. Chuyện tu luyện cần ngươi dạy ta, nếu là ngươi không thể làm chủ nói, liền gọi người phụ trách nơi đây đi ra. Sắc mặt của trung niên nam tử biến đổi, võ giả đang xếp hàng cũng là ai nấy động dung đứng lên. Có thể kiềm giữ nhị đẳng quý khách lệnh, đồng thời có phấn khích như vậy trực tiếp gọi đối phương người phụ trách, xem ra hai người này thật có chút lai lịch, lúc trước mấy tên võ giả kêu hô muốn dạy bọn họ một trận cũng là yên tĩnh lại. Tần Xuyên tựa hồ có chút nhìn không được, khuyên nhủ. Chu Sở, vậy thôi đi, nếu nhân gia không có phương tiện, chúng ta lần sau trở lại. Chu Sở lạnh lùng nói. Cái gì không có phương tiện, chẳng lẽ còn muốn chúng ta dùng thời gian quý giá, phối hợp thời gian của đám cặn bã này? Trung niên nam tử thấy đối phương muốn gây sự, bất đắc dĩ nói. Các hạ nói lên yêu cầu xác thực không có phù hợp quy định, ta đây liền liên hệ phụ trách Tĩnh Nhã Thánh Địa đại nhân. Hắn lấy ra một tấm lệnh bài tới. Vẽ vài đạo ký hiệu đánh vào trong đó, thẳng tiếp một chút ở lòng bàn tay vỗ tan. Bàn tay không gian bốn phía hơi ba động một cái, còn có mấy đạo không tầm thường chút nào hắc sắc phết giạt, như là sợi tóc tản ra, bất quá thoáng qua liền mất. Hai vị chờ đã, phụ trách công việc nơi đây Thiết Hồng Đào đại nhân lập tức sẽ gặp tới. Trung niên nam tử khách khí nói. Hai vị nếu không tới bên trong phòng khách quý nghỉ ngơi trong chốc lát. Chu Sở nói. Không cần. Cứ ở chỗ này chờ, nếu là thời gian chén trà nhỏ còn không có người đến, chúng ta sẽ tự mình đến đi thăm. Trên mặt của trung niên nam tử dâng lên một tia vẻ giận dữ, nhưng lại không tiện phát tác, nói. Được rồi, hai vị mời theo ý, còn xin tránh ra một ít, ta phải tiếp tục làm việc. Chu Sở hừ lạnh một tiếng, lần này đến không có làm khó hắn, mà là và Tần Xuyên thối ở một bên, hướng thủy mạc cách đó không xa to lớn nhìn lại. Tần Xuyên thở dài nói, đây cũng là toàn cảnh đồ nơi đây sao, lại có mật thất tu luyện ở trong cửu thiên, quả thật là đại thủ bút, chỉ là thánh địa tu luyện giá hạng nhất, hàng năm mang tới tiền lời cho thương minh đã đếm không hết. Ha ha,
các hạ tại sao không nói nơi này thánh địa khai phá, lại hao phí bao nhiêu tài lực của Thương Minh đây? Một đạo thanh âm vang dội truyền đến. Bạch quang hiện lên, mọi người chỉ cảm thấy một cổ kình phong áp bách thân thể đập vào mặt, sau đó liền đột nhiên buông lỏng, trước mắt là hơn liễu một gã lão giả tóc bạc. Lão giả sắc mặt hồng nhuận, một tiếng bạch y trường bào, lang lảnh nói. Thánh địa tu luyện thành lập ước nguyện ban đầu, là vì cung cấp cho thiên hạ võ giả phương tiện, căn bản không có nghĩ tới lợi nhuận, chỉ cầu không lỗ là tốt rồi. Nam tử trung niên vừa thấy lão giả, vội bước lên trước, khom người nói. Bái kiến Hồng Đào đại nhân. Tiết Hồng Đào phất ống tay áo một cái, lập tức một cổ lực lượng vô hình nâng hắn lên. Sau đó xoay chuyển ánh mắt xuống, rơi vào trên người Tần Xuyên và Chu Sở, chậm rãi nói ra. Lão Phu chính là người phụ trách nơi này, Tiết Hồng Đào, hai vị muốn gặp Lão Phu sao? Trong lòng của hắn thầm giật mình, hai người trẻ tuổi này hắn nhìn qua lại hoàn toàn không nhìn ra được tu vị đối phương. Mà tuổi hai người này tuyệt đối không cao hơn 30, còn trẻ như vậy đã có thành tựu như thế, lai lịch tất nhiên bất phàm. Chu Sở cau mày nói. Chuyện gì, chẳng lẽ hắn không có nói với ngươi sao? Khục khục. Tiết Hồng Đào ho khan hai cái, nói. Yêu cầu mà hai vị nói thật có chút khó xử, nếu hai vị muốn thuê thì không nói hai lời liền có thể đuổi những người khác ra, nhưng chỉ đi thăm một chút. Cái này, thật không có quy củ này à. Chu Sở lạnh lùng nói. Quy củ là người định, vì đi thăm một chút lại bảo ta chi ra phí thuế vài tỷ, thật coi rằng ta coi tiền như rác sao. Lúc trước khi Lệ Phi Vũ cho ta tấm lệnh bài này đã có nói là có thể thông suốt trong Thương Minh, thì ra chỉ là gạt người. Người chung quanh trong lòng đều cả kinh, Lệ Phi Vũ thân là một trong Bắc Vực tứ tú, danh hào rất lớn. Hai người này thì ra là bằng hữu của Lệ Phi Vũ, khó trách lại hung hăng càn quấy như vậy. Tiết Hồng Đào có chút khó xử nói. Lời Phi Vũ mà nói rất đúng, lệnh bài của bảy đại thương hội có thể thông dụng trong Thương Minh. Lệnh bài nhị đẳng là lệnh bài cao nhất mà Lệ Phi Vũ có thể đưa ra rồi, hai vị tất nhiên là bạn chí thân của hắn. Ta đã phái người thông chi Phu Vũ rồi, hắn đang tiếp đãi mấy vị khách quý, một hồi nữa sẽ qua ngay. Sắc mặt Chu Sở trầm xuống, tựa hồ có chút không khoái, khẽ nói. Khách quý. Thì ra hai người chúng ta cũng không phải khách quý a, hừ hừ. Tiết Hồng Đào cũng có chút choáng váng, tuy rằng hắn không phải người Vạn Bảo Lâu, nhưng địa vị Lệ Phi Vũ ở bên trong Thương Minh cũng không thua gì hắn, hai người trước mắt này sợ rằng cũng là tồn tại mà hắn không đắc tội nổi. Không biết thân phận nhị vị là. Khanh khách, ta một đường đều đang đoán đại nhân vật mà Lệ Phi Vũ nói là ai, thì ra là hai tên tiểu tử các ngươi. Một đạo thanh âm thanh thúy động lòng người. Cực kỳ dễ nghe truyền đến. Ba người Tần Xuyên và Chu Sở sắc mặt đều biến hóa, tựa hồ đã biết người đến người phương nào. Một đạo quang mang hiện lên, một cổ lực lượng mênh mông xuất hiện trên đại sảnh, phát ra, võ giả chung quanh sắc mặt đều đại biến, biết rõ có cao thủ đến, thoáng cái liền nhao nhao tản ra. Đạo quang mang kia rơi xuống, hóa ra năm đạo nhân ảnh, đều là gương mặt trẻ tuổi cực kỳ tuấn tú, trong đó một nữ tử mang váy dài đỏ thẫm. Trên váy thêu lên bách điểu triều phượng, mặt mang dáng tươi cười, khiến người như tắm gió xuân. Phi Nghê, không ngờ ngươi lại đến. Chu Sở nhướng mày, lộ ra cực kỳ ngoài ý muốn, nói. Còn có Kỳ Quỷ, Trần Phong, Lương Ngọc Y, có phải các ngươi đã nghe được tin tức gì không? Người bốn phía nghe xong, sắc mắt đều đại biến, lộ ra vẻ khiếp sợ cực độ. Bốn cái tên này, không cái nào mà không như sấm rền bên tai. Vang vọng toàn bộ Bắc Vực, đây cơ hồ chính là tương lai của thiên võ giới, một phương bá chủ tương lai. Người bốn phía tất cả đều nín thở ngưng thần, mà ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Hai gã nam tử trước kia vậy mà lại tương giao với mấy nhân vật này, tất nhiên cũng có lai lịch lớn, khó trách càn rỡ như vậy. Trong năm người còn có một người đúng là Lệ Phi Vũ, tư thế hiên ngang, mày kiếm dương lên, nói. Úp, tin tức, Chu Sở huynh là chỉ cái gì? Sắc mặt Chu Sở thoáng biến hóa, lập tức lạnh nhạt nói. Không có việc gì, có thể nhìn thấy mấy vị, thật sự khiến ta rất giật mình đấy. Tiết Hồng Đào vừa thấy Lệ Phi Vũ đã đến, trong lòng lập tức buông lỏng, khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Lệ Phi Vũ nói. Tần Xuyên huynh và Chu Sở huynh chính là đệ tử của Hắc Vũ Hộ Đại Nhân và Thương Ngô Khung Đại Nhân trong Thánh Vực. Tiết Hồng Đào nghe xong, lập tức toàn thân đại chấn, có chút giật mình liếc nhìn hai người.
vội vàng nói với nam tử trung niên kia. Tìm một gian phòng tu luyện cực phẩm mau. Võ giả bốn phía đều hơi giật mình, trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Hắc Phú Hộ và Thương Ngô Khung là người phương nào, bọn hắn hoàn toàn không biết, nhưng đã đến từ thánh vực, tầng này thân phận cũng đã đủ dọa người rồi. Trần Phong cười nói, ta cũng rất tò mò, thánh địa thành Tân Duyên, rốt cục có quang cảnh thế nào đây? Nam tử trung niên cũng đã hiểu rõ thân phận mấy người trước mắt, không dám khinh thường, vội vàng đánh ra một đạo quyết ấn vào trong trận bàn, lập tức bắn ra một đạo tin tức. Hắn đưa mắt nhìn một hồi, nói. Người cuối cùng thuê tử phòng, sử dụng chính là lệnh bài khách quý ngũ đẳng, do Giang Tu Chân đại nhân đưa ra, 4 ngày trước mới vừa vào ở. Tiết Hồng Đào nói. Tốt, mau báo cho người này, bảo hắn tạm thời rời khỏi một ngày, ngày mai có thể tiếp tục vào ở. Hắn ngừng tạm, lại nói. Người tự mình đi nói rõ nguyên nhân với người này gì, phí thuê giảm miễn 1 ngày. Vâng. Tên nam tử trung niên kia lập tức lĩnh mệnh, hóa thành một đạo độn quang rời đi. Lúc mấy người phi nghe nghe đưa x 3 chữ Giang Tu Chân trong nội tâm đều chấn động không hiểu, hơn nữa đúng lúc là 4 ngày trước mới vừa vào ở, không có chuyện trùng hợp vậy chứ. Vợ chồng Trần Phong và hai người phi nghe kỳ quỷ liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ cổ quái, xem ra song phương đều có cách nghĩ giống nhau. Lệ Phi Vũ chú ý tới sắc mặt mấy người, kinh ngạc nói. Sao hả, mấy vị tựa hồ có ý kiến gì sao? Phi nghe cười cười, nói. Sao thế được, sắp nhìn thấy thánh địa tu luyện mà Phi Vũ huynh một mực tán dương, mấy người chúng ta cảm thấy rất vui vẻ. Lệ Phi Vũ tuy rằng cảm thấy lời này quá giả, nhưng vẫn gật đầu nói. Vậy thì tốt rồi. Phi Nghê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Tần Xuyên và Chu Sở, cười hì hì nói. Hai vị chính là khách quý khó gặp, có thể gặp mặt ở thành Tân Duyên, quả thực khiến Phi Nghê giật mình. Vừa rồi tin tức mà Chu Sở huynh nói. Có thể nói ra để mọi người nghe một chút không? Trên mặt Chu Sở hơi có vẻ xấu hổ, nói. Tin tức, không phải là đấu giá hội của Vạn Bảo Lâu sao? Vừa vặn trong đấu giá hội lần này có một thứ mà ta nhìn chúng, bởi vậy mới rời khỏi thánh vực tới đây. À, vậy Tần Xuyên huynh thì sao, cũng có một thứ nhìn chúng sao? Phi Nghê nháy mắt đôi mắt đẹp liên tục đảo tới đảo lui trên người Tần Xuyên. Tần Xuyên cười cười, nói. Có lẽ có cũng không chừng. Phi Nghê mặt mỉm cười, cũng không hỏi nữa, chỉ là đáy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ khó có thể phát giác. Tần Xuyên người này thực lực thâm bất khả trắc, trong đông đảo những người trẻ tuổi, một mực bị nàng coi là đại địch số 1. Lần này tạm biệt, phát hiện càng khiến bản thân nàng khó nhìn thấu, nội tâm khó tránh khỏi có cảm giác áp bách. Rất nhanh, nam tử trung niên kia đã bay về, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tiết Hồng Đào nhướng mày, nói. Sao hả? Nam tử trung niên sắc mặt trắng bệch, thấp giọng nói. Người nọ không chịu đi. Tiết Hồng Đào hừ một tiếng, nói. Người có khuyên bảo, hơn nữa nói rõ giảm miễn 1 ngày phí tổn chưa? Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói. Nói tất cả, hơn nữa. Hắn liếc nhìn bọn người Chu Sở, có chút lúng túng nói. Hơn nữa ta đã ám chỉ thân phận mấy vị đại nhân không đơn giản. Tiết Hồng Đào sắc mặt lạnh lẽo, nói. Người nọ phản ứng gì? Nam tử trung niên đỏ mặt lên, bộ dáng có chút xấu hổ, dùng thanh âm thấp như vân mảnh nói. Hắn bảo ta cút đi. Cái gì? Tiết Hồng Đào sắc mặt đại biến, tức giận nói. Người cứ thế mà chạy về sao? Nam tử trung niên cắn răng một cái, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm vào, xấu hổ và giận dữ không thôi. Sắc mặt Chu Sở cũng trở nên cực kỳ khó coi, thoáng cái chìm xuống. Lệ Phi Vũ nhướng mày, cẩn thận mà hỏi. Người có biết thân phận người nọ không? Nam tử trung niên lắc đầu, nói. Hắn có lệnh bài ngũ đẳng mà Giang Tu Chân đại nhân cho, theo như quy củ cũng không cần đăng ký thân phận. Lệ Phi Vũ thì thào lẩm bẩm. Giang Tu Chân dường như cũng về tới thành Tân Duyên rồi, ta sai ngươi đi hỏi thử. Không cần. Tiết Hồng Đào lạnh lùng nói. Quản hắn là người nào, loại thái độ này đối với thương minh ta đã không phải là khách quý nữa á rồi. Hắn nói với nam tử trung niên. Mang vài tên hộ vệ tiến đến, đuổi hắn ra ngoài, đồng thời thu hồi lệnh bài. Thân phận địa vị Giang Tu Chân xa không bằng hắn, cho nên Tiết Hồng Đào cũng không để vào mắt. Phi Nghê giống như cười mà không phải cười nói.
vẫn nên xác nhận một chút thì tốt hơn, vạn nhất đắc tội phải đại nhân vật như Sát Tinh nào đó. Tiết Hồng Đào cười to nói. Ha ha, Phi Nghê thiếu chủ yên tâm, Thương Minh giảng chính là quy củ, hắn chính là lệnh bài ngũ đẳng, phải nhượng xuất ra tử phòng. Nhân vật có lớn hơn nữa, đã đến thành Tân Duyên, đều phải tuân thủ quy định Thương Minh. Những người trước mắt này đều là nhân vật cực lớn rồi, Giang Tu Chân có thể kết bạn với nhân vật lợi hại gì chứ, thân phận dù tôn quý hơn nhưng có thể so với mấy vị này sao? Đặc biệt là Tần Xuyên và Chu Sở, sư phụ của bọn hắn là người phương nào? Hắc Phú Hộ và Thương Ngô Khung chính là hai trong ngũ đại chấp chính giả của Thánh Vực, cơ hồ là những người quyền thế nhất trên đời này, thân phận địa vị thậm chí còn trên cả Thất Đại Tông Chủ phía trên. Huống chi còn có hai vị thiếu chủ là Trần Phong và Long Gia, dưới gầm trời này không còn người nào có thân phận sánh bằng bọn họ nữa, vị bằng hữu kia của Giang Tu Chân nếu không biết thức thời thì chỉ có thể hảo hảo dạy hắn đạo lý làm người thôi. Nam tử trung niên lập tức lĩnh mệnh, vài tên hộ vệ đi theo phía sau, hóa thành một đạo quang mang rời đi. Tiết Hồng Đào vỗ ngực nói. Mấy vị yên tâm, rất nhanh liền có thể giải quyết. Làm trễ nãi thời gian mọi người, lão hủ thật sự băn khoăn. Tất cả chi phí trong khoảng thời gian mấy vị ở thành Tân Duyên đều do Thiên Nhất các ta dốc hết sức đảm đương. Sau khi biết thân phận mấy người này, Tiết Hồng Đào cũng lập tức nghĩ cách nịnh bợ ngay. Lệ Phi Vũ lạnh lùng nói. Hồng Đào đại nhân phí tâm, mấy vị đều là bằng hữu của Lệ Phi Vũ ta, tất cả đã có Vạn Bảo Lâu ta an bài rồi. Tiết Hồng Đào xấu hổ cười cười, nói. Ha ha, có an bài là tốt rồi. Lão Phu chỉ vì làm trễ nãi thời gian mọi người nên có chút băn khoăn thôi. Lệ Phi Vũ chỉ vào phần đông võ giả xa xa đang trông xem thế nào, cười lạnh nói. Tất cả mọi người đang chờ làm việc đấy, thời gian chậm trễ rất nhiều, Hồng Đào đại nhân không bằng bao hết chi tiêu cho bọn họ đi. Hi hi, Phi Nghê nhịn cười không được cười lên, trong tươi cười tựa hồ có thâm ý khác. Tiết Hồng Đào đỏ mặt lên, cười vài tiếng liền không nói thêm gì nữa. Người đang chờ ở xa xa cũng đều yên tĩnh đợi, sau khi biết rõ thân phận của những người này còn ai dám nói câu nào nữa. Hơn nữa thoáng cái có thể nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy, ngày sau cũng có đề tài nói chuyện để khoác lác lúc trà dư tửu hậu, nguyên một đám hào hứng đứng trông xem thế nào, đồng thời thầm nghĩ tên xui xẻo trong tử phòng kia rốt cục là ai. Tất cả mọi người đều có tâm tư như vậy, tên xui xẻo kia nếu biết đã đắc tội nhiều đại nhân vật như vậy, sợ rằng ngay cả lòng muốn chết cũng có mất. Không ít người nhìn có chút hả hê, chờ xem kịch vui. Phi Nghê khẽ cười nói. Không bằng Phi Vũ trước mang bọn ta đi thăm mật thất khác một chút đi. Ta sợ bên này trong lúc nhất thời cũng chưa xong được. Không có vấn đề. Lệ Phi Vũ nói. Hồng Đào tiên sinh, thỉnh mau chóng an bài một chút đi. Hắn có chút cổ quái nói. Sao ta cảm thấy trong lời Phi Nghê thiếu chủ dường như có gì đó thì phải. Phi Nghê cười nói. Nào có. Tiết Hồng Đào ứng tiếng nói. Không cần. Chu Sở nói. Mật thất rác rưởi khác có gì mà xem, chờ một chút là được, còn không được thì. Chúng ta trực tiếp đi là được. Mấy người nói chuyện một hồi, thời gian uống cạn chung trà qua đi. Tiết Hồng Đào có chút ngồi không yên, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói. Phế vật, một đám phế vật một chút chuyện nhỏ cũng không xử lý được. Tựa hồ mất mặt mũi trước mặt mọi người khiến hắn lộ ra tức giận dị thường, trên người nguyên lực cuồn cuộn, nói. Mấy vị chờ một chốc một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Lương Ngọc Y nói. Hồng Đào đại nhân, không cần thiết lỗ mãng, có lẽ vị khách nhân kia thân phận cực kỳ đặc thù. Nàng trước khi cũng là đi ra từ Thiên Nhất Các, đối với Thiên Nhất Các vẫn rất có hảo cảm, nhịn không được nhắc nhở. Tiết Hồng Đào nổi giận đùng đùng, nói. Thân phận lại đặc thù, chúng ta cũng đã cho đủ hắn mặt mũi rồi. Hắn quay đầu đi, liền rời khỏi đại sảnh, đi về hướng tử phòng kia. Kỳ quỷ rốt cục nhịn không được, nói. Sẽ không thật là hắn đấy chứ. Hi hi, nói không chừng nha, nếu như Hồng Đào đại nhân còn chưa có trở lại, vậy thì chính xác rồi. Phi Nghê che miệng cười cười. Lệ Phi Vũ trong nội tâm lột bột thoáng một phát, nói. Các ngươi biết rõ người nọ là ai? Trần Phong cũng lộ ra mỉm cười, nói. Chúng ta cũng chỉ suy đoán, có lẽ là một vị bằng hữu vừa mới từ biệt không lâu. Chu Sở nhẹ kêu một tiếng, nói. À, có thể được ngươi được gọi là bằng hữu đấy,
khó trách dám không cho Thương Minh mặt mũi, xem ra thật sự có vài phần lực lượng a. Sự cảm bất hảo trong nội tâm Lệ Phi Vũ càng ngày càng mạnh, sắc mặt hơi trắng bệch, nói. Bằng hữu các ngươi vừa mới từ biệt không lâu họ tên là gì? Ha ha! Trần Phong nhìn gương mặt cơ hồ phát xanh của Lệ Phi Vũ, nội tâm một hồi thoải mái nói không nên lời, cười nói. Tin tức Trấn Hải Mộc, Phi Vũ huynh khẳng định đã biết. Giang Tu Trần chính là ở chỗ đó cho vị bằng hữu kia một khối lệnh bài ngũ đẳng, mà thời gian vị bằng hữu kia đến thành Tân Duyên cũng đúng lúc là vài ngày trước. Ha ha, chúng ta cũng chỉ suy đoán thôi, có lẽ sẽ không khéo vậy đâu. Không tốt. Lệ Phi Vũ trên trán toát ra mồ hôi lạnh ra, lập tức đã hiểu rõ người trong tử phòng kia là ai, vội vàng vọt ra ngoài đại sảnh. Chu Sở và Tần Xuyên đều sững sờ, Chu Sở hồ nghi nói. Ta cũng rất tò mò đấy. Hắn cũng lóe người lên, đuổi theo Lệ Phi Vũ mà đi. Phi Nghê khanh khách cười nói. Trần Phong người rất xấu đấy, nói thẳng thế, xem Phi Vũ bị hù kìa. Trần Phong cười nói. Hắc hắc, người xấu là người đi. Hiện giờ không nói, nếu gây ra đại sự thì hai bên càng khó mà dàn xếp rồi. Tần Xuyên kinh ngạc nói. Nghe các người nói như vậy, trong lòng ta cũng rất tò mò đấy, rốt cuộc là vị kỳ nhân dị sĩ nào ở đây, không bằng cùng đi xem. Mọi người đồng thời bay ra ngoài đại sảnh, vừa ra cửa phòng, liền trông thấy xa xa một đạo quang mang bay vụt đến. Oanh! Đạo quang mang trực tiếp nện lên đất, chấn lên vô số bụi bặm. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng vang đều bị kinh động, toàn bộ chạy đến quan sát, lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, nhao nhao xoa nhẹ con mắt. Chỉ thấy một hố to đến vài trượng hiện ra, tiết hồng đào bị đâm ngược trong đó, hai chân run rẩy không thôi. Hồng đào đại nhân! Lệ Phi Vũ cả kinh, lắc mình một cái lao xuống chộp lấy Tiết Hồng Đào, muốn rút hắn ra. 3. Đột nhiên trên người Tiết Hồng Đào bắn ra một đạo lôi quang, trực tiếp giật khiến tay phải hắn tê dần, rút mạnh về. Đồng tử kỳ quỷ cũng co rụt lại, ở trong mọi người, cảm ứng và khống chế của hắn đối với lôi điện là mạnh nhất, nhưng đạo lôi quang kia lóe lên khiến trái tim của hắn nhảy dựng lên một phát, lập tức khẳng định được chắc chắn là Lý Vân Tiêu rồi. Phi Nghê cũng nhìn về phía hắn, hắn ngưng trọng nhẹ gật đầu. Phi Nghê đôi mắt đẹp sáng ngời, khóe miệng lộ ra hào quang nghiền ngẫm. Tựa hồ Lệ Phi Vũ sờ một cái dẫn dòng điện đi nên Tiết Hồng Đào cũng ngừng run rẩy, ba một tiếng chui ra khỏi hố sâu, mặt mũi đều sưng lên, xanh một miếng tím một khối, khắp nơi đều tụ huyết. Tên điên, tên điên. Cả người hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, kêu lên bén nhọn. Lệ Phi Vũ đại nhân. Nhanh đi gọi cao thủ đến, nhanh đi gọi cao thủ đến. Ân, lại tới mấy người nữa. Tần Xuyên ngẩng đầu, nhìn qua xa xa, mấy đạo quang mang bay vụt đến, cũng rầm 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 đánh trên mặt đất, ném ra nguyên một đám hố to, chính là nam tử trung niên được phái đi trước kia, còn có vài tên hộ vệ. Ha ha, quả nhiên là người có ý tứ, ở tổng bộ Thương Minh lại dám hung hăng càn quấy như vậy, ta rất tò mò là thần thánh phương nào đấy. Trên mặt Chu Sở một hồi lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào xa xa nói. Nếu ngươi đã không muốn cút ra đây, vậy để ta đến đá ngươi ra ngoài đi. Hắn đang muốn khởi hành, lại bị Tần Xuyên kéo lại, lắc đầu nói. Nơi này là Thương Minh tổng bộ, tất cả đều đã có Lệ Phi Vũ công tử làm chủ, chúng ta không nên ồn ào. Hắn còn mỉm cười với Lệ Phi Vũ, nói. Ta nói đúng không, Phi Vũ huynh? Trên mặt Lệ Phi Vũ như muốn chảy ra nước rồi, buồn bực hờn dỗi lên tiếng. Ân, trong lòng hắn cũng cảm thấy lo lắng, trước mắt xem ra, người trong tử phòng kia 100% là Lý Vân Tiêu không thể nghi ngờ, cũng chỉ có người có tính cách và thực lực như thế, mới dám làm việc hung hăng càn quấy không kiêng nể gì cả thế này. Hơn nữa tin tức Trấn Hải Mộc hắn cũng vừa biết rõ không lâu, thực lực Lý Vân Tiêu được truyền đi vô cùng kỳ diệu, mặc dù không thể tin hết. Nhưng nhất định cũng phi thường khó giải quyết. Hắn suy nghĩ có nên thỉnh động cao thủ Thương Minh tới triệt để trấn áp Lý Vân Tiêu hay không, để tránh đấu giá hội sắp bắt đầu cũng bị liên lụy. Mau gọi cao thủ, Lệ Phi Vũ nhanh đi gọi cao thủ đến a. Tiết Hồng Đào vẻ mặt máu đen, chu lên như heo bị chọc tiết. Người vây xem bốn phía đều trợn mắt há hốc mồm, kinh hồn táng đảm, đến cùng là người nào lại to gan như vậy, ở thành Tân Duyên cũng dám đả thương người Thương Minh. Hơn nữa còn là người phụ trách Tĩnh Nhã Thánh Địa, đây là nhân vật trọng yếu của Thương Minh a. Gọi cao thủ,
Lời ta vừa nói ngươi hoàn toàn không nghe vào tai sao? Đột nhiên một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, Tiết Hồng Đào a một tiếng, gương mặt như bị người nhéo lấy vậy, không có chút máu, cả thân thể càng như run rẩy. Đồng tử bọn người Lệ Phi Vũ đột nhiên co lại, nhìn lại trên bầu trời, một hồi chấn động nhộn nhạo ra, một gã nam tử áo trắng sắc mặt như nước, lạnh nhạt mà đứng. Lý Vân Tiêu, Vân Tiêu công tử, Vân Tiêu huynh, các loại tiếng kinh hô vang lên, tuy rằng mấy người phi nghe đoán được là Lý Vân Tiêu, nhưng trông thấy chân nhân hắn xuất hiện, cũng khẽ giật mình. Ân, các ngươi sao cũng tới. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quét qua mọi người, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, chỉ nhàn nhạt nói. Phi nghe nhõng nhẽo cười nói. Đấu giá hội thành Tân Duyên sắp diễn ra, ta và kỳ quỷ cũng không có việc gì, nên qua đây xem thử. Trần Phong cũng lạnh nhạt cười nói. Ta và nội tử cũng không vội trở về, nên cũng một đường theo tới, không thể tưởng được có thể gặp lại Vân Tiêu huynh, tam sinh hữu hạnh a. Sắc mặt Lệ Phi Vũ lạnh xuống, cắn răng nói. Lý Vân Tiêu, nơi này nói thế nào cũng là tổng bộ thương minh, ngươi không cảm thấy mình hơi khinh người quá đáng sao? Lý Vân Tiêu nhìn hắn một cái, nói. Thì ra là Phi Vũ huynh, nhiều năm không gặp, phong thái như trước. Chẳng lẽ nơi này là tổng bộ thương minh liền có thể tùy tiện khi dễ người ngoài sao? Nếu là như thế, ngươi liền trực tiếp nói cho ta biết, cũng nói cho tất cả mọi người ở đây biết đi. Lệ Phi Vũ dâng lên một tia giận dỗi, nói. Đừng vội vu oan chửi bới thương minh, trước khi ngươi thuê tử phòng đã có quy định rõ ràng, gặp được khách quý đẳng cấp cao hơn, phải nhường lại. Lý Vân Tiêu không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên, một đạo kim mang bắn xuyên qua. Lệ Phi Vũ vươn tay bắt lấy, định mắt nhìn đi, lập tức mắt choáng váng, cả kinh nói. Nhị đẳng khách quý, cái này. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Đây là lệnh bài mà lão nhân kia đưa cho ta, hắn còn dù thế nào cũng bắt ta mang đi. Chậc chậc, lại một lần nữa kiến thức danh dự thương minh rồi, điếm đại lấn khách, nói ra thật sự tràn đầy nước mắt ha. Phốc phốc, Phi Nghê nhịn không được, trực tiếp cười phun ra. Mọi người cũng một hồi im lặng, hắn đã đánh cho mấy người thương minh tàn phế rồi, còn nói tràn đầy nước mắt, người ta tràn đầy đều là máu a. Lệ Phi Vũ vừa xoay người hỏi. Sao lại thế nào? Tiết Hồng Đào trên mặt đỏ bừng, lúc hắn tìm đến Lý Vân Tiêu, đối phương quả thật lấy ra khối lệnh bài nhị đẳng của Thương hội Thiên Nguyên kia, nhưng hắn một lòng muốn khoe khoang thành tích trước mặt mọi người, tăng thêm Lý Vân Tiêu đánh cho mấy tên hộ vệ lúc trước ngất xỉu ở cửa ra vào, cho nên mới không nói hai lời liền bảo hắn xéo đi. Chuyện tiếp theo, dĩ nhiên chính là bi kịch rồi. Tiết Hồng Đào hiện giờ nhớ tới còn cảm thấy hoảng sợ, lau đi máu mũi, run rẩy không ngừng. Lệ Phi Vũ trông thấy nét mặt của hắn, lập tức đã hiểu rõ 7-8 phần, trong nội tâm thầm kêu không xong. Mồm mép Lý Vân Tiêu hắn rõ ràng nhất, chuyện vô lý cũng có thể nhắc lên vài phần đạo lý, huống chi hiện giờ đối phương còn chiếm được đạo lý, lần này thật sự hoàn toàn bị động rồi. Thì ra ngươi chính là Lý Vân Tiêu. Đột nhiên Chu Sở kêu một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang, lộ ra vài phần sát khí. Lý Vân Tiêu cúi đầu trông lại. Ánh mắt xẹt qua trên thân hai người, lúc thấy Tần Xuyên đồng tử không khỏi hơi co lại, tựa hồ cảm nhận được một cổ khí tức bất thường. Hắn khẽ liếc qua Chu Sở, nói. Ngươi là thứ gì, ta có biết ngươi sao? Hừ hừ, không biết cũng không có sao, ngươi lập tức sẽ biết, hơn nữa cả đời khó quên. Khí tức trên thân Chu Sở thoáng một cái tản ra, sát khí lăng liệt khiến người bốn phía đều cảm thấy một hồi không khỏe. Tần Xuyên nhíu mày nói. Chu Sở. Ngươi nhận thức hắn. Chu Sở nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, cười lạnh nói. Ngươi đây xem như tự chui đầu vô lưới rồi, Tần Xuyên, trước khi đến ta đã nhận được tin tức từ Thành Định Thiên truyền đến, người này chính là đồng lõa với sát tinh đồ diệt phủ thành chủ kia. Cái gì, hắn là đồng lõa? Tần Xuyên cũng lắp bắp kinh hãi, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Danh tiếng Lý Vân Tiêu hắn đương nhiên rõ ràng. Hơn nữa nhìn qua liền có cảm giác như mênh mông không thấy đáy, như lâm vào thâm uyên vậy. Hắc hắc, Lý Vân Tiêu, theo ta quay về thánh vực bàn giao đi thôi. Chu Sở lạnh giọng nói ra, khí tức trên thân thoáng cái liền tập trung vào Lý Vân Tiêu, sát ý cuồn cuộn mà ra. Ta nói sao lại đột nhiên nhiều ra hai khuôn mặt xa lạ, thì ra là đên tử thánh vực. Trong mắt Lý Vân Tiêu khẽ lóe hàn quang, giải thích nói. Chuyện Thành Định Thiên không có quan hệ với ta.
Chu Sở cười lạnh nói. Ngươi nói không quan hệ thì không quan hệ sao? Theo ta trở về giải thích đi. Lý Vân Tiêu nhíu mày ra, nói. Nếu lời ta nói đã không tính, vậy muốn ta trở về với ngươi làm gì? Chu Sở sững sờ, lập tức hừ lạnh nói. Dù có nhanh mồm nhanh miệng thế nào cũng vô dụng. Cả người hắn bay lên trời, khí tức trên người đột nhiên thoáng cái gầm thét lên, toàn bộ bầu trời chấn động, tựa như sóng biển ngập trời, tầng tầng áp tới. Lý Vân Tiêu biến sắc, không thể tưởng được đối phương một lời không hợp đã động thủ, uy áp ngập trời lăng không mà đến kia cơ hồ như muốn hóa thành thực chất rồi. Nhưng hắn cười lạnh một tiếng, chỉ nhìn về phía Lệ Phi Vũ, nói. Phi Vũ huynh, có người không có bằng chứng muốn ra tay với ta, xin hỏi trong quy củ thương minh, đối với loại chuyện này là quản hay mặc kệ. Lệ Phi Vũ trong nội tâm mắng câu lão hồ ly, hắn cũng muốn mượn tay Chu Sở xem thử thực lực Lý Vân Tiêu bây giờ đến cùng như thế nào, lại không nghĩ hắn trực tiếp dẫn tai họa về phía mình. Cái này nên quản hay mặc kệ đây. Lệ Phi Vũ cũng thoáng cái trở nên vô cùng khó xử. Lý Vân Tiêu nhìn thấu tâm tư của hắn, cười lạnh một tiếng, nói. Nếu các ngươi mặc kệ thì, ta đây cũng yên tâm ra tay, trực tiếp đánh chết hắn là được rồi. Lệ Phi Vũ đột nhiên lại càng hoảng sợ, đầu đầy mồ hôi lạnh, vội nói. Tính Nhã Thánh Địa không cho phép tư đấu, để tránh hủy hoại Thánh Địa, đây là quy củ của Thương Minh định ra. Hắn quả thực sợ rồi, Lý Vân Tiêu làm việc chưa bao giờ kể đến hậu quả. Nếu ngươi nói câu mặc kệ, Thương Minh liền đã mất đi lập trường ra tay. Chờ hắn thật sự đánh chết Chu Sở thì chính là chuyện chọc thủng trời, dù là Thương Minh cũng sẽ dính vào phiền toái cực lớn. Ha ha, cuồng vọng muốn đánh chết ta, chết cười mất. Chu Sở giận quá thành cười, trên người khí thế bành trướng mà lên, lực lượng uy áp tuyệt cường kia tầng tầng điệp ra, như sóng biển càng thêm hung mãnh. Lý Vân Tiêu không động chút nào, tùy ý để thân thể không ngừng chìm nổi biến ảo trong khí lãng kia, lạnh lùng nói. Phi Vũ huynh, hiện giờ hắn đã xuất thủ, người nếu không dùng quy củ Thương Minh áp chế hắn thì ta sẽ dùng quy củ của ta giết người đấy. Lệ Phi Vũ cả kinh, vội nói. Chu Sở huynh, việc này do ta đến xử lý. Chu Sở quay mạnh đầu lại, ánh mắt như đao, nhìn chằm chằm vào Lệ Phi Vũ, hung hăng nói. Chẳng lẽ ngươi sợ hắn giết ta? Trong mắt hắn nộ khí trùng thiên, một loại nổi giận vì bị khinh thị khiến bị hắn sát ý ngập trời. Trần Phong cau mày nói. Chu Sở, Phi Vũ huynh cũng là có ý tốt, huống hồ nơi này là địa bàn Thương Minh, hy vọng ngươi có thể tuân thủ quy định Thương Minh. Từ sau khi Trần Phong Viễn cố ý kết giao Lý Vân Tiêu, hắn cũng tự nhiên đứng ở bên phía Lý Vân Tiêu. Bốn người bọn họ rõ ràng thực lực Lý Vân Tiêu nhất. Biết rõ hắn tuyệt đối có lực lượng chém giết Chu Sở, chỉ là nếu thật sự giết Chu Sở thì, trong thiên hạ sẽ không người nào bảo hộ được hắn nữa rồi. Cho nên Trần Phong cũng có ý để điểm nói. Vân Tiêu huynh, Chu Sở chính là đệ tử đắc ý của Thánh Vực Thương Ngô Khung Đại Nhân, thực lực phi phàm. Tất cả mọi người chuyện gì cũng từ từ, để tránh tổn thương hòa khí. Ân, Lý Vân Tiêu nhướng mày, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, trong con người hiện lên tinh mang. Thì ra là đồ đệ của Thương Ngô Khung. Sắc mặt Chu Sở trầm xuống, cả giận nói. Danh hào gia sư, há có thể để ngươi tùy ý gọi. Tính cách của hắn vốn cao ngạo, trong cùng thế hệ ngoại trừ Tần Xuyên gia, có thể lọt vào mắt hắn căn bản cũng không có mấy người. Danh hào nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân của Lý Vân Tiêu hắn đã sớm nghe qua, thập phần khinh thường, tăng thêm thái độ của bọn người Lệ Phi Vũ giống như hắn thật sự sẽ bị đánh chết vậy. Cơ hồ khiến hắn giận điên lên, cuối cùng Lý Vân Tiêu gọi thẳng Thương Ngô Khung, ngay cả tôn xưng cũng không có, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phát tác ra. Lúc này hai tay hắn hợp lại, một đạo kim mang ngưng tụ trong song trường, mạnh mẽ chém tới. Bầu trời thoáng cái hít khà zzzz một tiếng, đã bị cắt đứt ra, bốn phía chạm nhận một mảnh hắc mang, không ngừng cắn nuốt linh khí, chuyển hóa thành kim quang chi lực. Võ giả ở xa xa xem náo nhiệt đều kinh hãi. Nhưng hơn nữa là hưng phấn. Trảm kích của Chu Sở vừa ra, tất cả mọi người liền cảm nhận được một cổ lăng lệ ác liệt chi khí đập vào mặt, nhưng người thực lực hơi thấp ở xa xa, toàn bộ đều thối lui ra sau để tránh bị liên lụy đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tốc độ trảm kích cực nhanh, lập tức liền lướt qua người Lý Vân Tiêu, chém cả người hắn thành hai nửa. Nhưng cao thấp hai nửa thân thể thoáng cái bắt đầu trở nên mơ hồ. Sau đó lăng không lắc lư, vậy mà lần nữa tụ hợp lại,
dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra chân thân Lý Vân Tiêu. Chu Sở trong lòng chấn động mạnh một cái, thân pháp Lý Vân Tiêu tránh né vậy mà hắn lại không thể nhìn ra sở hở. Lý Vân Tiêu ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói. Lệ Phi Vũ, ta mở miệng một lần cuối cùng, Thương Minh nếu mặc kệ thì ta sẽ động thủ. Lệ Phi Vũ biến sắc, cũng rốt cục có chút tức giận rồi, lạnh giọng nói. Chu Sở, thánh vực có quy củ thánh vực, Thương Minh có quy củ Thương Minh, mong rằng ngươi tôn trọng một chút. Chu Sở vẻ mặt vẻ giận dữ và sát khí, toàn bộ sắc mặt âm trầm bất định. Tần Xuyên tiến lên một bước, nói. Chu Sở, coi như xong, đừng làm khó dễ Phi Vũ huynh nữa. Hơn nữa Vân Tiêu công tử nói hắn không có quan hệ với chuyện Thành Định Thiên, dùng thân phận của hắn tự nhiên sẽ không lừa gạt chúng ta. Chu Sở hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu ngươi đã nói như vậy, lần này coi như xong, nhưng giữa ta và hắn chưa xong đâu. Trong mắt Tiết Hồng Đào đột nhiên tê lóe lên hàn quang, nói. Trong Tĩnh Nhã Thánh Địa có lôi đài chuyên môn dùng để tỉ thí. Chỉ cần song phương ký giấy sinh tử, liền bất luận sinh tử. Bất luận kẻ nào cũng không được vi phạm. Đầu của hắn sưng lên như heo vậy, trong mắt lộ vẻ oán độc. Lý Vân Tiêu trước kia đánh hắn, cũng chú ý tới đúng mực, chỉ khiến hắn nhìn tương đối thê thảm thôi, cũng không chính thức bị thương nặng, cho nên thoáng cái đã khôi phục lại. Tất cả mọi người biến sắc, hào khí lập tức trở nên có chút khắc nghiệt. Chu Sở nhếch miệng cười cười. Hắc hắc, Phi Vũ huynh, thật vậy chăng? Lệ Phi Vũ hung hăng trừng Tiết Hồng Đào, nói. Quả thật có, nếu như hai vị muốn lên thì ta tự nhiên không phản đối, nhưng phải ghi rõ giấy sinh tử, tất cả không có quan hệ với Thương Minh ta. Chu Sở cười ha hả, quát từng chữ. Ha ha Lý Vân Tiêu, người có dám không? Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì đừng trách ta. Đột nhiên một đạo âm thanh truyền đến, nói. Khục khục, chư vị đều là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, nhân tài kiệt xuất trên đại lục. Cần gì động một chút lại phân sinh tử chứ? Chỉ thấy cách đó không xa, chẳng biết lúc nào nhiều ra hai người, lại không ai có thể phát giác. Chu Sở trong nội tâm cả kinh, quát. Các ngươi là ai? Lão giả kia cười ha ha nói. Lão Hủ Hàn Quân Tử, đại trưởng Quỹ Tinh Nguyệt Trai. Hai người này chính là Hàn Quân Đình và Quỳ Hoa Bà Bà. Lúc Quỳ Hoa Bà Bà xuất hiện, chỉ quét qua Lý Vân Tiêu, liền sụ mặt xuống. Sắc mặt lạnh như băng không nói một lời. Hàn quân đại nhân. Lệ Phi Vũ vội bước lên phía trước hành lễ. Hàn quân tử không chỉ là đại trưởng Quỹ Tinh Nguyệt Trai, hơn nữa thay thế hội trưởng Tinh Nguyệt Trai, hành xử hết thảy toàn lực, cũng là đại hội trưởng, thân phận còn cao hơn hắn một cấp độ. Tiết Hồng Đào vừa thấy người đến, cũng vội vàng xông lên phía trước, vẻ mặt cầu xin kêu rên nói. Hàn quân đại nhân, Quỳ Hoa bà, các người phải vãn hồi mặt mũi cho Thương Minh a. Tu vị Hàn Quân Đình hắn nhìn không thấu, nhưng Quỳ Hoa bà lại là võ đế cửu tinh mà người trong Thương Minh đều biết. Theo Tiết Hồng Đào thấy, chỉ cần nàng chịu ra tay, tại chỗ có thể trấn áp Lý Vân Tiêu, thay hắn báo thù. Sắc mặt Hàn Quân Đình trầm xuống, không chút khách khí khiển trách quát mắng. Chính là vì có những kẻ bất lực như ngươi nên Thương Minh mới mất hết mặt mũi đấy, cút cho ta. Ngươi, ngươi! Tiết Hồng Đào thoáng cái mắt choáng váng. Cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình, kinh ngạc đứng ở đó. Quỳ Hoa bà cũng sắc mặt phát lạnh, quát. Trưởng quầy bảo ngươi cút, còn đứng ở nơi đây làm gì? Hẳn là muốn lão thân động thủ sao? Tiết Hồng Đào toàn thân run lên, hắn tự nhiên biết rõ sự lợi hại của Quỳ Hoa bà, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tốt Tinh Nguyệt Trai, khoản sổ sách này Tiết Hồng Đào ta nhớ kỹ. Trên mặt hắn vốn xanh một miếng tím một khối. Nhưng bây giờ hai mặt đỏ bừng, tự giác không còn mặt mũi nào lưu lại nữa, quay người lại liền hóa thành độn quang bay đi mất. Hàn Quân Đình tựa hồ không để ý đến chuyện dâu ria này, tiếp tục cười nói. Chư vị đều là người trẻ, khó tránh khỏi hỏa tính hơi lớn, không bằng để lão phu làm người trung gian, bán ta chút mặt mũi, mọi chuyện cứ vậy cho qua đi. Trên mặt Chu Sở cảm thấy không thoải mái, vừa định nói ngươi là cái thá gì, dựa vào gì lại bán mặt mũi cho ngươi. Tần Xuyên nhìn ra tâm tư của hắn, đoạt trước một bước nói. Nếu đại trưởng quỹ của Tinh Nguyệt Trai đã ra mặt, vậy mặt mũi này tự nhiên phải bán rồi. Hừ, Chu Sở hừ lạnh một tiếng, liền không nói nữa. Hàn Quân Đình lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn Lý Vân Tiêu trên bầu trời,
trong mắt hiện lên một tia phức tạp, cười ha ha nói. Không biết Vân Tiêu công tử thì sao, có thể bán cho lão phu một cái mặt mũi không? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Mặt mũi của ngươi, ta tự nhiên sẽ bán. Bọn người Trần Phong trong lòng có chút nhảy dựng, cảm thấy có chút cổ quái. Lấy hiểu biết của bọn hắn đối với Lý Vân Tiêu, đây chính là người mặt mũi ai cũng sẽ không bán a. Những người này không khỏi đánh giá Hàn Quân Đình thêm vài lần, đối với người thương minh mới xuất hiện này cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ. Thuật ngụy trang của Hàn Quân Đình đã đạt đỉnh phong, bọn hắn tự nhiên không nhìn ra gì, chỉ cảm thấy lão đầu này thần thần bí bí. Ha ha, xem ra chút tình mọn của lão phu vẫn còn dùng được. Hàn Quân Đình nói, trước khi đấu giá hội hàng năm bắt đầu, đều có một tiểu hội trao đổi vật phẩm cao cấp. Mà tiểu hội trao đổi lần này đúng là do lão phu chủ trì. Ta nghe nói thành Tân Duyên thoáng cái đến rất nhiều thanh niên tài tuấn thành danh nên nhịn không được chạy đến, muốn mời các vị tham gia. Lệ Phi Vũ động dung nói. Hàn Quân đại nhân, giao lưu hội vật phẩm cao cấp lần này muốn bắt đầu sao? Hàn Quân Đình cười nói. Ngay vào đêm nay, trong tử diễm các của Tinh Nguyệt trai, hy vọng chư vị đều có thể đến. Quỳ hoa bà dương một tay lên, lập tức mấy đạo quang mang hồng sắc bay vụt tới mọi người. Mỗi người đều chụp tới trước, là một tấm thiệp mời thiếp vàng. Lệ Phi Vũ cười nói. Lần này ta nhất định phải đi mở rộng tầm mắt, mấy năm trước đều có việc nên bỏ lỡ, không biết năm nay Tinh Nguyệt trai thỉnh cao nhân phương nào đến. Hàn Quân Đình cười nói. Chư vị ở đây không phải là cao nhân sao? Lão phu đêm nay ở tử diễm các chờ chư vị đại giá. Tần Xuyên thấy hắn muốn rời đi, vội hỏi nói. Chậm đã, ta nghe nói mua bán tình báo của Tinh Nguyệt trai, giá trị còn trên cả vạn bảo lâu, rất muốn tiếp xúc với Hàn Quân đại nhân một chút đấy. Hàn Quân Đình có phần có thâm ý nhìn hắn một cái, cười nói. Đó là ngoại nhân khen chật rồi, Tinh Nguyệt trai rất thích làm sinh ý với Tần Xuyên công tử. Ánh mắt hữu ý vô ý đảo qua Lý Vân Tiêu, ho khan hai tiếng giống như đúc, liền cùng Quỳ Hoa bà rời đi. Trong mắt Tần Xuyên lóe lên một đạo tinh mang rồi biến mất, trầm tư thoáng một phát, nói. Chu Sở, chúng ta đi thôi. Chu Sở ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, trong mắt tràn đầy hàn ý, nói. Tiểu tử, hôm nay coi như số ngươi gặp may, hy vọng vận khí của ngươi vĩnh viễn luôn tốt như vậy. Nhìn hai người này hóa thành hào quang rời đi, Phi Nghê rốt cục nhịn không được khanh khách cười nói. Cũng không biết là ai vận khí tốt. Nếu là Chu Sở cứ tiếp tục như vậy thì hỏng bét rồi. Kỳ Quỷ cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, nói. Ta dự cảm hắn nhất định sẽ hỏng bét. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Thực lực Chu Sở huynh mạnh mẽ tuyệt đối, cũng không thể coi thường, Vân Tiêu huynh nếu thật gặp phải thì nhất định cũng phải cẩn thận không thể xem thường được. Trần Phong nói. Phi Vũ huynh sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì ngươi không có trải qua trận chiến Trấn Hải Mộc. Đừng nói Chu Sở. Coi như là Tần Xuyên gặp phải Vân Tiêu huynh, cũng chỉ có nước bại trận. Lệ Phi Vũ cả kinh, nói. Chẳng lẽ Trần Phong huynh đã thấy Tần Xuyên ra tay? Trần Phong lắc đầu nói. Không có. Lệ Phi Vũ nhướng mày, nói. Tần Xuyên chính là người thần bí nhất trong lớp trẻ thánh vực, cầm ngoại nhân chưa bao giờ thấy qua hắn ra tay, nhưng nhân tài kiệt xuất trong thánh vực đều cực kỳ tán thưởng hắn, mà ngay cả cuồng đồ cuồng vọng không bị trói buộc. Ai cũng không để vào mắt như Chu Sở đối với hắn cũng tâm phục khẩu phục, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trần Phong mỉm cười, nhìn qua Lý Vân Tiêu, nói. Ta mặc dù chưa thấy qua Tần Xuyên ra tay, nhưng đã thấy qua Vân Tiêu huynh ra tay, cho nên ta tin tưởng Tần Xuyên cũng không phải đối thủ của Vân Tiêu công tử. Nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Lệ Phi Vũ nghe được trong nội tâm thất kinh, nhịn không được lần nữa đánh giá đến Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu ngưng giọng nói. Tần Xuyên kia không đơn giản, ta cũng ẩn ẩn không nhìn thấu hắn. Phi Nghê cười nói. Ta trước kia cũng cảm thấy như vậy, nhưng hiện giờ phát hiện Vân Tiêu công tử càng khiến ta nhìn không thấu hơn. Nàng cười một tiếng, nháy mắt nói. Hiện giờ cách hoàng hôn còn sớm, không biết Phi Nghê có thể may mắn thỉnh Vân Tiêu công tử nói chuyện riêng được không? Lý Vân Tiêu nói. Miễn đi, ta ra 5 tỷ thuê tử phòng này tu luyện. Một tấc quang âm một tấc vàng, không có việc gì thì xin về trước đây. Phi Nghê thấy hắn quay người muốn đi, vội vàng nói. Chậm đã, Phi Nghê thật sự có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Vân Tiêu trong nội tâm cười lạnh một tiếng,
nói. Có việc cứ nói trước mặt mọi người là được. Phi Nghê tức đến dậm chân, giận dữ nói. Đường đường thiên hạ đệ nhất nhất, mà ngay cả một mình nói chuyện với ta cũng không dám sao. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Không phải không dám, mà là không cần thiết. Phi Nghê lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, nếu giờ ngươi rời đi, ta sẽ nói cho người trong thiên hạ biết, ngươi phi lễ ta. Mấy người còn lại đều lập tức ngốc trệ, nguyên một đám đầu đầy mồ hôi, mà ngay cả Kỳ Quỷ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, phảng phất thoáng cái như không biết Phi Nghê vậy. Thân thể Lý Vân Tiêu thoáng cái cứng lại, im lặng nói. Ngươi một nữ hài tử, hơn nữa lại là Long gia thiếu chủ, thân phận không giống tầm thường, trước mặt nhiều người như vậy nói lung tung, cũng không cảm thấy xấu hổ sao. Hai gò má Phi Nghê đã sớm phủ một tầng ửng đỏ, cắn chặt môi dưới, nói. Đây đều là ngươi bức ta. Hào khí thoáng cái trở nên xấu hổ. Trần Phong giống như cười mà không phải cười, nói. Ta đột nhiên nhớ tới ta còn có một chuyện rất trọng yếu phải xử lý, đi trước đây. Chư vị cáo từ, buổi tối gặp lại. Lệ Phi Vũ nói. Ta cũng thế. Kỳ Quỷ cũng gật đầu nói. Ta cũng vừa nhớ tới. Đi thôi đi thôi. Lệ Phi Vũ không đợi hắn nói chuyện đã kéo lấy hắn, mấy người lập tức hóa thành một đạo độn quang liền biến mất tại chỗ. Hào khí xấu hổ lúc này mới mất sạch, Phi Nghê bướng bỉnh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng, nói. Vân Tiêu công tử, hiện giờ còn muốn cự tuyệt ta sao? Lý Vân Tiêu lắc đầu, nói. Đi theo ta a. Sau một khắc, hai người liền xuất hiện ở trong tử phòng. Lý Vân Tiêu vung tay lên bàn đá. Lập tức một bàn rượu ngon món ngon xuất hiện. Phi Nghê xoay chuyển ánh mắt, cười nói. Tốt một cái mượn hoa hiến Phật, những linh quả quỳnh tương này, đều là của thần Mộc Thế Gia a. Lý Vân Tiêu phối hợp ngồi trên mặt ghế đá, cầm lấy trái cây không chút khách khí ăn lấy, một chút phong độ cũng không có. Có chuyện gì nói thẳng đi. Phi Nghê tiện tay cầm lấy một quả trái cây màu đỏ thắm, nhẹ nhàng để vào trong miệng nhấm nháp, sâu kín nói. Mục đích của ta Vân Tiêu công tử hẳn đã rõ, nếu không sao lại cự tuyệt một mình gặp ta chứ? Lý Vân Tiêu nhìn nàng nói. Phượng Hoàng chân hỏa sao? Thần sắc Phi Nghê thoáng cái liền nghiêm nghị, cắn cặp môi đỏ mọng. Đó quả nhiên là Phượng Hoàng chân hỏa, không thể tưởng được thế gian lại vẫn còn thần hỏa lưu lại. Nàng cả người đều vô cùng kích động, thân thể mềm mại khẽ run lên. Lý Vân Tiêu nói. Ha ha! Tất cả mọi người đều là người thông minh, ta cũng không quanh co với ngươi nữa. Nếu ngươi nhận biết đó là Phượng Hoàng chi hỏa, thì nên biết giá trị của nó, ngươi dựa vào gì muốn nó từ ta chứ? Phi Nghê cắn răng nói. Thế gian vạn vật đều có giá, ta hiện giờ quả thật không lấy ra thứ gì ngang với thần hỏa. Nhưng nếu ta có thể được thần hỏa này, tất nhiên trở thành người thừa kế thứ nhất của Long Gia không thể dao động, ta có thể hứa hẹn, tương lai nếu ta chủ chính thiên lĩnh Long Gia, có thể vô điều kiện giúp ngươi làm ba chuyện. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Đợi đến khi ngươi chủ chính Long Gia, ta mặc dù không phải vô địch thiên hạ, cũng là thế gian hiếm có địch thủ rồi, có chuyện gì cần ngươi đi làm chứ? Phi Nghê sững sờ, trầm tư thoáng một phát, liền cắn răng nói. Ta cũng không cần ngươi đưa thần hỏa cho ta, chỉ cần để cho ta tu luyện ở trong đó là được. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Cái này có gì khác nhau? Cũng không thể cho ngươi mỗi ngày đi theo ta được. Vì sao không thể? Phi Nghê đột nhiên nói, trên mặt dâng lên hai mảnh đỏ ửng, thẳng thắn nói. Dùng thực lực của ta, mặc dù không thể giúp ngươi gì, ít nhất cũng không trở thành cản trở. Còn nữa. Nàng cắn chặt răng, đôi môi cơ hồ muốn chảy ra máu. Còn nữa, mặc dù ngươi muốn ta cũng nguyện ý. Nói ra câu sau, thanh âm cơ hồ như mũi kêu. Khó mà nghe rõ nữa rồi. Lý Vân Tiêu triệt để ngốc trệ, há to mồm ra, miệng đầy cặn quả, sững sờ ở đó. Phốc, Phi Nghê thấy bộ dáng kinh ngạc đến ngây người của hắn, bên tai cũng đỏ bừng, vẫn nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Ngốc tử, sao hả, động tâm rồi sao? Nàng thả tóc dài, cả người đỏ bừng như lửa, thân thể no đủ vốn đã câu hồn đoạt phách, thêm vào cười cười vũ mị càng có một cổ hương khí xông vào mũi. Tăng thêm hào phóng chủ động như vậy thật sự khiến yết hầu người một hồi khô khốc. Ọt ọt, Lý Vân Tiêu cũng nuốt nước miếng, vội vàng rót ra một bình quỳnh tương ngọc dịch ọt 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 tưới mấy ngụm. Khanh khách, Phi Nghê đột nhiên cười lớn,
Loại cảm giác ngượng ngùng kia tựa hồ mất sạch, rất hứng thú đánh giá Lý Vân Tiêu, nhõng nhẽo cười nói. Nghe nói Đinh Linh Nhi của Thương hội Thiên Nguyên chính là hồng nhan chi kỷ của Vân Thiếu, còn có một nữ tử thân phận không rõ nữa, một mực theo bên Vân Thiếu. Sao giờ xem ra, Vân Thiếu tu vị kinh người, tâm cơ như biển ở một số phương diện lại non nớt thế chứ? Lý Vân Tiêu ho khan hai cái, dung nhan phi nghê cơ hồ như dán vào hắn, hắn vội vàng quay đầu đi, che giấu bối rối của mình, nói. Nói như vậy, phi nghê thiếu chủ thật là lão luyện rồi. Phun, nói lung tung. Phi nghê thoáng cái xấu hổ, giận dữ nói. Đừng vội xấu thanh danh bổn thiếu chủ, ta chưa bao giờ để bất luận nam nhân nào chạm qua, bởi vì bọn hắn đều không có tư cách. Lý Vân Tiêu thấy nàng tức giận, loại cảm xúc khẩn trương kia ngược lại đều hóa giải, cười khổ nói. Ta cũng không phải thánh nhân gì, phi nghê thiếu chủ nếu không biết chừng mực thì, ta thật sẽ ăn ngươi đấy. Phi nghê hàm tình mạch mạch nhìn qua Lý Vân Tiêu, buồn bã nói. Ngươi nếu thật sự ăn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Lý Vân Tiêu nói. Vì Phượng Hoàng thần hỏa, hy sinh như vậy đáng giá sao? Thân hình phi nghê run lên, sắc mặt cơ hồ có chút tái nhợt, giận dữ nói. Ngươi cho rằng ta chỉ là vì thần hỏa sao? Ánh mắt nàng ánh mắt lộ ra một tia thê lương, thì thào nói. Chỉ là vì thần hỏa thì ta tuyệt sẽ không ủy khuất bản thân như vậy. Ta nguyện ý với ngươi, là bởi vì ngươi là Lý Vân Tiêu, là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, cùng tồn tại cùng thế hệ vô địch. Hai má nàng dần đỏ lên, trong mắt lóe ra tinh mang, nói. Ta thích cường giả, cũng ưa thích cùng cường giả tác chiến, nam nhân của ta phải có thực lực hơn xa ta, như vậy mới có thể thuần lá gan ta. Thuần thiên phượng huyết mạch cao ngạo trong cơ thể ta, để cho ta cam tâm tình nguyện ủy thân cho hắn, làm nữ nhân của hắn. Ta cùng kỳ quỷ cùng nhau rời khỏi thiên lĩnh long ra, chính là vì tìm ngươi, bởi vì có đồn đãi ngươi thân mang phượng hoàng thần hỏa. Lúc trước ý nghĩ của ta chính là giết ngươi cướp lấy thần hỏa, nhưng đánh xong một trận ở trấn Hải Mộc, ta biết rõ điều này là không thể. Nhưng ta cũng không thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn, bởi vì ngươi chính là nam nhân có thể thuần lá gan của ta. Ta biết rõ người có Đinh Linh Nhi, cũng có nữ nhân khác. Nhưng ta không thèm để ý, nam nhân ưu tú có thể hấp dẫn đại lượng nữ nhân ưu tú, cam tâm tình nguyện đi theo hắn. Điều duy nhất ta để ý chính là thực lực của ngươi, đợi có một ngày ta có thể đánh thắng ngươi, cũng là lúc không thích ngươi nữa, cũng là lúc phỉ nhổ ngươi, vứt bỏ ngươi. Trong hai mắt phi nghê lưu chuyển hào quang, trên mặt đỏ ửng, càng lộ ra sợ sở động lòng người. Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh. Ngượng ngùng nói. Như thế nào càng nói càng không yên lòng rồi, thật giống như ngươi đã là nữ nhân của ta vậy. Phi nghê nhẹ nhàng cười cười, nàng giơ tay lên, giật dây thắt lưng. Ngươi! Lý Vân Tiêu cả kinh, như giật điện đứng lên, cả kinh nói. Ngươi làm gì thế? Phi nghê cười nói. Ngươi không phải nói ta còn không phải nữ nhân của ngươi sao? Hiện giờ thì đúng rồi. Quần áo nàng thoáng cái đều chảy xuống. Thân mình khiến cho huyết mạch người phun trương hiện ra, nhìn một phát là thấy hết. Phốc! Trong lỗ mũi Lý Vân Tiêu phun ra hai đạo máu tươi, sau đó vội vàng dùng tay bịt lại, cả người lóe lên ánh sáng màu xanh, liền biến mất trong mật thất. Khanh khách, Lý Vân Tiêu, người có còn là nam nhân hay không? Trở lại cho ta! Phi nghê khanh khách cười ha hả, váy dài cởi ra thoáng cái đã mặc lại, lăng không xoay chuyển, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đợi khi nàng ra ngoài mật thất, Lý Vân Tiêu đã sớm mất đi bóng dáng rồi. Hừ, ngốc tử, đồ đần, mỹ nữ đưa tới cửa cũng không biết ăn. Phi nghê tức đến dậm chân, nhưng lập tức cảm giác lời mình nói không ổn, thoáng cái hai má đỏ bừng, ngượng ngùng hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy. Lý Vân Tiêu quả thực đã bị cử động can đảm của Phi nghê dọa sợ, một người đi dạo trong thành Tân Duyên hồi lâu, suy nghĩ có nên đi tử diễm các phó ước không? Nếu lại gặp phi nghê thì không khỏi có chút xấu hổ. Hắn liên tục suy tư, nhưng cuối cùng vẫn đi về hương tử diễm các, dù sao đây cũng là Hàn Quân Đình mời, hắn không muốn lỡ hẹn. Tử diễm các là một tòa lầu nhỏ thập phần tinh mỹ, lịch sự tao nhã, lại lộ ra một cổ đại khí, tuyệt không phải công tượng bình thường có thể kiến tạo ra được. Khi Lý Vân Tiêu đến thì đã là hoàng hôn. Lầu nhỏ xây ở một nơi tương đối yên tĩnh trong thành, cơ hồ không thấy thân ảnh nào cả. Ngẫu nhiên có người đi vào, đều là thâm tàng bất lộ. Lý Vân Tiêu đứng ở trước lầu, đột nhiên trong lòng dâng lên một loại cảm giác không hiểu,
nhìn qua Tử Diễm Các, lộ ra vẻ mặt. Lầu các tất cả đều là dùng gỗ lim và ngọc thô chưa mài giũa hỗn hợp tạo thành, lộ ra cao quý chi khí sâu kín, dưới hoàng hôn, bóng dáng kéo dài ra, trong lầu dần dần thắp đèn lên. Nguyên một đám đèn lồng giấy dầu quất sắc sáng lên, thoáng cái chiếu sáng bừng, đèn hai bên rực rỡ mới lên, khiến lầu các lộ ra càng thêm tinh xảo xinh đẹp. Ồ, Lý Vân Tiêu, đã vì sao không vào trong? Đột nhiên một giọng nói truyền đến, chính là Kỳ Quỷ, hắn có chút hồ nghi nhìn qua, đồng thời nhìn quanh mọi nơi. Phi Nghê đâu rồi? Lý Vân Tiêu giờ phút này cả người cũng không thể bình tĩnh nữa, kinh ngạc nhìn qua Tử Diễm Các kia. Kiến trúc Tử Diễm Các tuy rằng tinh mỹ, nhưng cũng không thể gọi là thần tác, kiến trúc tốt hơn nó có rất nhiều, nhưng Lý Vân Tiêu lại thoáng cái nhận ra loại phong cách kiến trúc này. Loại này công trình khéo léo, tinh điêu mảnh khắc này, trong đó mang theo tình thơ ý họa nồng đậm, lại không mất khí phách hùng hồn. Lại liên tưởng đến họa quyển thác nước cực lớn nhìn thấy trong Tinh Nguyệt Trai, loại bút họa phác họa cơ hồ giống như lúc này, khiến hắn rốt cuộc biết rõ chủ nhân chân chính sau lưng Tinh Nguyệt Trai là ai. Trong đầu Lý Vân Tia hiện ra một dung nhan tuyệt mỹ, còn có vũ điệu nghiêng thế kia nữa. Hồng nhan vì ai múa một khúc, ai là hồng nhan khuynh thiên hạ. Ân, ngươi làm sao vậy? Kỳ Quỷ phát hiện tình trạng của hắn có chút không đúng, kinh ngạc hỏi. Không có việc gì. Lý Vân Tiêu lắc đầu, nhưng sắc mặt kia, còn có ánh mắt mất trật tự, lại khó tránh khỏi hai mắt Kỳ Quỷ. Trong lòng Kỳ Quỷ cũng cảm thấy giật mình, tu vị đã đến trình độ như bọn hắn, rất khó có chuyện gì lại khiến cảm xúc trong lòng chấn động như thế, huống chi là Lý Vân Tiêu gần đây luôn lạnh như băng cao ngạo. Phi Nghê đâu rồi? Nàng không phải cùng một chỗ với ngươi sao? Chẳng lẽ giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì đó sao? Sắc mặt Kỳ Quỷ thoáng cái cổ quái, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu cũng trở nên giống như cười mà không phải cười. Khục khục, ngươi nói gì thế? Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, phục hồi tinh thần lại từ trong suy nghĩ sâu xa, nhưng nội tâm vẫn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn cũng từ trong miệng Lạc Vân Thường biết được chuyện Thần Tiêu Cung Phong Sơn năm đó. Phỏng đoán ra hơn phân nửa là vì mình vẫn lạc, khiến cho khúc hồng nhan bị kích thích, lúc này mới một lần hành động phong Thần Tiêu Cung. Hiện giờ rốt cục muốn một lần nữa xuất thế sao? Khó trách hiện giờ nhân vật trưởng quyền Tinh Nguyệt Trai đều là nữ tử, nhìn tư chất Hàn Quân Đình, cùng với Quỷ Hoa bà võ đế cửu tinh không rời nửa bước, hơn phân nửa chính là thiên chi kiêu tử một đời mới của Thần Tiêu Cung rồi. Hồng nhan, người có khỏe không? Lý Vân Tiêu trong nội tâm thở dài một tiếng sâu kín, trên mặt tràn đầy cô đơn vô tận, một đôi mắt dưới hoàng hôn rỡ xuống, mông lung như nguyệt sắc. Sao hả, bị kích thích sao? Kỳ Quỷ cười rộ lên. Khặc khặc, tính cách Phi Nghê ta rất rõ ràng, là một tu luyện cuồng, luận võ cuồng 10 phần, chuyện duy nhất có thể khiến cho nàng hưng phấn không gì qua chiến đấu với cường giả, người rất phù hợp yêu cầu của nàng. Kích thích con em ngươi. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên tinh quang, lập tức sắc mặt trầm xuống, trực tiếp đánh ra một tát. Kỳ Quỷ cả kinh, thân thể thoáng cái hóa thành lôi điện tránh đi. Võ giả lôi hệ có chung đặc điểm chính là thân pháp cực nhanh, nhanh như tia chớp. Nhưng hắn vừa mới chớp động, đã như thuấn di thối lui mấy trượng. Cái gì? Còn chưa thở ra một hơi, liền hoảng sợ phát hiện cái tát kia của Lý Vân Tiêu đã theo sát lấy như quỷ mị, hoàn toàn không bỏ qua. 3. Một trưởng kia rắn chắc chắc vỗ vào trên ót hắn, khiến hắn đau rát. Trong trận chiến Trấn Hải Mộc, toàn bộ quá trình hắn đều bị ngất đi, chỉ là sau đó nghe xong Phi Nghê và mọi người nói như vậy, đối với Lý Vân Tiêu vẫn luôn có hoài nghi. Nghĩ thầm mặc dù mạnh hơn mình, nhưng cũng không mạnh quá nhiều, dù sao mình vẫn cao hơn hắn một cảnh giới. Nhưng một tát này tới, mới đột nhiên phát hiện, mình dưới công kích của đối phương lại hoàn toàn không có năng lực né tránh. Mình gần đây dùng tốc độ chứ danh ở trước mặt đối phương lại không hề có ưu thế gì cả. Đi thôi, giao lưu hội đoán chừng đã bắt đầu rồi. Lý Vân Tiêu đứng ở đây hồi lâu, cũng không trông thấy có người đến, người khác có lẽ đã sớm vào rồi. Kỳ Quỷ kiềm chế kinh hãi trong lòng, đột nhiên khặc khặc nở nụ cười. Ta rốt cục hiểu rõ nguyên nhân Phi Nghê một mình tìm ngươi rồi, ha ha, trong thiên hạ này rốt cục đã xuất hiện người có thể hàng phục nàng. Ta vốn cho rằng người nọ sẽ là Tần Xuyên chứ, ha 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 ha. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ âm lãnh, lạnh giọng nói. Người còn muốn bị đánh. Kỳ Quỷ lập tức ngậm miệng lại không lên tiếng,
dù sao mình cũng là Long gia thiếu chủ, thân phận tôn quý, bị đập ót như vậy uy nghiêm còn đâu nữa. Nhưng trong mắt của hắn mỉm cười, thủy chung vẫn là thần sắc tất cả mọi người đều là người biết chuyện. Lý Vân Tiêu chẳng muốn để ý tới hắn nữa, mang tâm tình phức tạp đi vào trong lầu các, một đạo thân ảnh phấn hồng sắc lóe lên, một nữ tử trẻ tuổi xuất hiện ở trước cửa, nói. Thiệp mời của nhị vị đâu? Hai người cùng đẩy thiệp mời tới. Nàng kia kiểm tra từng cái, nụ cười trên mặt trở nên chân thành nói. Hai vị khách quý, mời vào trong. Tiểu Lan, dẫn bọn hắn đến tôn sảnh số 1. Bên trong lập tức xuất hiện một nữ tử dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhẹ nhàng hạ thấp người nói. Hai vị xin mời đi theo ta. Lý Vân Tiêu nhẹ gật đầu, liền đi theo phía sau. Dựa theo thời gian suy tính, Thần Tiêu Cung Phong Sơn đã gần 20 năm rồi. Trong núi mới một ngày, trên đời đã ngàn năm. Các nàng trước thành lập một thương hội, nắm toàn bộ tình báo thiên võ giới trong tay, lần này rời núi, đích thật là phương pháp thỏa đáng nhất. Kỳ quỷ mở miệng nói. Bối cảnh tinh nguyệt trai này cũng không tầm thường, Lăng Không thoáng cái đột nhiên xuất hiện, nhanh chóng liền quật khởi trở thành một trong 7 đại thương hội, khiến cho người trong thiên hạ đều phải ghé mắt. Tiểu Lan dẫn đường thân thể nao nao, liền mỉm cười không nói. Lý Vân Tiêu thì mặt không biểu tình, đi theo sau lưng Tiểu Lan, ba người đổi qua mấy hành lang gấp khúc, rất nhanh đã đi vào một tầng lầu nhỏ. Kỳ quỷ nhịn không được nói. Lý Vân Tiêu, người đối với y tinh nguyệt trai này không cảm thấy kỳ quái sao? Lý Vân Tiêu nói. Rất kỳ quái, nhưng trong thiên hạ nhiều quái sự, nào rảnh mà đi tìm hiểu hết chứ? Khanh khách, Tiểu Lan nhịn không được cười thoáng một phát, chỉ vào một gian phòng bình thường phía trước, nói. Chúng ta đã đến, nơi này chính là tôn sảnh số 1, trưởng quầy và chư vị đại nhân đều ở bên trong. Kỳ quỷ kêu nói. Cô gái nhỏ, các ngươi đến cùng là từ đâu xuất hiện hả? Tiểu Lan che miệng cười nói. Tự nhiên là từ trong bụng cha mẹ xuất hiện rồi, hai vị khách nhân mau vào đi thôi, Tiểu Lan cáo lui. Kỳ quỷ thấy hỏi không ra chút nào, không thoải mái hừ một tiếng. Hai người lần lượt đi vào trong phòng kia. Bên trong một mảnh đèn đuốc sáng trưng, 4 cây đèn kim loại chạm khắc đặt dưới đất, trên đó đặt một viên minh châu lớn chừng bàn tay, tách ra hào quang nóng sáng. Ở 8 mặt minh châu đều có một khối thủy tinh hình lăng trong suốt, trên đó điêu khắc lấy trận pháp, 8 khối thủy tinh đều không tương liên, nhưng vẫn chiếu ứng lẫn nhau, như là một cái đèn chụp vậy. Nhưng thực tế tác dụng lại là xuyên thấu qua không ngừng chiết xạ và phản xạ, phóng đại ánh sáng hạt châu, chiếu rọi đến một góc trong phòng. Trong phòng sớm đã ngồi đầy hai hàng, chừng hơn 30 người, vừa thấy hai người tiến đến, đều chuyển rời ánh mắt qua. Khục khục, hai vị rốt cuộc đã tới, đã sớm chờ hai vị rồi. Hàn Quân Đình đứng dậy khỏi thủ tọa, ho khan vài cái, cười ha ha nói. Tổng cộng mời 33 người, đều đến đông đủ, chư vị cho tinh nguyệt trai ta mặt mũi, Hàn Quân lúc này vô cùng cảm tạ. Lý Vân Tiêu xoay chuyển ánh mắt, nhìn rõ hết bộ dáng mọi người. Ngoại trừ mấy người Trần Phong là có quen biết ra, cơ hồ đều là khuôn mặt xa lạ. Phi Nghê cũng nhập tọa trong đó, trong mắt mỉm cười nhìn qua hắn, làn thu thủy lưu chuyển, bách mị bộc phát. Nhưng Lý Vân Tiêu ngoảnh mặt làm ngơ, mà nhìn qua một gã nam tử ngồi cùng hàng với Hàn Quân Đình, sửng sốt một chút, nói. Mạc Hoa Nguyên. Ngồi ở bên phải thủ tọa đúng là Mạc Hoa Nguyên, hắn cũng trông thấy Lý Vân Tiêu, vội vàng đứng dậy ý bảo, gật đầu nói. Vân Thiếu, chúng ta lại gặp mặt. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ phức tạp, dò hỏi. Đại ca ta có ở cùng với ngươi không? Hàn Quân Đình kinh ngạc thoáng một phát, cười nói. Ta ngược lại đã quên, Vân Tiêu công tử và Hoa Nguyên đại sư là quen biết cũ, thật sự là khó được. Trong người ở đây, không ít người lộ ra vẻ hồ nghi, nhưng có bộ phận lộ ra thập phần bình tĩnh, đặc biệt là những người chú ý đến Lý Vân Tiêu, cơ hồ rất rõ ràng tin tức về Lý Vân Tiêu. Chuyện Lý Vân Tiêu và Mạc Hoa Nguyên ở thành Nam Hỏa tự nhiên không giấu được bộ phận tình báo của bọn hắn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Tiểu Xuyên trước kia đích thật ở cùng ta, nhưng giờ phút này hắn đang ở một nơi bế quan tu luyện. Mạc Hoa Nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng ra, nói. Đại ca không có việc gì thì tốt rồi. Năm đó chuyện Tống Nguyệt Dương Thành khiến hắn một mực tâm thần bất định khó có thể bình an, không biết sinh tử Mạc Tiểu Xuyên. Sau khi lần nữa biết Lý Vân Tiêu không chết mới thoáng yên tâm. Bây giờ nghe Lý Vân Tiêu nói như vậy,
liền triệt để yên tâm lại. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Ngươi không cần lo lắng, huynh đệ các ngươi sớm muộn sẽ có gặp lại ngày, hơn nữa sẽ không xa. Hắn có phần có thâm ý hỏi. Lệnh sư viên Cao Hàn đại nhân có mạnh khỏe không? Mạc Hoa Nguyên trong lòng chấn động, nói. Gia sư tất cả đều mạnh khỏe, đa tạ Vân Thiếu quan tâm. Lý Vân Tiêu gật đầu cười, không nói thêm gì nữa. Sớm đã có Mỹ Tỷ đưa đến hai cái ghế gỗ lim, tựa ở bên trái, hai người Lý Vân Tiêu và Kỳ Quỷ cùng song song ngồi xuống. Người bốn phía trong lòng đều âm thầm khiếp sợ, không rõ Mạc Hoa Nguyên tôn kính như vậy đối với Lý Vân Tiêu là vì sao, ở đây toàn bộ là cao thủ, có thể nhìn ra cổ kính ý trong mắt Mạc Hoa Nguyên hoàn toàn là phát ra từ tận đáy lòng. Tần Xuyên và Chu Sở đều cau mày lại. Đặc biệt là Chu Sở, hai hàng lông mày như nhíu chặt lại, ngưng tụ thành chữ Xuyên, cực kỳ khó hiểu nhìn qua Mạc Hoa Nguyên. Sau đó sắc mặt lại chìm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Tần Xuyên lại bộ dạng như có điều suy nghĩ, mặt mỉm cười. Hàn Quân Đình cũng hơi kinh ngạc, nhưng thần sắc lóe lên liền biến mất ngay. Phi Nghê đột nhiên đứng dậy, nói. Kỳ Quỷ, đổi vị trí, ta có lời muốn nói với Vân Thiếu. Kỳ Quỷ sửng sốt một chút sau đó liền đứng lên nói. Hắc hắc, hiểu rõ. Hắn mỉm cười liếc nhìn Lý Vân Tiêu. Phi Nghê chậm rãi bước đi tới, không e dè ngồi xuống bên người Lý Vân Tiêu, thở khẽ u lan, truyền âm qua, nói. Trốn nha, người ngược lại là trốn nha. Trong mắt nàng tràn đầy u oán và giận dữ. Lý Vân Tiêu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, sụ mặt truyền âm nói. Tất cả mọi người đang nhìn đấy, thành thật một chút cho ta. Phi Nghê thấy bộ dáng đứng đắn kia của hắn, nhịn không được cười lên một tiếng, truyền âm nói. Người đối với người ta thành thật một chút, người ta tự nhiên cũng sẽ đối với người thành thật một chút. Lý Vân Tiêu cau mày, truyền âm nói. Ta một mực thành thành thật thật, là người đối với ta không thành thật à. Phi Nghê ra mặt dù có dày, cũng nhịn không được nữa đỏ lên, truyền âm tới nói. Chán ghét, trong giọng nói mang theo chút giận dữ. Lý Vân Tiêu một hồi im lặng, nhưng thấy Phi Nghê răng trắng tinh cặp môi đỏ mọng, lông mày xanh đôi mắt đẹp, một cổ khí chất xuất trần bao hàm nơi thân, bất giác có chút ngây ngốc một chút, lập tức quay đầu đi không hề để ý đến nàng nữa. Tất cả mọi người nhìn ra quan hệ giữa V có chút khác thường, Hàn Quân Đình cũng sững sờ, khóe miệng lộ một tia cười nhạt như ẩn như không, mở miệng nói. Người tinh nguyệt trai chỗ đều đã đến đông đủ. Lần này đặc biệt mời Mạc Hoa Nguyên Đại Sư đến với tư cách là người xem xét vật phẩm, tất cả mọi người có thể yên tâm. Mạc Hoa Nguyên nói, được Hàn Quân Đại Trưởng Quỹ để mắt, nâng đỡ rồi. Hàn Quân Đình cười nói, Đại Sư quá khiêm nhượng, tất cả mọi người đều là bằng hữu của tinh nguyệt trai, vốn định giới thiệu từng người một chút, nhưng có bằng hữu cũng không thích triển lộ tính danh, vậy thì thôi đi, cứ trực tiếp bắt đầu vậy. Một gã nam tử áo lam diện mạo bất phàm ánh mắt quét qua, liền mở miệng nói. Hội giao dịch lần này nguyên vốn không có phần tại hạ, là ta tìm đến tinh nguyệt trai chủ động yêu cầu đến. Mọi người cảm thấy hứng thú, ánh mắt đều nhìn lại trên người nam tử áo lam, chỉ thấy hắn tuy rằng khí chất thật tốt, nhưng khuôn mặt lại có vẻ khô khan chất phác, tựa hồ trên mặt đã chỉnh sửa gì đó. Không ít người thần thức vụng trộm dò xét tới, quả nhiên đến mặt hắn liền gặp phải trở ngại. Như bọt biển hút lấy thần thức vào trong, không cách nào thấy được chân dung. Nam tử áo lam cũng không ngại, tựa hồ cực kỳ có lòng tin đối với thuật dịch dung của mình, tiếp tục nói. Lần này trong đấu giá hội mà Vạn Bảo Lâu tổ chức có một vật là ta tình thế bắt buộc, nhưng mấy ngày nay nghe nói có mấy thế lực tài lực hùng hậu cũng nhìn chúng vật kia, ta mơ hồ có chút không yên lòng. Cho nên muốn xuất ra hai vật trước đấu giá hội để hối đoái chút ít nguyên thạch. Hàn Quân Đình nói. Người này lão hủ cũng không biết thân phận hắn, nhưng hắn cho ta xem một vật, lão hủ liền để hắn đến đây. Nam tử áo lam gật đầu một cái, trong mắt hiện lên vẻ cảm kích, sau đó vung tay lên, lập tức hai đạo kim quang bắn ra, thoáng cái rơi lên bàn ngọc, trên mặt bàn phủ một tầng lụa đỏ, lập tức nhiều hơn hai cái hộp hình vuông, cao chừng nửa thước. Kính xin Mạc Hoa Nguyên Đại Sư đánh giá thoáng một phát. Nam tử áo lam thoải mái nói, cả người an tọa trên mặt ghế. Tựa hồ đối với bảo vật của mình thập phần có lòng tin. Mạc Hoa Nguyên gật đầu một cái, liền tiến lên nhìn một chút, sau đó để tay lên hộp ngọc bên trái mặt, lập tức một cổ lạnh như băng nhập vào cơ thể, thấm vào da thịt. Hắn mở hộp ra,
đột nhiên phanh một tiếng, một đám hỏa diễm nhảy ra ngoài, trực tiếp hừng hực hiểu đốt trên không, còn bất chợt phun ra nuốt vào ngọn lửa. Lý Vân Tiêu nheo mắt lại, trong ngọn lửa lộ ra yêu khí nồng đậm, hẳn là yêu thú chi hỏa cao giai nào đó. Lại cẩn thận nhìn qua, chỉ thấy trong ngọn lửa thỉnh thoảng lóe ra kim mang như sợi tóc, tuy rằng cực nhỏ, nhưng quả thật lúc ẩn lúc hiện. Hắn tựa hồ phát hiện gì đó, đột nhiên đồng tử đột nhiên co lại, thoáng cái trở nên kinh nghi bất định. Nội đan chi hỏa phun bát giai hỏa kỳ, tuy rằng cũng là thứ không tệ, nhưng để ở chỗ này tựa hồ không đủ xem đi. Phi Nghê ngưng mắt nhìn qua, lập tức nở nụ cười, trên mặt lộ ra khinh thường. Nam tử áo lam cũng không biết là gương mặt hoàn toàn cứng ngắc, hay là thần thái tự nhiên, không có bất kỳ biến hóa nào cả, chỉ hỏi. Mạc Hoa Nguyên đại sư, cảm thấy như thế nào? Mạc Hoa Nguyên dừng ở ngọn lửa kia nhìn một hồi, trong mắt cũng lộ ra hồ nghi, có chút không dám khẳng định nói. Kim linh chi khí. Nam tử áo lam gật đầu nói. Đúng vậy. Dầm ào ào. Lập tức toàn bộ trong phòng thoáng cái nổ bung, đều lộ vẻ mặt khó có thể tin. Phi Nghê cũng ngốc trệ thoáng một phát, lúc này mới ngưng tụ ánh mắt, phát hiện đám hỏa diễm này thật có chút quỷ dị, bên trong lộ ra một cổ khí tức cực kỳ sắc bén. Hàn Quân Đình nói, ngũ hành chi linh chính là ngũ hành bổn nguyên chi lực mô phỏng mà sinh, chân quý dị thường. Ta hôm qua lúc thấy vật ấy cũng thật không dám kết luận, hy vọng Mạc Hoa Nguyên đại sư có thể cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát. Trần Phong mở miệng nói y. Ngũ hành chi linh cơ hồ là tồn tại có linh trí, có thể tu luyện ra linh thể, biến hóa trưởng thành. Vật chân quý như thế, các hạ sao có thể lấy ra bán được chứ? Mặc dù là thiếu nguyên thạch, cũng tuyệt đối không thể nào bán a. Hắn mới từ Trấn Hải Mộc tới, sau khi kiến thức sự khủng bố của Tiểu Thanh thì đối với tồn tại hóa hình ngũ hành chi linh đã có ấn tượng khắc cốt minh tâm rồi. Người còn lại cũng đều lộ ra hoài nghi. Tuy rằng bọn hắn không phán đoán ra thiệt giả, nhưng vật tuyệt thế như vậy, mặc cho ai cũng sẽ không lấy ra bán cả. Nam tử áo lam hắc hắc cười cười, nói. Là thật là giả, Mạc Hoa Nguyên đại sư sẽ có phán đoán. Chư vị phải làm, chỉ là mua hay không mua thôi. Mạc Hoa Nguyên có chút khó xử nói. Từ trên khí thức mà xem, đích thật là kim linh chi khí. Nhưng nếu là kim linh chi khí chính thức, bát gia yêu hỏa há có thể áp chế được chứ? Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Vân Tiêu, hỏi thăm. Vân Thiếu có nhìn ra điều gì không? Tất cả mọi người hơi sững sờ, Mạc Hoa Nguyên chính là đại thuật luyện sư cửu giai vừa tấn cấp, trước kia hắn cung kính dị thường đối với Lý Vân Tiêu đã khiến mọi người nghi hoặc không thôi, hiện giờ càng trực tiếp thỉnh giáo, càng cho tất cả mọi người chấn động. Nhưng Mạc Hoa Nguyên lại không có nửa phần không ổn, vẻ mặt bình tĩnh, coi như khiêm tốn thỉnh giáo. Cái này khiến mọi người càng thêm có chút không rõ ra làm sao, cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ đối với Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trực tiếp đứng dậy, đi vài bước đến trước bàn thạch ngọc, nhìn lại ngọn lửa kia. Loại bát giai kỳ hỏa này có tính đặc thù rất lớn, bốn phía hỏa diễm bày biện ra một vòng hắc ám sắc, có thể trực tiếp hỏa táng thần thức, không cách nào điều tra rõ bên trong. Nơi mi tâm hắn thoáng hiện ra hỏa phượng ấn ký, lập tức bát giai kỳ hỏa phanh thoáng một phát nhảy lên. Bắt đầu trở nên có chút bất an, tựa hồ như đang sợ hãi né tránh vậy. Mọi người đều giật mình, đặc biệt là nam tử áo lam, tựa hồ có chút ngồi không yên, cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Lý Vân Tiêu mỉm cười, hỏa phượng ấn ký lập tức biến mất, nói. Không có gì, chỉ là thăm dò thoáng một phát thôi. Trong ngọn lửa này căn bản không phải là kim linh chi khí gì cả, mà là một loại côn trùng có thể tản mát ra khí tức cùng loại với kim linh chi khí. Cái gì, côn trùng? Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Mạc Hoa Nguyên cũng nhướng mày, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia, suy tư bất định, tựa hồ đang căn cứ vào nhắc nhở của Lý Vân Tiêu, trong đầu tìm tòi tư liệu gì đó. Phi Nghê ánh mắt lộ ra tinh mang, nói. Ta cũng cảm nhận được, trong ngọn lửa này quả thật có sinh mệnh. Nàng ánh mắt mỉm cười nhìn Lý Vân Tiêu, vừa rồi lúc hỏa phượng ấn ký xuất hiện. Trong cơ thể nàng liền có cảm ứng thật lớn, càng thêm tin tưởng vững chắc mình không tìm lầm người. Côn trùng có thể sống trong ngọn lửa, lại tản mát ra khí tức cùng loại kim linh chi khí, lão hủ thật sự không nghĩ ra. Hàn Quân Đình nói, không biết Vân Tiêu công tử có thể nói rõ chi tiết không? Lý Vân Tiêu thoáng cái trở thành tiêu điểm của mọi người, hắn cười khổ nói. Ta cũng không nhận biết loại côn trùng này,
tạo vật rất thần kỳ, quả thật không phải chúng ta có thể dòm tận. Hừ, đã không biết, thì không nên nói lung tung. Nam tử áo lam có chút tức giận, quát. Cái gì cùng loại kim linh chi khí, đây là kim linh chi khí hàng thật giá thật. Ta sở dĩ lấy ra bán, cũng là bởi vì tồn lượng quá ít, hơn nữa khí tức này tựa hồ đã bị tổn thương, nếu không giá trị to lớn, ta coi như có chém giết cướp của, cũng không có khả năng bán. Đang ngồi đây có ai mà không phải là quỷ khôn khéo, nhìn bộ dáng thẹn quá hóa giận của hắn, đã biết rõ Lý Vân Tiêu nói 89 phần 10 rồi, tất cả đều nhếch miệng, cười lạnh một hồi. Hắn cũng tựa hồ đã nhận ra mình nói lỡ, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, khẽ nói. Nếu chư vị đã không tin, vậy cũng không sao, vật ấy ta không bán nữa. Mạc Hoa Nguyên đại sư, thỉnh xem vật phẩm thứ hai đi. Lý Vân Tiêu cười nói. Các hạ không cần giận, bất luận vật ấy là gì, ta đều rất có hứng thú, nói cái giá đi. Hừ, nếu ngươi đã nói đây là hàng giả, ta còn bán cái gì? Nam tử áo lam nộ khí không tiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta chỉ nói ra cách nhìn của mình thôi, chưa chắc đã đúng, chẳng lẽ có bảo vật liền không cho phép người khác bình luận sao? Đang ngồi đều là người thông minh, đều có cái nhìn của mình, sẽ không bị ý kiến người khác ảnh hưởng đâu. Nam tử áo lam trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, nói. Cũng thế, ta không tranh luận với ngươi, nếu không phải ta thiếu nguyên thạch. Tuyệt đối không thể bán ra vật ấy, 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch, chắc giá. Cát! Không ít người khinh miệt hừ một tiếng, hiển nhiên là thập phần khinh thường. Tất cả mọi người đã tin tưởng lời Lý Vân Tiêu nói, đã cho rằng vật ấy tuyệt không phải kim linh chi khí, nhưng tên này thật sự lại bán nó như kim linh chi khí. Nam tử áo lam không để ý mọi người trào phúng, lạnh lùng nói. Kim linh chi khí trong ngọn lửa này đã từng bị tổn thương. Cho nên khí tức mới không tinh khiết như thế, cũng không phải là khí tức cùng loại gì cả. Lý Vân Tiêu trong lòng hơi động một chút, nam tử áo lam tựa hồ không giống nói dối, nhưng trong hỏa diễm đích thật là một đầu côn trùng cổ quái, chỉ lớn chừng hạt gạo, hiện ra một đoàn mông mông màu vàng. Chẳng lẽ côn trùng này chính là kim linh chi khí biến thành? Lý Vân Tiêu cũng thoáng cái không chắc, dù sao vừa rồi chỉ là kết quả do dùng thần hỏa chi lực áp chế dị lực thôn vệ thần thức của bát giai kỳ hỏa xuống. Vội vàng thoáng nhìn ra được thôi. Hắn nói, 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch quá khoa trương, cho dù thật là kim linh chi khí, cũng chỉ chừng hạt gạo, hơn nữa như người nói đã bị hao tổn, cũng không đáng nhiều như vậy. Hừ, buồn cười. Nam tử áo lam không thoải mái nói. Nếu là kim linh chi khí nguyên vẹn không bị hao tổn, mặc dù chỉ chừng hạt gạo, giá trị cũng không cách nào dùng nguyên thạch để đánh giá, người có mua hay không đây? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một chút, nói. 800 vạn cực phẩm nguyên thạch, chắc giá. Vật ấy trừ ta ra, chắc chắn sẽ không có người thứ hai nguyện ra giá này đâu. Nam tử áo lam lộ ra vẻ do dự, một lát sau cắn răng nói. Tốt, thành giao nếu không phải ta nhu cầu cấp bách nguyên thạch, dù có đánh chết ta cũng không bán đâu. Lý Vân Tiêu gật đầu, nói. Hàn quân đại trưởng quỹ, trên người của ta nguyên thạch không đủ. Có thể dùng đồ vật đổi từ chỗ người một ít không? Hắn tuy rằng đào rỗng vương cung Đông Hải, nhưng phần lớn là kỳ vật chân bảo, cùng với một tòa cực phẩm linh mạch mỏ. Còn có đại lượng nguyên tinh, nhưng vật ấy không thích hợp triển lộ ra, hơn nữa hối đoái giữa nguyên tinh và nguyên thạch cũng tương đối phiền toái. Hàn Quân Đình cười nói. Ha ha, tự nhiên hoan nghênh, bất quá nơi này là giao dịch hội, Vân Tiêu công tử đã có bảo vật giá trị cao như thế. Không bằng lấy ra cho mọi người xem, có lẽ sẽ có bằng hữu nguyện ý ra giá tiền cao hơn để mua đấy. Lý Vân Tiêu nói. Vậy thì sau khi đợi Mạc Hoa Nguyên đại sư giám định vật còn lại ta liền lấy ra vài món bảo bối a. Mạc Hoa Nguyên lúc này mới đóng hộp ngọc kia lại, toàn bộ bát giai yêu hỏa thoáng cái đã bị áp chế xuống. Không nói khác, chỉ cái hộp này thôi đã là vật chân quý dị thường thôi. Đã có phong ba trước kia. Mọi người đối với vật trong hộp thứ hai cũng tràn đầy chờ mong, nguyên một đám dựng thẳng cổ trông xem thế nào. Hộp thứ hai cực kỳ bình thường, cầm vào tay cảm giác như sắt thường vậy, Mạc Hoa Nguyên trực tiếp mở ra, không khỏi sững sờ. Bên trong nằm im im lặng lặng một thiết khôi lỗi hình người lớn chừng nắm tay, trên đó không có bất kỳ linh khí chấn động nào cả, nhưng chất liệu nhưng lại là tài liệu cửu giai quý trọng. Nam tử áo lam mở miệng nói. Vật này là một kiện sản phẩm luyện kim thập phần khó được,
bất quá cũng đã hư hao. Đối với những người khác mà nói có lẽ tác dụng không lớn, không biết Mạc Hoa Nguyên Đại Sư có hứng thú thu mua không? Hắn bổ sung nói, nếu không có Đại Sư ở đây, vật ấy ta vốn không định lấy ra đâu. Mọi người nhìn nhìn thiết khôi lỗi ngăm đen, lại nghe nam tử áo lam nói như vậy, lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Mạc Hoa Nguyên còn chưa tỏ thái độ, Lý Vân Tiêu liền trầm giọng nói. Vật ấy giá thế nào? Trong mắt của hắn lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào thiết khôi lỗi kia không buông lỏng một chút nào, hơn nữa tựa hồ còn lộ ra vẻ hưng phấn. Nam tử áo lam sững sờ, nói. Ngươi lại muốn sao? Mạc Hoa Nguyên lấy ra thiết khôi lỗi kia, đồng tử không khỏi co rụt lại. Tạo hình khôi lỗi này thập phần đơn giản, thậm chí có thể nói là thô ráp, hơn nữa trải qua tuế nguyệt trôi qua, vừa nhìn đã biết là đồ cổ. Nhưng trên đó khắc đầy các loại hoa văn và trận tuyến rậm rạp chằng chịt, trình độ phức tạp khiến người hoa cả mắt, mặc dù là Mạc Hoa Nguyên trong lòng cũng chấn động, hoàn toàn không nhìn ra đầu mối. Mạc Hoa Nguyên không khỏi thở dài nói. Vật ấy đã tổn thương đã đến trận lộ hoa văn, nếu không giá trị cực cao. Nam tử áo lam trầm mặc thoáng một phát, nói. Tuy rằng tổn hại không thể dùng, nhưng giá trị nghiên cứu vẫn phải có, ít nhất được 300 vạn cực phẩm nguyên thạch. Mạc Hoa Nguyên cau mày nói. Trận lộ hoa văn trên khôi lỗi này ta không thể nhìn thấu một chút nào cả, hẳn là thứ cực kỳ cao thâm. Nhưng trình độ hư hại đến cùng như thế nào, giá trị nghiên cứu lại cao bao nhiêu, trong lúc nhất thời cũng khó có thể phán đoán. 300 vạn cực phẩm nguyên thạch, cao. Nam tử áo lam có chút hỏi thăm nhìn về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu nói. 200 vạn. Nam tử áo lam nói. Mạc Hoa Nguyên Đại Sư thì sao? Mạc Hoa Nguyên trầm ngâm một lát, nói. Vật ấy đối với ta mà nói tác dụng không lớn, nhưng với tư cách một loại thuật đạo, ta có nghĩa vụ thu hồi nó về thánh vực, 220 vạn. Lý Vân Tiêu nhướng mày, hung hăng chừng hắn, lộ ra vẻ bất thiện, lạnh giọng nói. 221 vạn. Giao dịch cao đoan trên đại lục, đều là dùng cực phẩm nguyên thạch để tính, một vạn cực phẩm nguyên thạch ngang với 100 triệu trung phẩm, Lý Vân Tiêu mặc dù có tiền, nhưng cũng không chịu một lần tăng thêm nữa. Huống chi là Mạc Hoa Nguyên đang nâng giá với hắn, lập tức sắc mặt trầm xuống. Phải biết rằng đại ca và sư phó của tiểu tử ngươi, vẫn còn đang trong giới thần bi của ta đấy, chọc giận ta ta trực tiếp mang bọn hắn ra hả giận. Mạc Hoa Nguyên nào biết được tâm tư của hắn, nhưng cảm nhận được Lý Vân Tiêu ánh mắt lạnh như băng, không khỏi nở nụ cười khổ, nói. Nếu Vân Thiếu đã thích, vậy ta liền rời khỏi. Nam tử áo lam thoáng không thoải mái quét qua Lý Vân Tiêu, khẽ nói. 240 vạn, muốn liền lấy đi. Lý Vân Tiêu lần này đồng ý sảng khoái, nói. Thành giao. Một tay cầm lấy thiết khôi lỗi kia, hơi chút quét thêm vài lần, trong nội tâm lập tức mừng thầm. Khôi lỗi này thật sự quá xa xôi rồi, sáng bóng đã sớm mài tận, nhưng chất liệu vô cùng tốt, hơn nữa trận lộ hoa văn trên đó sau khi hắn nhìn thoáng qua trong lòng đã xác định được, vật ấy khẳng định xuất từ mục gia lánh đời. Bởi vì hình thái khôi lỗi này, hoàn toàn là cùng hình thái với tát đậu thành binh và khai sơn thiên đinh mà huynh đệ mục gia thi triển ra trên Đông Hải lần trước. Bất quá bộ dáng của khôi lỗi tát đậu thành binh và khai sơn thiên đinh so với cái trong tay Lý Vân Tiêu phải đẹp mắt hơn một ít, hẳn là trong năm tháng sau này, chú ý tới mỹ quan nên hơi cải tiến một chút, tuy rằng vẫn còn rất khó xem. Hàn Quân Đình cười nói. Khó trách Vân Tiêu công tử được xưng là nhân tài mới xuất hiện đệ nhất nhân, chỉ phần này tài lực này thôi đã hoàn toàn xứng đáng rồi. Hừ, Chu Sở Âm nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối với tán thưởng này cảm thấy hết sức bất mãn. Lý Vân Tiêu nói. Hàn Quân đại trưởng quỹ là đang kéo cừu hận cho ta sao? Thất phu vô tội hoài bích có tội, nếu ta bị người giật tiền, vậy thì khoản nợ này đánh tính trên tinh nguyệt trai các ngươi vậy. Hàn Quân Đình hắc hắc cười hai tiếng, thanh âm thập phần già nua và khàn khàn, khiến Lý Vân Tiêu biết rõ chân dung nàng cảm thấy thập phần không khỏe. Nàng nói. Hiện giờ đến phiên Vân Tiêu công tử bày ra bảo bối, để cho chúng ta mở mang tầm mắt rồi. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, liền vung tay lên, mấy đạo quang mang bắn ra, từng cái hiện ra trên bàn, tổng cộng 7 kiện vật phẩm. 7 thứ này đều đến từ Đông Hải, giá trị cực cao, chư vị xem thử có hợp ý không. Phi Nghê trông thấy một khối ngọc thạch như hồ điệp trên bàn, thoáng cái đi qua cầm trong tay, lộ ra vẻ khen ngợi, nói.
hòn đá thật xinh đẹp. Vân Thiểu, thứ này ta rất thích, nhưng ta mua không nổi. Nàng nháy mắt mắt, biểu lộ nũng nịu nhìn qua Lý Vân Tiêu. Tất cả mọi người có chút choáng váng, cái này cũng quá rõ ràng rồi, cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ về quan hệ của hai người. Khục khục, Lý Vân Tiêu xấu hổ ho khan nói. Mua không nổi thì đừng có nhìn, đặt về đi, đừng làm hư đấy. Phốc phốc, Trần Phong thoáng cái nhịn không được nữa, cười phun ra, người còn lại mặt cũng lộ vẻ cười cười. Cười cái gì mà cười, có tin ta giết ngươi không? Phi Nghê sắc mặt phát lạnh, hai mắt như đao nhìn chằm chằm vào Trần Phong, trên người sát ý chi lăng liệt, không chút che giấu quay cuồng quanh thân, lạnh lùng nói. Đừng cho là ta rất dễ nói chuyện, ta với ngươi tuyệt không quen thuộc đâu, Trần Phong công tử. Tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ, cô nàng này trước khi còn bộ dáng nũng nịu, sao trong chớp mắt đã biến thành như sát tinh vậy chứ? Trần Phong vội ngậm miệng lại, lúc này hắn mới biết được, vẻ vũ mị mềm mại của nữ nhân, không phải mỗi người đàn ông đều có thể hưởng thụ được. Đặc biệt là nữ tử cao ngạo như Phi Nghê, nam nhân thiên hạ có thể lọt vào pháp nhãn nàng cực nhỏ, càng đừng hy vọng nàng triển lộ tư thái tiểu nữ nhân kia, toàn bộ thiên hạ có lẽ chỉ có Lý Vân Tiêu mới có vinh hạnh đặc biệt vậy thôi. Chung quanh chi không ít người nhìn không được có chút bắt đầu ghen tị, có thể hàng phục một nữ tử như vậy, cảm giác thành tựu đến cỡ nào a? Tất cả đều ghen ghét nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Ánh mắt Phi Nghê lạnh lùng đảo qua toàn trường, tất cả người muốn cười đều ngậm miệng lại, mặc dù đa số cũng không sợ nàng, nhưng cũng không muốn chọc vào phiền toái như Thiên Lĩnh Long gia. Người ta rất thích nha, người tặng cho ta có được không? Mọi người ở đây đang lúc bị ánh mắt hàn khí bức người của nàng nhìn chằm chằm vào, một đạo thanh âm tựa như làm nũng truyền đến, khiến tất cả mọi người thoáng cái mở rộng tầm mắt, nhao nhao té xỉu. Lý Vân Tiêu đầu đầy mồ hôi lạnh, đôi môi khẽ nhúc nhích, trực tiếp truyền âm nói. Tặng cho ngươi có thể, nhưng ngươi về sau không được làm phiền ta nữa. Mọi người cũng không biết Lý Vân Tiêu nói gì, nhưng đã thấy Phi Nghê biến sắc, giận dữ nói. Ta không cần nữa. Nói xong cũng trực tiếp ném ngọc thạch hình hồ điệp kia lại trên mặt bàn, giống như hờn dỗi ngồi lại vị trí. Ha ha, Vân Thiểu quả nhiên là đại thủ bút. Ngay cả kỳ chân nhu Đông Hải thải điệp ngọc cũng lấy ra được. Trong những người đang ngồi, một người trung niên nam tử đột nhiên cười cười, đứng dậy. Người này nhìn như trung niên, nhưng đầu lại trắng toát, hai lỗ tai mơ hồ khác với người thường, đinh tai lại ngọn, trên đó phủ một ít lông tơ màu trắng, mặc trên người một kiện áo bào trắng tán hoa. Yêu tộc, ánh mắt tất cả mọi người liền ngưng tụ, nhìn lại người nọ. Lý Vân Tiêu nói. Các hạ rõ ràng nhận ra vật ấy, thực khiến ta giật mình không nhỏ. Trung niên nam tử cười cười, nói. Vật ấy quả thật phi thường hiếm có, ta cũng chỉ vô tình thấy qua tư liệu của nó, không nghĩ sinh thời lại thật có thể gặp gỡ. Lý Vân Tiêu nói. Vật ấy ẩn chứa linh khí rất mạnh, cụ thể có công dụng gì ta quả thật không biết. Trung niên nam tử tựa hồ lâm vào trong hồi ức, tư nói. Tương truyền tại Đông Hải có hai chủng tộc đối đầu sinh tử. Là thiên địch của nhau, tương sát tương tàn. Hơn nữa hai đại chủng tộc này nếu sinh ra cảm xúc với nhau, kết hợp với nhau thì sẽ mất đi tánh mạng. Nhưng kỳ quái chính là, tạo vật tự có thần kỳ, một khắc khi tánh mạng bọn hắn biến mất, chỉ cần hai người yêu nhau nhau, tâm linh tương thông, nháy mắt chết đi liền có thể thân hóa thành thải điệp, kết hợp cùng một chỗ hoàn mỹ không tì vết. Hàn Quân Đình nhịn không được hỏi. Nếu đã yêu nhau sẽ chết, vì sao còn phải yêu nhau chứ? Trên mặt nàng có chút ngạc nhiên, ánh mắt rơi vào trên thải điệp ngọc kia, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng có chút rung động. Trung niên nam tử mỉm cười, có chút kinh ngạc nhìn Hàn Quân Đình L nói. Đại trưởng quỹ một phương hào hùng, duyệt tận tang thương, sao còn hỏi ra vấn đề non nớt này chứ? Thứ này giống như là độc dược, khiến người muốn ngừng mà không được, thật giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ sẽ bị thương, cũng muốn lao vào vậy. Thân hình Hàn Quân Đình hơi khẽ chấn động, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn qua nàng có chút quái dị, thầm nghĩ không xong, không cẩn thận lộ ra chân tướng. Mặc dù nàng có thông minh thế nào, tâm kế có cao thế nào cũng chỉ là một nữ tử chưa mở xuân tâm, nào biết đâu rằng một chữ tình, thoáng cái đã lộ ra vẻ non nớt không hợp thân phận. Ha ha, lão hủ cả đời cô độc, tiêu diêu tự tại, chỉ cầu võ đạo bất hủ, thật sự không rõ chuyện trai gái, ân ân ái ái. Chỉ tổ chậm trễ thời gian tu luyện mà thôi. Hàn Quân Đình dù sao cũng vô cùng thông minh,
thoáng cái đã che giấu lại. Trung niên nam tử gật đầu nói. Quả thật, không hãm sâu trong đó, rất khó lĩnh hội loại cảm giác này. Khối Đông Hải Thải Điệp Ngọc này chính là do thân hình cường giả hai tộc biến thành, không chỉ có hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần rất mạnh, còn có thể tránh tổn thương ngũ hành, càng thêm có ý nghĩa biểu tượng, thật sự là vật muôn vàn khó cầu, không biết Vân Thiếu bán bao nhiêu. Cái gì, tránh tổn thương ngũ hành? Tất cả mọi người đột nhiên cả kinh, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Càng có mấy người trực đứng dậy khỏi chỗ, trong đôi mắt tuôn ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào thải điệp ngọc kia, bộ dạng như sói đói vậy. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, nói. Mọi người không nên giật mình, cái gọi là tránh tổn thương ngũ hành, cũng có hạn độ. Nếu có thể tránh ngũ hành chi lực thiên hạ, vậy chẳng phải là thần vật rồi sao? Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới nguyên một đám nhẹ nhàng thở ra, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại. Vài người đứng lên lúc này mới phát giác mình không ổn, nguyên một đám hơi có vẻ xấu hổ ngồi về. Nếu thật có thể tránh tổn thương ngũ hành thiên hạ, vậy tất nhiên sẽ là một hồi chém giết thảm thiết, tử diễm các này nhất định không thể giữ được. Trong mắt Hàn Quân Đình dị sắc liên tục, hiển nhiên cũng có chút ít động tâm rồi, nói. Như vậy hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần và tránh tổn thương ngũ hành mạnh đến mức nào? Trung niên nam tử nói. Cái này ta cũng không quá rõ ràng, nếu Vân Thiếu không ngại thì có thể thí nghiệm một chút. Ngại, đương nhiên ngại rồi. Lý Vân Tiêu nói. Nếu thử hư mất người bồi sao? Mọi người vẻ mặt xấu hổ, đều nhao nhao thầm mắng Lý Vân Tiêu lão hổ ly, nếu kiểm tra xong công hiệu không mạnh, sẽ không bán được giá tốt. Cứ như vậy một cái mánh lưới tĩnh tâm ngưng thần và tránh ngũ hành chi lực, tất nhiên sẽ khiến mọi người cực kỳ quan tâm. Trung niên nam tử cười nói. Đã như vậy, Vân Thiếu nói ra giá đi. Lý Vân Tiêu nói. Đông Hải Thải Điệp Ngọc này sợ rằng trên đời cũng chỉ có một khối này, vốn không muốn bán đâu, nhưng khó được vị bằng hữu yêu tộc này ưa thích như thế, ta liền nhịn đau bỏ đi thứ yêu thích, 100 triệu cực phẩm nguyên thạch cầm đi đi. Mọi người thoáng một cái đều hít hơi lạnh. Tâm dục dịch muốn mua trong mọi người lập tức bị dội tắt mất. Hàn Quân Đình cũng hừ một tiếng, cả giận nói. Vân Tiêu công tử, ngươi là tới bán đồ, hay là tới quấy rối thế? Ưa thích là vô giá, ngươi nếu thật thích nó, dù nhiều tiền hơn nữa cũng đáng. Phi Nghê đột nhiên mở miệng ru ru nói. Ánh mắt nàng lưu chuyển liếc nhìn Lý Vân Tiêu, mỉm cười đi đến trước bàn, cầm Đông Hải Thải Điệp Ngọc trong tay chơi một chút, từ từ nói. 100 triệu cực phẩm nguyên thạch, không đắt, ta mua. Mọi người đều giật mình, thầm nghĩ nàng điên rồi sao? Kỳ quỷ cũng là giật mình nói. Phi Nghê, vật ấy nhiều nhất giá 500 vạn là cao rồi, người muốn làm ẩu cũng không nên trả đạp tiền như vậy chứ. Phi Nghê mắt trắng không còn chút máu, nói. Ta thích, người quản được sao? Nàng thu hồi thải điệp ngọc, thoáng cái trở lại vị trí của mình, làn thu thủy lưu chuyển nhìn qua Lý Vân Tiêu nói. Trên người của ta không mang nhiều tiền như vậy, trước thiếu nợ đi. Đổ mồ hôi. Tất cả mọi người đầu đầy hắc tuyến, thoáng cái như muốn té xỉu. Kỳ quỷ vốn muốn nói gì, nghe xong lời ấy, thiếu chút nữa nghẹn lấy, lập tức nuốt lời sắp nói về, ánh mắt nhìn Lý Vân Tiêu tràn đầy thương cảm. Lý Vân Tiêu đầu đổ mồ hôi, ngượng ngùng nói. Cái này, Hàn Quân đại trưởng quỹ, quy củ giao dịch có cho nợ sao? Hàn Quân Đình ha ha cười vài tiếng, nói. Chỉ cần nhị vị đều đồng ý, vậy liền có thể. Lý Vân Tiêu vội nói. Ta không đồng ý. Hàn Quân Đình cười càng thêm vui vẻ, nói. Vậy nhị vị lén hiệp thương giải quyết là được, việc này không cần nói ra, để tránh chậm trễ thời gian mọi người. Còn có 6 kiện bảo vật, có bằng hữu nào nhìn chúng chưa? Lý Vân Tiêu thoáng cái choáng váng, Phi Nghê đưa mặt qua, trong mắt tràn đầy thâm tình. Còn có bộ dạng như muốn nói ngươi có thể làm gì ta đây. Lý Vân Tiêu triệt để không có cách nào, mặc cho thực lực của hắn mạnh mẽ tuyệt đối, phi phàm thiên hạ, đối với sự vô lý tùy hứng của nữ hài tử cũng không có cách nào cả. Trung niên nam tử yêu tộc kinh ngạc cười cười, nói. Phi Nghê thiếu chủ hảo khí phách, ra tay rất nhanh. Phi Nghê tâm niệm vừa động, ngẩng đầu lên nhìn qua, trung niên nam tử kia mỉm cười với nàng. Nàng không khỏi nhíu mày lại. Người yêu tộc này tựa hồ đặc biệt để ý mình, từ lúc bắt đầu đã có loại cảm giác này rồi, lập tức sắc mặt trầm xuống, thần sắc lạnh như băng nhìn qua, hai mắt như nhận. Nữ nhân là một loài động vật kỳ quái,
Trước khi chưa quen biết Lý Vân Tiêu, Phi Nghê tuy rằng không gọi là khéo léo, nhưng cũng biết ứng đối, tiếp người đãi vật đều có cấp bậc lễ nghĩa. Nhưng sau khi nhận định Lý Vân Tiêu, cả người tựa hồ đã có biến hóa, tựa hồ dáng tươi cười và sắc mặt tốt đều chỉ dành cho một người. Kỳ quỷ đối với điểm ấy cảm thụ rõ ràng nhất, chỉ cảm thấy Phi Nghê thoáng cái đã như hai người, trên mặt lộ ra thần sắc thập phần cổ quái, tỏ vẻ khó hiểu. Tên nam tử yêu tộc kia lập tức liên tục cười khổ, khẽ lắc đầu liền quay mặt đi, không hề nhìn nàng nữa. Lúc này, một gã nam tử thân mặc áo tơ lụa màu đỏ nhìn chằm chằm vào một trong sáu vật còn lại, đó là một cái mai rùa toàn thân đen kịt, chậm rãi nói. Nếu ta không nhìn lầm thì vật ấy hẳn là giáp xác của ám quy nhất tộc tiềm cư trong biển sâu, hơn nữa còn là tồn tại cửu giai. Nhưng theo ta được biết, ám quy nhất tộc đã sớm tuyệt tích, không biết Vân Thiếu từ đâu có được vật ấy. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói. Nhặt được trên đường. Tất cả mọi người một hồi im lặng, biết rõ hắn không muốn nói mà thôi, đây cũng là nhân chi thường tình. Hàn Quân Đình khẽ chuyển mắt, hữu ý vô ý cười nói. Ta còn tưởng rằng Vân Thiếu nhặt được bảo khố Đông Hải cơ đấy. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, một đạo tinh mang lóe lên sâu trong mắt rồi biến mất, hừ nhẹ một tiếng. Tên nam tử kia vẫn lễ phép nói. Thì ra là thế, không biết giá bán bao nhiêu. 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch. Lý Vân Tiêu chậm rãi mở miệng nói. 6 kiện vật phẩm hắn bày ra đều là bản thân không dùng được, hơn nữa đại lục thiếu thốn, thậm chí chưa bao giờ xuất hiện qua. Thoáng cái đã khiến tất cả mọi người hứng thú. Đặc biệt người ở chỗ này không ít cao tầng thương minh, đối với các loại hàng hóa hiếm thấy đều có thói quen siêu tầm trữ hàng. Rất nhanh, 6 kiện vật phẩm sau khi trải qua tranh giành kịch liệt, tất cả đều bán đi với giá cao, không chỉ trả được hơn 1.000 vạn cực phẩm nguyên thạch cho nam tử áo lam, bản thân hắn còn thu được hơn 1.000 vạn vào túi. Về phần Đông Hải Thải Điệp Ngọc bị Phi Nghê lấy đi, hắn cũng coi như chưa bao giờ có vật ấy rồi. Giao dịch phía sau cũng tiến hành thập phần thú vị, vật phẩm mỗi người xuất ra không cái nào mà không phải là vật hiếm thấy, khiến mọi người tranh giành rất sôi nổi. Có vài món vật phẩm giá trị cực cao, Lý Vân Tiêu nhiều lần muốn ra tay, nhưng vẫn đều nhịn xuống. Ở đây không ai không phải là nhân vật lớn, không chỉ thực lực bản thân cao cường, hơn nữa thế lực hậu trường thông thiên. Lúc trước hắn triển lộ ra 7 kiện Đông Hải chi bảo, cũng đã đủ rêu rao rồi, không muốn lại khiến người chú ý nữa. Nếu không sẽ rất phiền toái. Phi Nghê cũng ngồi đàng hoàng bên cạnh hắn, không tham dự bất luận đấu giá gì, thủy chung mặt mỉm cười, một bộ vui vẻ. Mấy canh giờ sau, giao dịch dần dần lạnh xuống. Hàn Quân Đình đang muốn tuyên cáo chấm dứt, đột nhiên tên nam tử yêu tộc trước kia đứng dậy, mở miệng nói. Bản thân lần này tới tham gia giao dịch hội, mục đích chính yếu nhất là muốn cầu mua một vật. Tất cả mọi người đều tò mò. Im im lặng lặng chờ nghe hắn nói tiếp. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, rơi vào trên người Phi Nghê, hữu hảo gật đầu cười cười, nói. Nhưng vật ấy cũng chỉ có Phi Nghê thiếu chủ mới có. Hàn Quân Đình như có điều suy nghĩ nói. Khó trách Tuyền tiên sinh trước kia không có ý tham gia, về sau nghe nói Phi Nghê thiếu chủ đến, lúc này mới đến. Nàng cười nói. Có thể thỉnh động Tuyền tiên sinh, xem ra toàn bộ đều nhờ Phi Nghê thiếu chủ rồi. Phi Nghê kinh ngạc nói. Vật gì? Nam tử yêu tộc Tuyền tiên sinh cười nhạt một tiếng, đôi môi hé mở, trực tiếp truyền âm tới. Một gã nam tử bên cạnh hừ lạnh một tiếng, cực kỳ bất mãn nói. Muốn giao dịch đồ, lại không chịu quang minh chính đại nói ra, mất mặt. Không bằng sau khi tan hội, tự các ngươi lén giao dịch thì tốt hơn. Mọi người cũng đều có thần sắc như vậy. Sắc mặt Phi Nghê đột nhiên đại biến. Cả người thoáng cái tuôn ra sát khí, phẫn nộ quát. Không có khả năng. Sắc mặt Tuyền tiên sinh ngưng lại, nói. Phi Nghê thiếu chủ không cần lập tức bác bỏ, ta còn chưa nói ra thẻ đánh bạc đấy. Phi Nghê sắc mặt lạnh như băng, mỉa mai nói. Chê cười mặc cho thẻ đánh bạc của ngươi có lớn hơn nữa cũng tuyệt không có khả năng. Tất cả mọi người đều lộ vẻ mặt tò mò, không biết nam tử yêu tộc này rốt cuộc muốn gì. Tuyền tiên sinh đôi môi khẽ nhúc nhích. Tiếp tục truyền âm lên. Cái gì? Phi Nghê lần nữa xúc động, cả người hơi sững sờ. Tuyền tiên sinh nói. Vật ta nói, giá trị to lớn đã không dưới vật kia của thiếu chủ rồi. Thần sắc trên mặt Phi Nghê thay đổi mấy lần, càng ngày càng tái nhợt. Lý Vân Tiêu cũng hết sức tò mò,
Truyền âm của Tuyền tiên sinh cũng dùng mật ngữ, nếu không dùng thần trí của hắn và thuật xem khẩu hình, đủ để dò thám biết nội dung rồi. Vẫn không được, ta không đổi. Phi Nghê rốt cục cắn răng nói, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, quyết định này khiến cả người nàng đều lộ ra có chút thoát lực, thoáng cái ngồi phịch trên ghế. Trên mặt Tuyền tiên sinh lộ ra thần sắc thất vọng cực độ, nói. Phi Nghê thiếu chủ lại suy nghĩ thật kỹ đi, tùy thời đều có thể hồi tâm chuyển ý. Trên mặt Phi Nghê lộ ra vẻ mệt mỏi, khua tay nói. Ý ta đã quyết, Tuyền tiên sinh không cần suy nghĩ nhiều nữa. Sắc mặt Tuyền tiên sinh lập tức có chút khó coi, trong mắt chớp động hào quang không thôi, buồn bực không lên tiếng về tới vị trí của mình. Hàn Quân Đình thu tất cả vào mắt, ánh mắt ngưng lại, lập tức liền tản ra, lại cười nói. Chư vị đối với hội giao dịch hôm nay có thỏa mãn không? Nếu không còn người giao dịch, vậy thì tan đi thôi. Tất cả mọi người đứng dậy cáo từ, thoáng cái liền đi hết sạch. Hơn nữa vừa ra Tử Diễm Các, đều thi triển ra độn thuật, trong chốc lát đã biến mất không thấy gì nữa. Quỳ Hoa bà nhìn Hàn Quân Đình kinh ngạc sững sờ, nói. Đại trưởng quỹ, ngươi không phải muốn lưu Lý Vân Tiêu kia lại, trao đổi ất mộc hóa linh sao? Mấy ngày nay, bọn hắn đã tra rõ ràng mọi tư liệu về Lý Vân Tiêu, phàm là tin tức có thể thu hoạch được, tất cả đều góp nhặt tới. Sắc mặt Hàn Quân Đình trở nên ngưng trọng, nói. Vừa rồi hắn triển lộ ra 7 kiện Đông Hải kỳ chân, như vậy lời đồn kia rất có khả năng là sự thật. Quỳ Hoa bà hít một hơi lạnh, sắc mặt cũng trở nên hơi trắng bệch, liên tục lắc đầu nói. Làm sao có thể, quá mức hoang đường rồi, nếu có đại sự như vậy xảy ra, sớm đã chuyện khắp thiên hạ rồi mới phải. Hàn Quân Đình chậm rãi nói. Nếu việc này là thực, thì đó chính là sỉ nhục trọn đời của vương tộc Đông Hải, nhất định sẽ tận hết lực lượng phong tỏa tin tức. Nhưng trên đời há có bức tường không lọt gió, nếu Tinh Nguyệt trai chúng ta đã nghe thấy tiếng gió, như vậy chỉ còn lại vấn đề tin hay không thôi. Quỳ Hoa bà lắc mạnh đầu nói. Hơn phân nửa là sẽ không tin, lão thân cũng không tin. Sắc mặt Hàn Quân Đình ngưng trọng nói. Ta trước kia cũng không tin. Nhưng lần này 7 kiện Đông Hải kỳ chân kia giá trị mặc dù không cao không hợp thói thường, nhưng trình độ quý hiếm đã rất không hợp thói thường rồi. Ngoại trừ vương cung Đông Hải ra, sợ rằng cũng chỉ có trong những đại tộc cấp độ B kia mới có thể chân tàng thôi. Quỳ Hoa bà ngây ngốc một chút, nói. Đông Hải chính là nơi mà năm đó vị đại nhân kia cũng thiếu chút nữa vẫn lạc a. Sắc mặt Hàn Quân Đình biến hóa, lộ ra vẻ chán ghét, hừ một tiếng, nói. Không nên nói về người chết kia trước mặt ta. Thân thể khẽ Quỳ Hoa bà nhúc nhích, trên mặt hiện lên dị sắc, nói. Là lão thân nói lỡ rồi, thực xin lỗi, đại trưởng quỹ. Vẻ giận dữ trên mặt Hàn Quân Đình lúc này mới dần dần tiêu tán, trầm ngâm nói. Lý Vân Tiêu này ở Trấn Hải Mộc đánh một trận, thực lực bị truyền đi vô cùng kỳ diệu, thậm chí còn nói hắn giúp ất mộc hóa linh ngăn được Tử Lôi Thiên Kiếp. Nếu hắn thật sự có thực lực như thế, hoàn thành chuyện ở Đông Hải cũng không phải không thể. Ha ha, ngăn cản Tử Lôi Thiên Kiếp. Quỳ Hoa bà thoáng cái nở nụ cười, nói. Bản thân đại trưởng quỹ cũng là cường giả võ đế cửu tinh, biết được uy lực của Tử Lôi Thiên Kiếp, coi như là cung chủ đại nhân, sợ rằng cũng không ngăn được. Hàn Quân Đình nghiêm mặt nói. Việc này quả thật còn chờ suy tính, trong đó nhất định có gì đó không đúng, nhưng ất mộc hóa linh kia bị hắn lấy đi. Là chuyện xác định không thể nghi ngờ rồi, phải nghĩ biện pháp đoạt lấy. Sắc mặt Quỳ Hoa bà trầm xuống, trong con ngươi lóe lên hàn quang, nói. Để lão thân đi thôi. Hàn Quân Đình nhàn nhạt nhìn nàng một cái, nói. Nếu muốn phái người đi, vừa rồi đã cho ngươi đi rồi. Việc này trọng yếu dị thường, bổn quân không cho phép có nửa điểm sai lầm, cho nên nhất định phải có nắm chắc tuyệt đối mới được. Nàng ánh mắt lộ ra mỉm cười, nói. Hiện giờ, đúng là thí nghiệm tốt nhất. Quỳ Hoa bà cũng khó được lộ ra dáng tươi cười, càng thêm vô cùng xấu xí. Đi thôi, trò hay đoán chừng sắp bắt đầu diễn rồi. Hàn Quân Đình nhẹ nhàng cười cười, hai người lập tức biến mất trong phòng. Lý Vân Tiêu sau khi rời khỏi Tử Diễm Các, cũng là trực tiếp hóa thành một đạo quang mang bay đi. Vân Tiêu, chờ ta. Phi Nghê cảm thấy quính lên, lập tức hóa thành một đoàn ánh lửa đuổi theo. Nhưng mấy hơi thở qua đã hoàn toàn mất đi tung ảnh của hắn. Nàng tức giận liên tục dậm chân trên bầu trời. Lại trốn ta xem ngươi có thể trốn ta cả đời không?
đột nhiên xa xa một đạo lôi quang thanh sắc lóe lên rồi biến mất, tựa hồ có thân ảnh quen thuộc chớp động, bắn về phía bên ngoài. Phi Nghê trong mắt sáng ngời, hung ác nói. Xem ngươi trốn thế nào. Nàng lập tức thi triển độn thuật đến nhanh nhất, thoáng cái đuổi tới. Một lát sau, trong bầu trời đêm trở nên yên tĩnh đột nhiên có chút nổi lên sóng gió, hai đạo thân ảnh chậm rãi hiện ra chỗ lúc trước Phi Nghê đứng, đúng là Tần Xuyên và Chu Sở. Tần Xuyên ngóng nhìn lấy xa xa như có điều suy nghĩ trầm ngâm nói. Là ai giả trang Lý Vân Tiêu dẫn Phi Nghê đi qua? Chẳng lẽ là tên yêu nhân Tuyền kia? Hừ, quản hắn là ai, ta chỉ để ý Lý Vân Tiêu đi đâu rồi thôi. Chu Sở vẻ mặt lãnh sắc, hai con ngươi chớp động lên ánh sáng âm u, siêu tầm khắp mọi nơi trong đêm đen như mực. Tần Xuyên nói, không cần nhìn nữa, độn thuật của hắn rất mạnh, đã triệt để bỏ qua chúng ta rồi. Ngược lại Phi Nghê thiếu chủ, ặc, thật sự là đau đầu đây. Việc này quản hay là mặc kệ đây, thực lực Tuyền tiên sinh kia không giống bình thường, rất có khả năng là một nhân vật khó giải quyết. Chu Sở lạnh lùng nói, Phi Nghê bản thân mắt bị mù, bị tình mê hoặc, đáng đời nàng. Ngược lại Lý Vân Tiêu kia lại thoáng cái không thấy đâu nữa, thật vượt quá dự liệu của ta. Sắc mặt Tần Xuyên trở nên ngưng trọng, nói, hiện giờ xem ra, lời đồn kia vô cùng có khả năng là thật. Ha ha, đừng nói đùa. Chu Sở khinh miệt mỉa mai nói. Đám người ti tình báo đều là phế vật, tin tức gì cũng dám loạn truyền, nói hắn trộm lấy bảo vật của một chi hải tộc ta còn tin, nói hắn trộm sạch vương cung Đông Hải, hắc hắc, thật sự là một đám gia hỏa ngốc nghếch. Tần Xuyên ngưng giọng nói. Bảy kiện Đông Hải chí bảo trước kia Lý Vân Tiêu triển lộ ra, còn có lời đồn ở Trấn Hải Mộc, cùng với độn thuật chúng ta vừa mới thấy, càng ngày càng tiếp cận với lời đồn rồi. Hừ. Chu Sở khẽ nói, đừng vui buồn thất thường nữa, lần sau gặp được hắn, trực tiếp bắt về thánh vực, chẳng phải tất cả đều rõ ràng sao. Tần Xuyên sắc mặt một mảnh im lặng, trầm tư không nói, sau đó mới chậm rãi nói. Không nên lỗ mãng, trước khi chưa xác định tin tức, tốt nhất không nên chống lại người này. Trong thành Tân Duyên ngư long hỗn tạp, ngọa hổ tàng long, nhất định sẽ có người nhằm vào hắn. Chúng ta chỉ cần một bên nhìn xem là được. Khi có nắm chắc 10 phần lại ra tay cũng không muộn. Chu Sở một bộ không cho là đúng, nhưng thấy ánh mắt Tần Xuyên lạnh xuống, trong nội tâm run lên, vội hỏi. Được rồi, tất cả lấy ngươi làm chủ. Bên cạnh hai người lập tức trở nên đen kịt, thoáng cái đã mất đi thân ảnh. Sau khi Lý Vân Tiêu rời khỏi Tử Diễm Các liền tập trung vào khí tức một người, đi theo phía sau. Độn thuật người nọ cực nhanh, sau nửa canh giờ đã trực tiếp ra khỏi thành trì. Thoát ra ngoài thành mấy trăm dặm. Hắc hắc, Vân Tiêu công tử đuổi theo chúng ta lâu như vậy, lại ý làm sao? Người phía trước đột nhiên ngừng thân thể, xoay người lại, vẻ mặt giữ tợn sắc, chính là nam tử áo lam đã giao dịch lúc trước. Lý Vân Tiêu sắc mặt bình tĩnh, cũng không vì bị đối phương phát hiện mà lộ ra giật mình, lạnh nhạt nói. Chỉ là muốn tìm các hạ tâm sự. À, nhưng ta cũng không biết có chuyện gì để nói với Vân Tiêu công tử đấy. Sắc mặt nam tử áo lam trầm xuống, trong mắt lóe ra tàn khốc. Lý Vân Tiêu trực tiếp tay giơ lên, năm ngón tay mở ra, một đoàn kim sắc chi khí chậm rãi nhấp nhô trong lòng bàn tay hắn. Kim sắc chi khí có một đạo kim quang chướng mắt dị thường, lớn chừng hạt gạo nhúc nhích trong đó. Nam tử áo lam nhe răng cười nói. Sao hả, Vân Tiêu công tử là cảm thấy bị lừa rồi, muốn tới tìm ta lý luận sao? Hắn thoáng cái trở nên cảnh giác. Trên người tản ra từng vòng nguyên lực. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ta sớm biết trong này là một đầu côn trùng, chỉ là muốn hỏi các hạ, lai lịch trùng này thế nào. Nam tử áo lam trầm tư thoáng một phát, nói. Trùng này là ta trong lúc vô tình phát hiện ra, cũng không biết lai lịch của nó. Úp, trên mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ thất vọng nói. Vậy các hạ là ở nơi nào tìm được trùng này, không có khả năng chỉ có một đầu chứ. Nam tử áo lam cười lạnh nói. Quả thật có mấy đầu, nhưng thứ cho không bán ra. Chắc hẳn Vân Tiêu công tử cũng phát hiện, hào quang chung quanh trùng này quả thật chính là kim linh chi khí, chỉ có điều cũng không thuần túy mà thôi. Nếu không phải gấp gáp nguyên thạch, ta quyết không thể nào bán ra được. Hắn dừng một chút, ánh mắt quang ngưng tụ, nói. Vân Tiêu công tử quả nhiên thực lực phi phàm, kim linh chi khí có thể cắt đứt tất cả mọi vật trong thiên hạ. Vậy mà không cắt được bàn tay ngươi.
Lý Vân Tiêu cười nói. Ngươi cũng nói, đây cũng không phải là kim linh chi khí thuần túy. Tăng thêm tại hạ chủ tu hỏa hệ thần thông, đối với ngũ hành chi kim có tác dụng áp chế. Thì ra là thế. Nam tử áo lam chợt nói. Mặc dù như vậy, thân thể Vân Tiêu công tử cũng không phải cửu thiên võ đế bình thường có thể so sánh được. Lý Vân Tiêu nói. Nếu các hạ nguyện ý bán ra côn trùng còn lại, hơn nữa nói ta biết trùng này sinh ở đâu, ta nguyện dùng vật ấy trao đổi. Hắn thu tay lại, lần nữa giơ lên mở ra, một thỏi kim loại xuất hiện trong tay, lộ ra màu vàng ròng, lại không có sáng bóng gì cả. Đây là... Nam tử áo lam nheo hai mắt lại nhìn một hồi, đột nhiên toàn thân chấn động, nghẹn ngào kêu lên. Thiên chiếu khuyết kim, một khối thiên chiếu khuyết kim lớn như vậy sao? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Đúng là thiên chiếu khuyết kim, khối này nặng chừng 7-8 cân, đủ đổi lấy tầm 10 đầu côn trùng của ngươi rồi chứ. Nếu côn trùng của ngươi còn nhiều hơn, ta có thể cung cấp càng nhiều thiên chiếu khuyết kim hơn nữa. Càng nhiều thiên chiếu khuyết kim hơn nữa. Nam tử áo lam như lồi cả mắt ra, cả kinh nói. Ngươi còn có sao? Lý Vân Tiêu ha ha cười nói. Phải xem côn trùng của ngươi có bao nhiêu rồi. Nam tử áo lam nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào đỉnh thiên chiếu khuyết kim kia không nháy mắt lấy một cái, liếm lấy bờ môi khô khốc. Hắc hắc, côn trùng của ta quả thật còn một chút, nhưng ta không muốn lấy ra đâu, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, cầm tay thành nắm đấm thu hồi, nói. Không muốn bỏ ra, há có đạt được. Nam tử áo lam âm hiểm cười nói. Ta không muốn bỏ ra, lại muốn đạt được. Thế gian chưa hẳn không có cách song toàn a. Ờ, cách song toàn, ta quả thật không biết, xin nói nghe một chút. Lý Vân Tiêu nháy mắt, một bộ thỉnh giáo. Hừ bớt giả trang đi. Nam tử áo lam lạnh giọng nói. Lá gan ngươi thực không nhỏ a, lại dám một mình tới tìm ta, thức thời liền lưu lại tất cả bảo vật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Lý Vân Tiêu nói. Ngươi đây là cướp bóc sao? Hắc hắc, ngươi cứ nói đi. Nam tử áo lam cười lạnh nói. Người có lẽ cũng cực kỳ có lòng tin với thực lực của mình a, nếu không há có thể triển lộ trọng bảo trước mặt ta, có lẽ người cũng là mang tâm tư cướp bóc ta mà đến đúng không? Lý Vân Tiêu hai tay thả lỏng phía sau, lạnh nhạt cười nói. Nào có, ta thế quả thật muốn giao dịch với ngươi mà. Hừ, ngây thơ. Nam tử áo lam khinh thường suỵ phúng một tiếng. Ta chán ghét người múa mép khua môi. Trên người hắn tuôn ra một đoàn kim quang, một thanh bảo kiếm sáng loáng xuất hiện trong tay, vọt lên. Một đạo vòng tròn kim sắc ngưng tụ thành dưới kiếm thế, phanh một tiếng mở ra động đất, dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tai lăng không chém tới Lý Vân Tiêu. Thân thể Lý Vân Tiêu ngưng tụ, thoáng cái phóng lên trời, né tránh đạo kim luân kia. Phanh! Kim luân trực tiếp nổ bung trên đất, như một đóa kim hoa tách ra, tuôn ra vô số kiếm quang bắn lên bầu trời. Chiếu rọi cả cảnh đêm thành một mảnh sáng chói rực rỡ tươi đẹp. Từ bên trên quan sát xuống, cứ như đặt mình trong một mảnh hải dương màu vàng vậy, các loại khí tức lợi hại tràn ngập toàn thân, đầy trời đều là quy tắc chi lực. Lý Vân Tiêu cả kinh, đối phương quả nhiên là võ giả chủ tu kim hệ thần thông, dưới duệ khí chi quy tắc đầy trời, như không ngừng có lưỡi dao xẹt qua da thịt của hắn, trên người trán ra từng chút kim quang. Vô số kiếm quang kia bắn lên, thân ảnh Lý Vân Tiêu lóe lên. Lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh, liền ra hơn 10 trượng. Hừ, trốn hữu dụng sao? Một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, không thấy bóng dáng, chỉ nghe được tiếng trường kiếm xé gió, một thanh kiếm sáng loáng từ trong đêm đen đâm ra, như thủy nguyệt hoa, chém về phía Lý Vân Tiêu. Xoẹt! Lý Vân Tiêu bỗng chốc bị chém thành hai đoạn, hóa thành lôi thể màu xanh, nửa người trên thoáng cái hóa thành lôi ảnh màu xanh cực lớn. Mãnh liệt vươn tay chộp tới trường kiếm bay tới kia. Kiếm này không tệ, ta muốn rồi. Cánh tay kia kéo dài ra, ngang trời cao, chụp vào thân kiếm. Đùng đùng. Trên đại thủ kia lôi quang không ngừng chớp động, thoáng cái đã nắm kiếm vào tay. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, trong đêm tối đột nhiên hiện ra một thân ảnh cự đại, hai đạo nhãn quang chớp động như bảo thạch. Đúng là một cái kim sắc khôi lỗi cao tới 10 trượng. Một quyền đánh tới trên cánh tay thật dài kia của Lý Vân Tiêu, tay còn lại thì lại lăng không bấm niệm pháp quyết. Phanh! Lôi quang nổ bung dưới quyền phong kia, sau đó thanh trường kiếm kia xoay tròn trên không trung, biến lớn 7-8 lần, trực tiếp bị kim sắc khôi lỗi nắm trong tay.
Trường kiếm vẽ ra một đạo kim quang trên không trung, mãnh liệt chém tới Lý Vân Tiêu. Phần phật, bầu trời trực tiếp bị chém thành hai khúc, cuồn cuộn sụp đổ xuống vết rách đen kịt ở chính giữa, phảng phất long trời lở đất. Ầm ầm, không gian chỗ Lý Vân Tiêu thoáng cái lỡ ra, cả người lập tức bị hắc ám cắn nuốt sạch, đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Kim sắc khôi lỗi cầm kiếm mà đứng, đứng trên trời cao như một tòa thành lũy, lạnh lùng nhìn lại mọi nơi. Đột nhiên đôi mắt như bảo thạch của nó ngưng tụ, chỉ thấy trong đêm tối hiện ra một cái chấm đen nhỏ, hai cái, ba cái, bốn cái. Thoáng cái xuất hiện thành phiến rậm rạp chằng chịt. Những điểm đen kia bắt đầu trở nên đỏ bừng, trên mỗi một hạt đều có ánh lửa nhảy lên, sau đó gió nhẹ phật qua, hỏa diễm thoáng cái xoáy lên bốn phía hạt, phát ra thanh âm vù vù. Ầm ầm long. Vô số hạt màu đen kia khẽ động trên không trung, rơi xuống như mưa, tựa như ngàn vạn con ong vò vẽ cùng nhau bay qua vậy. Cái gì? Kim sắc khôi lỗi cả kinh, quét ngang trường kiếm trước người, một vòng kết giới màu vàng lập tức ngưng ra, bao phủ lấy cả thân hình cự đại của nó vào trong. Rầm 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 phanh. Vô số hạt màu đen rơi vào trên kết giới, chấn lên từng vòng gợn sóng màu vàng, hạt trực tiếp khảm nạm vào trong kết giới, phong hỏa nhi lực mạnh mẽ nổ bung. Ầm ầm. Kết giới màu vàng hình tròn sụp đổ xuống, kim quang thoáng cái bạo phá. Rầm rầm rầm. Từng hạt đen kia điên tuôn xuống, đều nhảy lên kim sắc khôi lỗi, như một cái trọng quyền đánh ra. Kim loại trên người khôi lỗi không ngừng có trận lực bắt đầu khởi động, như vằn nước nhộn nhạo lên ở mặt ngoài vậy, toàn bộ thân hình tựa hồ trở nên có chút mộng ảo, như cách một tầng thủy kính vậy. Phanh. Rất nhiều hạt hắc tử thoáng cái ngưng tụ thành một đại thủ, vỗ mạnh lên thủy kính. Thần hỏa chi lự dưới tác dụng của cương phong, hô một tiếng liền cuốn toàn bộ khôi lỗi vào, hừng hực bốc cháy. A à, đáng chết. Thanh âm nam tử áo lam đột nhiên truyền ra, đại kiếm trong tay ngang trời chém tới. Phần phật lạp. Kiếm thế trực tiếp bổ ra nắm đấm màu đen kia, lần nữa vỡ ra hóa thành vô số hắc tử, như tinh hoàn xoay tròn lấy quanh thân hắn. Liệt hỏa hừng hực đầy trời phanh thoáng một phát mở lớn mấy lần, chiếu cả bầu trời thành một mảnh đỏ thẫm. A à, trong kim sắc khôi lỗi truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ của nam tử áo lam, đại kiếm lăng không cuồng loạn nhảy múa, không ngừng chém ra các loại kiếm khí, từ trong ngọn lửa bắn ra, muốn chấn khai thần hỏa, nhưng lại bất lực. Giờ phút này trong hỏa diễm đầy trời, thân ảnh Lý Vân Tiêu chậm rãi hiện ra, vẻ mặt vẻ lạnh lùng. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, từng đạo lôi phù bay ra từ trên người, như hồ điệp bay múa đầy trời, kết xuất từng đạo lôi hoàn. Quấn ở quanh thân. Thanh sắc lôi điện chi lực càng ngày càng mạnh, cả người hắn thoáng cái hư hóa thành lôi, thân thể bành trướng lên gấp mấy lần, biến thành một mập mạp cự đại, nắm lấy cái búa nện mạnh xuống. Ầm ầm, toàn bộ bầu trời chấn động, cái búa đánh xuống, một cái ma ha cổ tự màu vàng thoáng hiện, lập tức hóa thành thanh lôi du động. Tay còn lại của Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, vô số lôi đình bốn phía đột nhiên bắt đầu khởi động, như trăm sông đổ về một biển. Thoáng cái hợp nhập vào trong đạo thanh lôi kia. Thanh lôi như một quả hạt giống, thoáng cái lớn lên, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo lôi long, đằng trên một mảnh lôi vân, mở to hai mắt ra. Thanh lôi hóa long, đi. Lý Vân Tiêu biến đổi quyết ấn, song trưởng hợp lại. Đạo lôi long kia lập tức mây mưa thất thường, đột nhiên nhảy dựng lên, rơi xuống từ trời cao, bay vào biển lửa đầy trời. Ầm ầm, những nơi lôi long đi qua, thiên địa sụp đổ. Biển lửa vô biên cũng thoáng cái tách ra. Cái gì? Kim sắc khôi lỗi hoảng hốt, mở lớn hai tay ra, trận vân mặt ngoài kim loại đều nghiền nát, không gian bốn phía oanh thoáng một phát chấn động, như thủy tinh vỡ ra vậy. Thân thể khổng lồ kia thoáng cái ẩn vào trong bóng tối, muốn trốn đi. Nhưng lôi long gào thét một tiếng, toàn bộ ánh sáng màu xanh lóe lên, phảng phất xuyên qua tầng tầng không gian, trực tiếp thuấn di xuống. Cái gì? Nam tử áo lam kinh sợ hét lớn một tiếng, sau đó lôi long trực tiếp rót vào trên vòm trời kim sắc khôi lỗi, chấn mạnh xuống dưới. Ầm ầm, vô số thanh sắc lôi quang thoáng cái nổ bung, như thác nước từ đỉnh đầu kim sắc khôi lỗi chảy khắp toàn thân, càng bắn ra mảng lớn lôi quang, chiếu rọi cả mảng trời đen kịt sáng như ban ngày. Kim sắc khôi lỗi như bị đọng lại vậy, im im lặng lặng đứng ở trên trời cao vẫn không nhúc nhích. Lôi quang bốn phía rằng con nửa thời gian uống cạn chung trà, mới biến mất toàn bộ khỏi trên không, khôi phục một mảnh ban đêm u tối. Đột nhiên truyền đến một tiếng ba rất nhỏ,
thật giống như một khối ván gỗ hơi mỏng bị bẻ gãy. Sau đó như giang đậu, ba 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 không ngừng nổ vang. Trên người kim sắc khôi lỗi không ngừng nứt ra khe hở, màu vàng thành từng mảnh văng tung tóe xuống, như một khối thủy tinh vỡ vun trên không trung. Phanh! Một tiếng chấn vang, toàn bộ kim sắc khôi lỗi lập tức sụp đổ mất, hóa thành vô số mảnh vỡ rớt xuống. Lý Vân Tiêu lăng không một chảo, thân thể nam tử áo lam lập tức bị nhiếp lên. Nhãn quang hắn xoay chuyển, ngón tay gảy nhẹ, rầm 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 mấy tiếng, trên người nam tử áo lam tóe ra mấy cái chữ vật huyền khí, thoáng cái bay vào trong tay hắn. Sau đó liền hóa chảo thành trường, vỗ xuống dưới. Phanh! Trên người nam tử áo lam bị đánh một cái, trực tiếp nhô lên cao nổ bung, triệt để tan thành mây khói. Lý Vân Tiêu bắt lấy mấy cái nhẫn chữ vật tử, thần thức quét qua, cười lạnh đánh ra vài đạo ấn ký, thoáng cái xóa đi lạc ấn trên đó. Sau đó thần trí của hắn dò xét vào trong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thu lại vài món chữ vật huyền khí khác liền biến mất trên trời cao. Một hồi thời gian qua đi, trong đêm đen chẳng biết lúc nào xuất hiện hai đạo thân ảnh, sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Quỳ Hoa bà, người cảm thấy thực lực của hắn như thế nào? Một lão giả khô gầy phía trước, trong mắt chớp động lên vẻ tàn khốc ngưng trọng, đúng là Hàn Quân Đình. Sắc mặt Quỳ Hoa bà cũng khó coi, trầm giọng nói. Mạnh, rất mạnh, có thể khống chế lôi hỏa hai lực thành thạo như thế, tương lai sợ rằng sẽ là một lôi hổ hỏa báo khác. Hàn Quân Đình nói, ta hiện giờ càng ngày càng tin tưởng lời đồn ở Đông Hải rồi, hơn nữa tại Trấn Hải Mộc, lôi hổ hỏa báo vẫn lạc cũng ít nhiều có quan hệ đến hắn. Quỳ Hoa bà nói, kẻ này ra tay tàn nhẫn, quả quyết, tâm trí lại cực cao, thay đổi cách nhìn của ta lúc trước về hắn, đích thật là một nhân vật kiêu hùng. Hàn Quân Đình trầm tư một hồi, chậm rãi nói, vậy bà cảm thấy giữa ta và hắn, ai mạnh ai yếu? Quỳ Hoa bà chấn động thân hình, bắt đầu suy tư nói. Vừa rồi kẻ này tựa hồ cũng không dốc hết toàn lực, nhưng ít ra cũng đã thi triển hơn phân nửa lực lượng. So với đại trưởng quỹ rất khó phân chia mạnh yếu, nhưng hai người các người muốn diệt sát đối phương, cơ hồ là không thể nào. Hàn Quân Đình nói. Ý bà là chúng ta sàn nhau sao? Quỳ Hoa bà gật đầu nói. Có lẽ không sai biệt lắm. Hàn Quân Đình nói. Vậy nếu như tăng thêm bà, hai người ta và ngươi liên thủ, có thể giết hắn không? Lúc nói ra hai chữ cuối cùng, trong mắt của nàng hàn quang khẽ động, sát cơ lóe lên rồi biến mất. Quỳ Hoa bà sắc mặt âm lạnh xuống, lạnh giọng nói. Hắn vừa mới động đại lượng nguyên lực, nếu giờ phút này đuổi theo, hai người ta và ngươi liên thủ, tất giết hắn không thể nghi ngờ. Hào khí bên cạnh hai người lộ ra có chút khắc nghiệt. Thần sắc trên mặt Hàn Quân Đình biến hóa không ngừng, tựa hồ nội tâm đang dãy dụa cực độ. Quỳ Hoa bà thì vẫn không nhúc nhích, như đứng im ở đó vậy, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Hô! Thật lâu, Hàn Quân Đình mới thở hắt ra một hơi thật dài nói. Được rồi, tạm thời để hắn sống lâu thêm mấy ngày. Vì sao? Quỳ Hoa bà khó hiểu nói. Ất Mộc Chi Linh hơn phân nửa đang trên người hắn. Hơn nữa vừa rồi xem ngự lôi chi thuật của hắn, quả thực tựu là xuất thần nhập hóa, đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Nếu để cho hắn luyện hóa Ất Mộc Chi Linh thì đến lúc đó hai người ta và ngươi liên thủ cũng chưa chắc có thể thắng. Hàn Quân Đình nói, muốn luyện hóa Ất Mộc Chi Linh há lại đơn giản như vậy. Hiện giờ ngừa cảm thấy hứng thú đối với hắn nhiều lắm, chúng ta một khi ra tay, tất nhiên lâm vào trong mắt phong bạo. Hơn nữa, khóe miệng nàng dương lên, cười nói. Tổ hợp hai người Tần Xuyên và Chu Sở thực lực mạnh không dưới ta và ngươi, để bọn hắn ra tay thay không phải càng tốt sao? Quỳ Hoa bà cau mày nói. Đại trưởng quỹ làm sao biết bọn hắn sẽ ra tay? Huống hồ Lý Vân Tiêu rơi vào tay bọn họ thì, Ất Mộc Chi Linh kia chúng ta coi như đã triệt để mất đi rồi. Hàn Quân Đình cười nói. Bọn hắn không ra tay thì chúng ta có thể thêm chút gia vị, lại thêm chút thủ đoạn. Cuối cùng nhất khiến Lý Vân Tiêu rơi vào trong tay chúng ta là được. Bà, trên đời này rất nhiều chuyện không phải thực lực cao cường liền có thể làm được đâu, mưu lược cũng rất trọng yếu. Quỳ Hoa bà nói. Đại trưởng quỹ tài trí có 102 thiên hạ, lão thân là cực kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Hàn Quân Đình cười nhạt nói. Bà khen chật rồi. Nhiệm vụ lần này vốn chỉ là đem thần kiếm tinh diệt chụp được, nghĩ không ra ngoài ý muốn phát hiện Ất Mộc Hóa Linh. Cũng coi như là cơ duyên của chúng ta.
Mục tiêu của Lý Vân Tiêu chắc là chỉ Linh Bàn và Tinh Diệt Kiếm, tạm thời là không sẽ rời đi Tân Duyên Thành, chúng ta liền trở lại bố trí một chút. Ngay khi Lý Vân Tiêu chém giết nam tử áo lam đồng thời, chăm dặm xa nơi nào đó đất hoang. Phi Nghê vẻ mặt sơ xác tiêu điều nhìn chằm chằm người ở phía trước, lạnh giọng nói. Tuyền, việc giao dịch ta đã minh xác cho ngươi trả lời thuyết phục, không cần vọng tưởng nữa. Người bắt chước khí thức của Lý Vân Tiêu, đem Phi Nghê lừa gạt ra chính là yêu tộc nam tử Tuyền, hắn vẻ mặt bình tĩnh, nói. Ta mong muốn Phi Nghê thiếu chủ có thể suy nghĩ kỹ càng, huyết mạch của ngươi không tinh khiết, thiên phượng niết thể đã đạt đến cực hạn, tuyệt không khả năng tiến thêm một bước. Cùng với từ từ mẫn nhiên chúng vậy, từ trong hàng ngũ thiên tài tiêu thất, không bằng dùng hết vận khí đánh cuộc một lần, vẫn là niết bách sống lại. Phi Nghê sắc mặt đại biến, tức giận nói. Tuyền, người quả nhiên có tâm cơ, thậm chí ngay cả tình huống của ta cũng mò được rõ ràng, mấy tin tức này ngươi là từ đâu có được. Nội tâm của nàng kinh hãi khó diễn tả được, chính mình không thể đạt được bình cảnh cực hạn, chính là bí mật lớn nhất của nàng, trong thiên hạ tuyệt không người thứ hai biết. Mặc dù trong ở Long Gia chi chủ đối với nàng dị thường coi trọng cũng không dám nói rõ. Bởi vì một ngày không thể bình cảnh không thể nào đột phá, thân phận và địa vị của nàng ở Long Gia sẽ xuống dốc không phanh, đây là nàng không thể thừa nhận. Tuyền nói, tin tức nguyên không thể trả lời, ta đối với thiên phượng máu thì tình thế bắt buộc. Hơn nữa từ sắc mặt của thiếu chủ biến hóa có thể thấy được, hơn phân nửa là sự thật. Phi Nghê lạnh lùng nói, coi như ta dùng biện pháp của ngươi may mắn đột phá đến cửu tinh vũ đế, một ngày mất đi huyết mạch, thiên phượng niết thể của ta tất nhiên tan vỡ, cuộc đời này cũng liền ở cửu tinh sơ cấp khó tiến thêm nữa. Tuyền nói, vị tất, trong thiên hạ thần thông nhiều, khó có thể đếm hết, luôn luôn sẽ có thể thích hợp với ngươi. Hơn nữa xa xôi ấy là điều không phải hiện tại nên suy tính. Thiếu chủ bây giờ việc cấp bách, là đột phá không thể gông cùng xiềng xiếc, bước vào cửu tinh cảnh giới mới đúng. Khóe miệng của Phi Nghê khẽ nhếch, cười lạnh nói. Phương pháp đột phá ta đã nghĩ đến, không cần ngươi quan tâm. Nếu là không có chuyện khác mà nói, xin hãy cút đi, Tuyền. Tuyền nhướng mày, nói. Ta biết biện pháp của ngươi, là mượn dùng thập giai phượng hoàng thần hỏa chi lực, phương pháp này đích xác được không, hơn nữa rất thích hợp với ngươi. Nhưng vật chân quý như thế, Lý Vân Tiêu sẽ đơn giản cho ngươi sao? Mặc dù ngươi chủ động lấy lòng, đối phương tựa hồ cũng không cảm mạo đi. Ngươi cút cho ta. Phi Nghê biến sắc, nhất thời lửa giận ngập trời, từng vòng hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra, như là một mảnh dạng mây đỏ ánh đầy trời, sáng quắc thiêu đốt lên. Trong mắt của Tuyền rốt cục hiện lên một đạo hàn quang. Nếu bàn không được, vậy liền chỉ có đắc tội, bởi vì thiên phượng chi huyết, ta hôm nay tình thế bắt buộc. Trên người hắn khí tức dùng mình, xa xa quay hỏa diễm. Gương mặt bình tĩnh và đạm nhiên, phảng phất như lực lượng của Phi Nghê hoàn toàn không trong mắt hắn. Dám khinh thường ta. Sắc mặt của Phi Nghê phát lạnh, 10 ngón luân phiên khắp động, phía sau từ từ hóa ra hỏa phượng hư ảnh, mang theo vô tận liệt hỏa, đứng sừng ở đen kịt đêm trường. Tuyền có chút tán thưởng gật đầu nói. Để ta nhìn ngươi một chút thiên phượng nhất thể, mạnh như thế nào đi. Bát chân hỏa điệp. Phi Nghê 10 ngón bắn ra. Hai tay ở trước người mở xòe ra, sau lưng hỏa phượng phanh một tiếng nổ lên. Sau một khắc, ở Tuyền bốn phía dâng lên 8 đạo lửa lưu, cũng không cùng phương hướng mà đến. Tuyền biến sắc, cảm thụ được nhiệt độ của ngọn lửa kia, cũng không dám khinh thường, ngón tay khép lại, ở trước người bấm tay niệm thần chú. Một đạo đồng dạng ánh sáng màu đỏ ở đầu ngón tay chớp động, như là lôi quang không ngừng toát ra, phát sinh tiếng chói tai xèo xèo. Bang bang bang. Lửa kia thoáng chút nổ lên, chấn ra một chút tinh diễm, hóa thành 8 con hỏa điệp, vỗ động cánh. Trên 2 cánh của con hỏa điệp in cổ quái trận văn, hơn nữa không đồng nhất mà nói, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đã trào ra xuống tới. Đột nhiên 2 cánh của một con hỏa điệp trực tiếp đốt, thình thịch một tiếng nổ lên, lực lượng kinh khủng từ trong đó điên cuồng trào ra. Con người của Tuyền chợt co rút lại, hai ngón tay hướng trước người rạch một cái, một vòng tròn màu đỏ xuất hiện. Như là đem không gian trực tiếp thiết tiếp theo khối. Ầm ầm, cổ hỏa diễm kinh khủng kia trực tiếp lao xuống, chấn ở nơi xích vòng lên, đều bị văng ra. Còn lại 7 con hỏa điệp cũng vỗ động cánh, mỗi một lần vỗ cánh, ngọn lửa trên người là lớn hơn vài phần, năng lượng không ngừng leo lên. Sắc mặt của Tuyền trầm xuống,
trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trên bàn tay đột nhiên phát lên một mảnh mao nhung, hai ngón tay tiền đoan lợi chảo hiện ra mặc lục. Cái đại thủ kia hai ngón tay liên tục điểm ra, bay nhanh ở trước người vẽ vòng tròn. Trong nháy mắt, trước người hắn đã hiện ra hơn 10 vòng tròn cổ quái, tất cả lớn nhỏ, cong vẹo, chớp động không ngớt. Mỗi một vòng tròn đều tựa hồ đem không gian cắt lấy một khối, như là mười mấy vòng tròn chắp phá tầng tầng lớp lớp, vây quanh ở trước người. Bảy con hỏa điệp mạnh mẽ lóe lên bay xuống, thân thể trên không trung đột nhiên nổ tung. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hỏa diễm chi lực kinh khủng trùng kích xuống tới, dũng mãnh vào trong ống kính này, trong nháy mắt toàn bộ trong vòng đều tràn ngập hỏa diễm, một chút diễn biến thành đại dương mênh mông hỏa hải, đem Tuyền nuốt sống đi vào. Vô dụng a, bát tinh vũ đế chi lực, có nghịch thiên cỡ nào, cũng không có khả năng chiến thắng ta. Thanh âm bình tĩnh vang lên, trong biển lửa đột nhiên vẽ ra vòng tròn một vài trượng bán kính tới, như là cánh cửa bị đẩy ra. Toàn bộ bên trong hỏa hải nhất thời lộ ra một khối chân không đen kịt, hai tay của Tuyền Dao ở sau người, khuôn mặt trở nên có chút hiêu dị, trong con ngươi quang mang chẳng biết lúc nào hóa thành vẻ ám lục. Phi Nghê sắc mặt đại biến, cắn môi đỏ mọng, cả người đã tiêu thất trong đêm đen. Quang diễm đoạn mạch, một tiếng quát nhẹ vang lên, ở Tuyền trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra, một đạo quang diễm dạng hình quạt triển khai, mạnh mẽ bổ xuống tới. Trong vũ đế, một tinh như một thiên địa, mặc dù là thiên phượng niết thể trong truyền thuyết cũng không có thể bù đắp chênh lệch một tinh này sao. Tuyền giơ tay lên tới, trên đầu ngón tay u màu xanh biếc xích sắc lóe lên, chách chách một tiếng, hình như bầu trời bị đập nứt ra, vô số hồng quang như là run đất tản ra. Bang! Đạo đoạn mạch quang diễm kia chém ở trên đầu ngón tay, bầu trời một chút rung động, vết rách càng trở nên rậm rạp đứng lên, nhưng thủy chung không có vỡ vụn. Tuyền ngẩng đầu, mờ quang ám lục sắc một chút băng lãnh. Phi Nghê cùng hai tròng mắt của hắn tiếp xúc một chút, thân thể mềm mại kịch liệt run lên, tâm thần bất chi bất giác trong nháy mắt thất thủ. Không tốt! Trong nháy mắt thời gian, Phi Nghê liền phục hồi tinh thần lại, nhưng chút thời gian này cũng đủ để nàng chí mạng. Trong lòng thầm kêu một tiếng hỏng bét, một cổ tử vong nguy hiểm từ đáy lòng dâng lên, cả người như rơi vào hầm băng. Huyền lục chỉ, Tuyền đầu ngón tay lợi chảo u màu xanh biếc ở trong mắt nàng phóng đại, một đạo lệ mang trong nháy mắt đánh bại phòng ngự quanh thân của nàng, điểm trên vai giáp xanh môn trên, phanh một chút tuôn ra một đoàn tiên huyết. Phi Nghê toàn thân đau kịch liệt co quắp, trên không trung co lại thành đoàn, từng vòng hỏa diễm ở chung quanh tản ra, như là một đoàn hỏa cầu. Bát môn một trong sinh môn bị chỉ điểm một chút phá, đối với các nàng loại cường giả thể chất đặc thù này mà nói, không thể nghi ngờ là vết thương chí mạng. Lúc này trong cơ thể của Phi Nghê không chỉ có nguyên lực hỗn loạn, lại thêm thân thể thiên phượng cũng bắt đầu tan vỡ đứng lên, da thịt trơn chuột như ngọc thoáng cái trở nên khô héo, thỉnh thoảng có hỏa diễm cách không lao ra. Nàng thống khổ đoàn, thấp giọng rên rỉ. Thiên phượng niết thể cũng không gì hơn cái này, là thực lực của ngươi không được. Hay nguyên bản cũng chỉ có chút uy lực ấy đây. Tuyền thu liễm hai tay yêu hóa, biến trở về da thịt ôn nhuận, đi bước một hướng phía Phi Nghê đi đến. Nói thật, trong lòng ta không khỏi có chút thất vọng. Trên người của Phi Nghê run càng ngày càng yếu, sắc mặt cũng biến thành một mảnh trắng bệch, hỏa diễm quanh thân càng ngày càng nhỏ, trong lúc mơ hồ có dấu hiệu tắt. Là đem ngươi trực tiếp luyện hóa thành đan, hay là mang về chậm rãi phanh thây đây? Trên mặt của Tuyền lộ ra vẻ khổ sở, do dự nói. Trên người ngươi sinh cơ mất đi quá nhanh, nếu là chết, dược tính sẽ rất là yếu bớt. Hiện tại luyện đan nói, ta còn có mấy thứ chưa tìm được toàn bộ, chỉ có thể luyện chế ra đan dược phẩm chất thấp nhất tới. Chậc chậc, nghĩ không ra các hạ còn là vị thuật luyện sư, trong yêu tộc thông hiểu thuật đạo có thể cũng không nhiều đấy. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng chậc chậc tán thán. Chỉ là trong tán thán tựa hồ mang theo vô tận băng lãnh, nghe vào coi như không có tình cảm, lại làm cho người cảm thấy hơi lạnh thấu xương. Tuyền biến sắc, hai tròng mắt lần thứ hai hóa thành u xanh biếc yêu mắt, hướng trong hư không nhìn lại, cười lạnh nói. Yêu tộc thông hiểu thuật đạo không nhiều lắm, các hạ là đã quên, năm đó đại tế thi ngả đại nhân của chúng ta đến hóa thần hải, thế nhưng liền đánh bại cửu giai thuật luyện sư của nhân tộc các ngươi, dẫn đến cuối cùng không người dám ứng chiến. Đạo thanh âm châm chọc kia nói, ngả sao, không thể không nói hắn là một thuật đạo thiên tài, nhưng cuối thế nào vẫn là hôi lưu lưu hành đi. Tuyền lạnh lùng nói, một lần kia quyết đấu, trong nhân tộc các ngươi,
Cổ Phi Dương ám thi thủ đoạn, đê tiện bỉ ổi, lúc này mới may mắn thủ thắng. Thanh âm kia cười nhạo nói. Ha ha, đê tiện bỉ ổi. Được làm vua thua làm giặc, thắng lợi chính là chân lý, đạo lý này ngả đều hiểu, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Sắc mặt của Tuyền trầm xuống, lạnh giọng nói. Qua lại việc, đàm tới có ích lợi gì? Các hạ lúc này xuất hiện, là muốn cùng ta giảng đạo lý sao? Thối! Thanh âm kia khinh thường phỉ nhổ một tiếng, nói. Gay khác biệt, ta giảng đạo lý ngươi nghe hiểu được sao? Tuyền đè nặng lửa giận trong lòng, lạnh lùng nói. Vậy các hạ là muốn nhìn xem ta như thế nào luyện đan rồi? Thanh âm kia phủ nhận nói. Không không không, ta chỉ là muốn dạy ngươi làm người như thế nào mà thôi. Nga, ta còn thật muốn biết, nên làm người như thế nào đâu. Trong tròng mắt của Tuyền U Xanh biếc ánh sáng phát lạnh, từng chữ nói. Ra đi, Lý Vân Tiêu. Ở Phi Nghê Nhiễu Thành hỏa cầu cách đó không xa, không gian một chút không rõ, thân ảnh của Lý Vân Tiêu chậm rãi hiển hóa đi ra. Cả người hắn sắc mặt như nước, nhìn không ra bất kỳ tâm tình ba động gì, liếc mắt ngóng nhìn xuống, như là nhìn hết Thương Hải Tăng Điền, đạm mạc dường như vạn cổ tinh thần, không có một tia tức giận. Tuyền mạnh mẽ rút miệng lãnh khí, chẳng biết tại sao, lưng cốt dâng lên khởi một trận băng lãnh chi ý, cảm thấy cả người rét run. Nội tâm của Tuyền không khỏi hoảng hốt đứng lên. Lý Vân Tiêu bất quá là thất tình vũ đế cảnh giới, làm sao sẽ sản sinh khí chàng cường đại như vậy, chỉ là một mực ngưng mắt, để hắn cực kỳ sợ hãi. Hơn nữa bản thân của Tuyền cũng là thuật luyện sư, tinh thần lực cường đại dị thường, cho dù gặp gỡ cường giả cùng giai, cũng là thắng nhiều bại ít. Nội tâm hắn không khỏi cảnh giác, biết gặp được cường địch không thể khinh thường. Lý Vân Tiêu thu hồi ánh mắt tới, nhìn liếc mắt Phi Nghê cách đó không xa, đã lâm vào trong hôn mê, trên người sinh cơ không ngừng tiêu tán. Hắn một bước dẫm lên ra, liền xuất hiện ở bên cạnh hỏa cầu, vươn tay hướng tới trong ngọn lửa kia chộp tới. Cút ngay! Con suối mâu một ngưng, một đạo xích sắc chỉ mang lăng không vọt tới. Suy một tiếng, thân thể của Lý Vân Tiêu trực tiếp bị chỉ mang bắn thủng, phá ra một cái động lớn tới. Cái động khẩu kia bốn phía tất cả đều là màu xanh lôi quang, chớp động liên tục, không có chút huyết nhục nào. Bất quá trong nháy mắt, cái động khẩu ở dưới lôi quang chớp động tự hành khép lại. Toàn bộ quá trình, Lý Vân Tiêu đều không quay đầu nhìn hắn một cái, duỗi tay đi ra một chút nắm lấy Phi Nghê, nơi mi tâm lóe lên, liền đem nàng thu vào bên trong giới thần bi. Con người của Tuyền chợt co rút lại, từng chữ lạnh giọng nói. Thân hóa lôi đình, siêu phẩm huyền khí. Lý Vân Tiêu nhướng mày, lúc này mới xoay người lại, lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Dĩ nhiên biết thân ta nghi ngờ siêu phẩm huyền khí. Tuyền nói. Nga, ngươi chỉ một cái cũng không phủ nhận. Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Thối, ta tại sao muốn phủ nhận? Sắc mặt của Tuyền âm trầm xuống, một tia vẻ tức giận ở trong mắt thoáng hiện. Ngươi đã tin tưởng như vậy có thể đem ta lưu lại. Trên mặt hắn trở nên hết sức khó coi đứng lên, nói. Ta có thể cảm nhận được, thực lực của ngươi so với trong nghe đồn đáng sợ hơn. Giờ này khắc này ta thật không muốn cùng ngươi đánh một trận, chỉ cần ngươi đem thiên phượng nhiết thể giao ra đây, bất kỳ điều kiện gì đều dễ. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Điều kiện của ta đó là lột da của ngươi thì sao? Tuyền tức giận không thôi, nhưng vẫn như cũ cực lực áp chế tâm tình của mình. Theo ta được biết, Phi Nghê cũng muốn mưu đoạt phượng hoàng thần hỏa của ngươi, tuy rằng nàng chủ động đảo dính sát, nhưng động cơ không tinh khiết, hơn nữa ngươi tựa hồ cũng không cảm mạo đi. Tội gì vì một nữ nhân đáng ghét, mà cùng với ta là địch đây? Lý Vân Tiêu lắc đầu than thở. Mặc dù ta ghét một người, nhưng nếu như người này đột nhiên nói thích ta, ta đây sẽ tuyệt không ghét nàng. Không có biện pháp, ta chính là có nguyên tắc như, vô pháp ghét một người thật tinh mắt. Ha ha! Thật là tự kỳ a như vậy, hôm nay đánh một trận là không cách nào tránh khỏi rồi. Tuyền giận dữ cười ngược lại, khí tức trên người không ngừng kéo lên đứng lên, nhưng vẫn là ôm một tia giảm bớt mong muốn. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói. Nói ra thân phận của ngươi, ta cân nhắc một chút, vẫn là có thể thả ngươi đi. Không cần thiên phượng niết thể ta tình thế bắt buộc, để ta biết một chút về, mảnh đại lục này, trong trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Rốt cuộc có thực lực gì, có thể xứng được với cái danh hiệu này? Tuyền mâu quang phát lạnh, trong cơ thể một cổ lực lượng bộc phát ra,
xung quanh không gian chấn động, trở nên một chút hoảng hốt. Thân thể hắn trực tiếp chướng lớn hơn một nửa, y phục đều nứt ra, lộ ra cánh tay và trên thân tràn đầy lông nhung. Khuôn mặt cũng một chút trở nên xấu xí đến cực điểm, hai cái lỗ tai không ngừng hướng về phía trước bốc lên, kéo càng dài. Yêu lực cường đại ở quanh thân uốn lượn, nhàn nhạt u lục sắc nguyên lực hầu như hóa thành thực chất, để không gian trở nên hoảng hốt bất định, Trình Ninh ốc phương hướng chuyển động. Lý Vân Tiêu một khi xuất hiện, liền mang đến cho hắn cảm giác áp bách cực lớn, để hắn không dám khinh thường, thoáng chút đã hoàn toàn yêu hóa đứng lên. Phanh! Tuyền chỗ ở không gian đột nhiên thoáng chút phá vỡ, cả người hắn biến mất, chỉ lưu lại một hư không đen kịt, còn có chút điểm phát ra hiểu rõ u lục sắc nguyên lực. Ầm ầm. Sau một khắc, phía trên Lý Vân Tiêu phát sinh một tiếng rung mạnh, đêm đen nhánh như là tầng mây xoay tròn, trong đó lộ ra một quyền đầu đầy lông mao. Quyền đầu phạ xuống, toàn bộ không gian ở dưới lực xoáy kia, toàn bộ bị vắt nghiền nát, một cổ lực lượng khó diễn tả được, như là vẫn thạch rơi vào đại địa. Hình như toàn bộ bầu trời toàn bộ sụp xuống. Lý Vân Tiêu cũng là biến sắc, lộ ra vẻ hoảng sợ. Tu vi của Tuyền chỉ có cửu tinh sơ cấp hình dạng, nhưng một quyền này lực lượng, cũng đã xa xa vượt ra khỏi phổ thông cửu tinh sơ cấp cường giả. Hắn cũng không dám khinh thường, cả người thoáng chút hóa thành kim sắc, trên cánh tay cơ thể từng khối nở ra, gào thét lớn một quyền đã đánh tới. Ầm ầm, một đạo vòng xoáy kim sắc tuôn ra, hai cổ lực lượng chạm vào nhau. Đêm tối cuồn cuộn, chấn động bát hoang. Cái gì? Tuyền kinh hãi, cường độ thân thể yêu tộc xa ở trên nhân tộc, hơn nữa bản thân hắn càng là cao thủ ở trong này. Nguyên bản lòng tin tràn đầy một quyền, dĩ nhiên cùng với đối phương liều mạng, cơ hồ là cục diện bình thủ. Điều này làm cho nội tâm hắn nhấc lên cơn sóng gió động trời, hết sức khó khăn tiếp thu thực tế trước mắt. Trong cơ thể của Lý Vân Tiêu nguyên lực cuồn cuộn, thân thể trong mỗi một lỗ chân lông đều mở, đối phương chấn nhập trong cơ thể yêu lực, bộ phận bị trực tiếp hấp thu hết liễu, còn dư lại đều từ da thịt mặt ngoài gạt ra. Nhưng Tuyền dù sao cũng là tâm trí cực cao, ở sau ngắn ngủi kinh hãi đã phục hồi tinh thần lại, con người u màu xanh biếc ngưng tụ, toàn bộ thân ảnh thoáng chút trở nên không rõ. Còn muốn chạy? Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt ngưng lại, nguyệt đồng chi lực nổi lên. Toàn bộ không gian thoáng cái đã trở nên yêu dị đứng lên. Tuyền nguyên thân ảnh bản trở nên mơ hồ, trong lúc bất chợt một chút ngưng thật. Cái gì? Hắn lần thứ hai kinh hãi, nhưng lần này càng không có thời gian suy tư, bởi vì trong tay Lý Vân Tiêu tráng phóng ra một đạo kiếm quang, lăng không đã chém tới. Huyền lục chỉ. Tuyền chợt cắn răng một cái, hai ngón tay khép lại liền bắn tỉa xuống phía dưới. Phanh! Chỉ mang thoáng chút bị kiếm khí của đối phương phá vỡ. Tốc độ của Lý Vân Tiêu cực nhanh, trong chớp mắt liền lấn người mà lên, hàn kiếm như nước quét ngang mà đến, thẳng chém tới đầu của Tuyền. Cẩm Tú Côn. Tuyền kinh hãi, vội vàng lăng không một chảo, một cây gậy cả vật thể màu xám cho chộp trong tay, mạnh mẽ hướng kiếm mang kia gõ đến. Trên gậy gộc điêu khắc vô số hoa văn, ở dưới yêu lực dưới vào, nguyên bản hôi mông mông côn thân thoáng cái trở nên thông sáng lên. Tản mát ra kim quang lập lòe. Phanh! Hai kiện binh khí hung hăng đụng vào nhau, bầu trời trực tiếp vỡ thành hai mảnh. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, lãnh kiếm băng xương đã bị rung trở về, hắn có chút đau lòng hướng trên thân kiếm kia nhìn lại. Ngoại trừ linh khí tiêu tán một ít ra, thân kiếm lông tóc không tổn hao gì, lúc này mới yên lòng lại. Mà Tuyền còn lại là ăn nữa cả kinh, vô tận không thôi trên cây gậy trực tiếp bị chém xuống một đạo chỗ hồng. Đây là cái huyền khí gì? Tuyền hút một cái lãnh khí, hắn biết rõ cây gậy này lợi hại, lúc này mới có thể hiểu lãnh kiếm băng xương kinh khủng. Bất kể là cái huyền khí gì, người đã chọc cho ta sát tâm nổi lên. Tuyền vẻ mặt âm trầm, Cẩm Tú Côn ở trong tay dương lên, đánh ra một mảnh côn ảnh, trong đó truyền đến sấm gió rít gào có tiếng, khắp bầu trời hạ xuống. Thân hình của Lý Vân Tiêu hóa thành lôi quang vừa lui, thu hồi lãnh kiếm băng xương. Đem cây búa cầm trong tay, giơ lên thật cao. Ầm ầm, giữa thiên địa đột nhiên đã sấm chớp rền vang, từng đạo lôi tinh hoàn ở chung quanh hắn ngưng tụ ra, số lớn lôi phù từ trên người hắn bay lên, có như lôi thần đến trái đất. Thanh lôi hóa long, hắn hét lớn một tiếng, nắm lên cây búa đã mạnh mẽ đập xuống. Ầm, một cái lôi long ở dưới cây búa đập một cái hiện lên, ngấc đầu lên tới rít gào đi, ầm ầm một tiếng nhảy vào trong khắp bầu trời côn ảnh.
Mỗi một gậy hạ xuống, đánh vào trên thân thanh sắc lôi long, đều phải nổ ra sấm gió chi âm, phụt ra vạn đạo lôi mang. Kim sắc côn ảnh và lôi điện chi lực đan vào một chỗ, thôn phệ lẫn nhau. Nhưng quanh thân của Tuyền bị côn ảnh vây kín không kẽ hở, lôi long căn bản vô pháp gần người mảy may, rất nhanh đã bị Cẩm Tú côn áp chế xuống, làm thú bị nhốt chi đấu. Hừm, Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, biến trở về thực thể trạng thái, đan giơ tay lên một cái, liền đem sắc trời cái hộp kiếm nắm trong tay, trên đó hoa văn trở nên sáng lên, ngân quang lưu chuyển. Vèo vèo vèo, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm một chút bắn ra, vòng quanh Tuyền kết trận đứng lên, nhất thời một mảnh kiếm khí chi hải lan tràn ra. Con người của Tuyền chợt co rút lại, kiếm hải kia vừa mọc lên, hắn liền trong lòng dùng mình, đã nhận ra trận này đáng sợ. Đã không còn tâm chiến đấu với lôi long, một côn quét ra một mảnh kim mang, đập vào trên đầu lôi long, chấn ra ngập trời lôi quang. Hắn lắc mình một cái, đã oanh phá hư không, muốn hướng lên trời kiếm đồ bỏ chạy. Cho ta xuống tới. Thân ảnh của Lý Vân Tiêu lóe lên, trực tiếp thuấn di đến phía trên Tuyền, mạnh mẽ hai tay kết ấn, đánh xuống phía dưới. Thiên địa vô cực, lục đạo luân hồi. Thiên địa kim ấn hội tụ mà thành, ầm ầm hạ xuống, đem toàn bộ thiên địa bốn cực lực dung vào một ấn, bao phủ lục hợp bát hoang. Tuyền kinh sợ không ngớt, trường côn vung lên, hai tay bỗng nhiên cầm, gào thét lớn hướng kim ấn đánh ra. Ầm ầm. Ấn quyết ở dưới Cẩm Tú côn bị phách tan vỡ ra mấy mảnh, thân thể của Lý Vân Tiêu cũng đã bị lực phản chấn cực lớn, bị đánh bay hơn trăm thước xa, trong lòng một ngụm buồn bực dâng lên, trong hầu một mặn vị. Tuyền ở dưới một chiêu thiên địa ấn chặn lại, lần thứ hai rơi vào trong trận đồ. Bất quá thời gian một lần hô hấp, cổ lăng liệt kiếm ý cũng đã để thăng mấy lần mạnh mẽ, 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm như là tinh thần, dựa theo phương vị cố định cắm ở trong bầu trời. Một kim sắc kiếm phủ ở bầu trời trận đồ chậm rãi xuất hiện, không gian bốn phía khó có thể thừa thụ cổ kiếm lực, đều nữ khúc biến ảo đứng lên. Con người của Tuyền chợt co rút lại, trong mắt tuôn ra hung mang, Cẩm Tú côn một chút ở quanh người hắn bay lượn. Côn ảnh rậm rạp chằng chịt kết thành một đạo kim sắc kết giới, trực tiếp đem kiếm hải tách ra. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo châm chọc, hai tay lăng không bấm tay niệm thần chú. 24 thanh Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đột nhiên ông một chút, đều tuôn ra tiếng khí minh, thoáng cái toàn bộ chấn động đứng lên. Trong kiếm khí chi hải dâng lên ngập trời khí lãng, từng đợt trào hướng kết giới màu vàng kia. Bầu trời kiếm phủ một chút hóa thành một thanh kiếm thật lớn hình, đột nhiên chém xuống. Ầm, kiếm hình mạnh mẽ chém ở trên kim sắc kết giới, bầu trời kịch liệt rung động, không gian chung quanh toàn bộ nghiền nát ra, khắp bầu trời chỉ còn lại có một thanh kiếm hình, không ngừng mà cắm vào bên trong kết giới. Muốn giết ta, không có khả năng. Tuyền gương mặt dữ tợn, liên tục giống giận, trong tay trường côn huy vũ càng lúc càng nhanh. Kim mang nguyên bản sắp chống đỡ hết nổi kết giới đột nhiên trở nên ngưng thật, một chút tăng mạnh, chấn động mạnh một cái. Phanh! Thiên kiếm đồ kiếm hình đột nhiên nghiền nát, như là thủy tinh vậy tan rã ra, hóa thành một chút ánh huỳnh quang tiêu thất. Tuyền mạnh thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Nhưng bất quá trong chớp mắt, con người của hắn chợt mở lớn, chỉ thấy một đạo lưu quang cấp tốc hạ xuống, hóa thành bất hủ tấm bia to, chấn áp xuống tới. Tấm bia bất hủ kia một chút hóa ra vạn đạo quang mang, từng vòng kim sắc tinh hoàn ở trên thân bia uốn lượn, vô số ma ha cổ tự tuôn ra. Một mảnh bạch thế giới chi lực mờ mịt mở ra. Tuyền cả người đại chấn, ở dưới tấm bia to kia chấn áp xuống, toàn bộ thời không đều bị nghiền nát, điên đảo hoàn vũ, lay động càn khôn. Trong tay hắn Cẩm Tú côn mạnh mẽ giơ lên trời dựng lên, hướng tới trên đỉnh của giới thần bi đính đến. Phanh! Giới thần bi một chút đặt ở trên đầu côn, một mảnh kim quang chán phóng đi ra, gậy gộc trong nháy mắt nứt ra, kế tiếp nghiền nát, không ngừng mà đổ nát. Con người của Tuyền chợt co rút lại, lộ ra kinh hãi khó có thể che giấu, thất thanh nói. Thánh khí. Khuôn mặt của hắn một chút dị thường khó xem, trong tay đột nhiên xuất hiện ba cái lông chim, hướng trên bầu trời ném một cái. Ba cái lông chim kia cả vật thể hôi sắc, nhìn không ra bất cứ dị thường nào, chỉ là xung quanh không gian hơi nhộn nhạo ba động. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, trong tròng mắt tuôn ra hàn mang. Còn muốn chạy. Nguyệt đồng đột nhiên nổi lên, xung quanh con người ngưng tụ ra cổ quái ký hiệu, chỗ Tuyền đứng, phương viên mười mấy trượng không gian đều ở dưới đồng lực, trong nháy mắt ngưng tụ, kiên cố như thùng sắt.
Tuyền hơi biến sắc mặt, tuy rằng giật mình, lại cũng không có hoảng loạn. Ba cái linh vũ kia phiêu đãng xuống tới, dường như thủy mặc, không gian trở nên có chút hư vô không chân thật. Lý Vân Tiêu cả người chấn động, ở dưới nguyệt đồng chi lực của hắn, mâu quang ngóng nhìn chỗ, thân ảnh của Tuyền dần dần nhìn không chân thực đứng lên. Đồng thuật, kính lưu. Trong lòng Lý Vân Tiêu lộc bộc một chút, mạnh mẽ thi triển ra khuy thiên đồng thuật, phải trước mắt tất cả nhìn thấy, kính tượng đến trong đôi mắt. Trong nguyệt đồng con ngươi, như nước mặt dập dờn bồng bềnh ra, một cổ không gian cùng với ngoại giới giống nhau như đúc thế giới trực tiếp kính tượng đi vào. Nhưng con ngươi cũng chợt co rụt lại, lộ ra vẻ hoảng sợ. Toàn bộ thế giới trong kính tượng, duy chỉ có thiếu khuyết thân ảnh của Tuyền. Thiên phượng nhất thể, ta sẽ không bỏ qua. Thân ảnh của Tuyền ở trong đêm đen nhánh càng lúc càng mờ nhạt, cẩm tú côn triệt để tan vỡ thành mảnh nhỏ, giới thần bi chấn áp xuống tới, thế giới chi lực màu trắng một chút đưa hắn cuốn vào. Nhưng bất quá là một đạo tàn ảnh, thoáng cái đã triệt để tản ra, tiêu thất ở trời cao trên. Phanh! Ba cái linh vũ một chút tự bốc cháy lên. Lý Vân Tiêu thuấn di một cái, hướng ba cái linh vũ chộp tới, nhưng trong chớp mắt đã thiêu thành cho tàn, nắm ở trong tay chỉ có bôi đen hôi, còn có mấy cái hôi sắc vũ ti nhỏ mảnh. Hắn đem mấy cái vũ ti đặt ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, bỗng nhiên cả người chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi và chợt hiểu. Đúng là chân linh vũ này, thảo nào có thời không quy tắc cường đại như vậy, nguyệt đồng và giới thần bi của ta đều không chấn áp được hắn. Lý Vân Tiêu trầm tư một trận, liền xoay người một cái, tiêu thất ở trong đêm dài đen kịt. Nơi đây cách Tân Duyên Thành mặc dù xa, nhưng hai tiếng đánh nhau và nguyên lực ba động, vẫn là xa xa truyền ra ngoài. Sau một hồi, thỉnh thoảng có các lộ thám tử xuất hiện, nhưng đều vô công mà trở về. Lý Vân Tiêu đánh bại Tuyền tiên sinh, sau đó liền trực tiếp trở lại trong Tĩnh Nhã Thánh Địa Tử Phong. Hắn thoáng chút tiến vào trong giới thần bi. Phi Nghê lúc này vẫn còn ở trong hôn mê, toàn thân co rúm vào một chỗ, như là hài tử mới sinh an tường đi vào giấc ngủ. Quanh thân hỏa diễm đã thu nhỏ lại đến phạm vi mấy trượng, tùy thời đều có tắt nguy hiểm. Một đạo bạch quang ở trước người Lý Vân Tiêu nổi lên, chính là Viên Cao Hàn, trên mặt hắn lộ ra vẻ không nhịn được, nói. Lại có chuyện gì? Nhưng ánh mắt của hắn một chút đã bị hỏa cầu hấp dẫn, đưa mắt nhìn một trận, có chút không dám xác định kinh nghi nói. Thiên phượng nhất thể. Lý Vân Tiêu nói. Xem ra không tìm lộn người, người đối với thiên phượng nhất thể này hiểu được bao nhiêu. Sắc mặt của Viên Cao Hàn trầm xuống, lạnh giọng nói. Cô gái này chẳng lẽ là người thiên lĩnh Long Gia? Ta nghe nói Long Gia có vị thiếu chủ chính là thượng cổ thiên phượng huyết mạch. Trong hai mắt của hắn mơ hồ thoáng hiện vẻ giận dữ, thẳng nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Chính là Long Gia thiếu chủ, Phi Nghê. Viên Cao Hàn vỗ đầu một cái, một loại cảm giác vô lực ở bên trong tâm lan tràn, rốt cục nhìn không được bạo phát, trợn mắt quát. Con mẹ nó ngươi suốt ngày ở bên ngoài gây sự, bảy đại siêu cấp thế lực tất cả đều đắc tội một lần, ngươi sớm muộn rồi sẽ chết, ta làm sao sẽ nhận thức người như ngươi vậy. Lý Vân Tiêu nhún vai, cười nói. Đã biết, ngươi muốn làm thế nào đây? Viên Cao Hàn tức giận hầu như muốn hộc máu, hận không thể xông lên xé nát hắn, qua một lát mới bình phục lại tâm tình, cắn răng nói. Nói đi, gọi ta đi ra làm cái gì? Không biết là để ta giúp ngươi đem thân thể thiên phượng này luyện chế thành đan đi. Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Luyện thành đan ăn vào có thể tăng công lực sao? Có thể ta không ngại ngươi giúp ta. Ánh mắt của Viên Cao Hàn băng lãnh, lạnh giọng nói. Đem Long Gia thiếu chủ luyện chế thành đan, toàn bộ thiên hạ cũng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân nữa. Lý Vân Tiêu ngoáy cái lỗ tai, ngạc nhiên nói. Gì, những lời này thế nào quen thuộc như vậy? Hình như rất nhiều người đều nói với ta rồi. Viên Cao Hàn triệt để vô lực rồi, thực sự không muốn nói chuyện nhiều hơn với hắn, phất phất tay nói. Nói đi, muốn ta làm cái gì, còn dư lại Bắc Thiên Hàn tinh kiếm đã toàn bộ luyện thành, ước định giữa ta và ngươi lập tức sẽ hoàn thành. Lúc đó là khi từ biệt, không còn liên quan tới nhau nữa. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Bên trong giới thần bi ly biệt, còn có thể ở bên trong thiên vũ giới tái kiến mà. Viên Cao Hàn lạnh lùng nói. Đời này cũng không muốn gặp lại ngươi, mau nói muốn ta làm gì, làm xong ta liền đi. Ha ha! Lý Vân Tiêu nhịn không được cười ha hả, sau một lúc mới nói.
Ngươi đối với thiên phượng nhất thể hiểu bao nhiêu? Toàn bộ nói cho ta biết đi, loại thể chất này ta cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Viên Cao Hàn trầm ngâm một trận, nói. Ta biết đến cũng không nhiều. Tương truyền thượng cổ phượng hoàng phải bất tử bất diệt, có thể dục hỏa trùng sinh. Mà thiên phượng nhất thể liền là thông qua phượng hoàng chi huyết kích vọng lại một loại thể chất đặc thù, có thể không ngừng nhiết bách sống lại, có thể dùng thân thể từ từ xu hướng hoàn mỹ. Hắn dừng lại, lại có chút không xác định nói rằng. Cùng với thần thể chi thân không sai biệt lắm, cũng có thể về làm một loại thần thể đi. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Không ngừng nhiết bách sống lại, như vậy trạng thái của Phi Nghê thời khắc này, ta sẽ không đi quản, cũng có thể chính mình sống lại được. Viên Cao Hàn nói. Vẫn là có thể, hay là không thể, tức liền có thể cũng không nhất thời nửa khắc, có lẽ phải dài dòng thời gian. Nhưng ngươi có Phượng Hoàng chân hỏa, nếu là chịu giúp nàng mà nói, đã không giống nhau. Tương truyền Phượng Hoàng là dục hỏa trùng sinh, lúc này quanh thân của nàng hỏa diễm đẳng cấp quá thấp, muốn tụ tập nhiết bách lực lượng nói, có trời biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Lý Vân Tiêu có chút do dự, nói. Nếu là dùng thần hỏa trợ giúp nàng, không nghĩ qua là đem nàng chết cháy làm sao bây giờ. Trong mắt của Viên Cao Hàn đều lồi đi ra, cáu giận nói. Nói cái gì mê sảng nàng là thiên phượng nhất thể, vạn hỏa bất xâm còn nữa, nơi này là không gian siêu phẩm huyền khí của ngươi, tất cả tùy tâm mà động, làm sao có thể thiêu cháy nàng, trừ phi ngươi là cố ý. Lý Vân Tiêu ha ha nở nụ cười vài tiếng, liền lăng không một chỉ, một đạo hỏa diễm trống rỗng sinh ra, từ trên 9 tầng trời rơi xuống, một chút đã đem Phi Nghê chỗ ở hỏa cầu bao vây, hừng hực bốc cháy lên. Phi Nghê co tròn thân thể tựa hồ run lên nhẹ nhẹ một chút. Liền lần thứ hai không có động tĩnh, chỉ là gương mặt tái nhợt, tựa hồ trở nên càng an tường đứng lên. Viên Cao Hàn trầm giọng nói. Cô gái này ngươi trăm triệu không thể tổn thương, cũng không phải nói đùa. Nga, người của Long gia đều là thượng cổ chân linh huyết mạch, lẽ nào nàng càng đặc thù hơn? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu bình tĩnh, chỉ là có chút tò mò. Viên Cao Hàn nói. Đích xác thiên phượng chi huyết là một trong vài loại huyết mạch truyền thừa khó khăn nhất. Mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một lần. Hơn nữa mấu chốt nhất là tương truyền chân long và thiên phượng, hai loại huyết mạch kết hợp với nhau nói, sẽ sản sinh lực lượng khó có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu nói, thì ra là thế, chân long huyết mạch cũng không hiếm thấy, chỉ là nồng độ huyết dịch mạnh yếu có chỗ bất đồng, mà thiên phượng chi huyết thật sự là cực ít nghe nói. Viên Cao Hàn nói, đúng. Long gia chi chủ nhất định sẽ vì nàng an bài một gã phối ngẫu thân mang long huyết dày vô cùng, hai người kết hợp với nhau, không chỉ có là thực lực song song đề thăng, sinh sôi nảy nở đi ra ngoài hậu nhân tiềm lực càng khó có thể đánh giá. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu một chút trở nên cổ quái, nói. Phối ngẫu từ lâu đã tuyển định, vậy nếu như cô gái này theo nam nhân khác? Viên Cao Hàn hừ lạnh nói. Người đàn ông này tất nhiên là tử địch của toàn bộ long gia. Hắn cũng sắc mặt cổ quái nói. Ngươi nói người đàn ông này không phải là ngươi chứ? Ha ha, chê cười. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói. Tại sao có thể là ta, thuận miệng hỏi một câu mà thôi. Viên Cao Hàn gật đầu nói. Nếu không phải là tốt rồi, tuy rằng thực lực của ngươi rất mạnh, tiềm lực càng vô cùng, nhưng trong thiên vũ giới tồn tại kinh khủng cũng không tính ít. Coi như là thánh vực, mặt ngoài là quân lâm thiên hạ. Nhưng vẫn như cũ có rất nhiều tồn tại không dám, cũng không nguyện ý đắc tội. Long gia chi chủ Long Thiên Miểu, tuyệt đối là một người trong đó. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Long Thiên Miểu vẫn là một người thần bí nhất trong bảy đại tông chủ, ngay cả ta cũng chưa từng thấy qua, hắn rốt cuộc là một người như thế nào. Trên người đang chảy một loại huyết mạch nào. Con người của Viên Cao Hàn hơi co lại, nói. Cái này ngoại trừ người của Long gia gia, sợ là không người biết được. Bởi vì ở trong trí nhớ của ta, chưa từng thấy qua người này xuất thủ. Nhưng thực lực của hắn, tuyệt đối là bài danh gần trước trong bảy đại tông chủ, do đó ngươi nghìn vạn lần không nên đi chọc người của bọn họ, đặc biệt cô gái này. Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Ta hiểu được, người của Long gia cực ít ở trên đại lục đi lại, bọn họ không chọc đến ta mà nói, ta cũng sẽ không có hứng thú đến chọc bọn hắn. Viên Cao Hàn nói. Hy vọng như vậy. Một nhóm Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cuối cùng ngày gần đây là được toàn bộ luyện thành, ta hy vọng bản tôn có thể cùng ngươi một hồi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, nói. Không thành vấn đề, lúc trước hứa hẹn,
ta tự nhiên sẽ tuân thủ, thời gian và địa điểm do ngươi chọn đi. Sắc mặt của Viên Cao Hàn ngưng trọng nói. Song hồn hợp nhất, trùng kích thuật đạo đỉnh phong, ta mong muốn ngươi có thể thay ta hộ pháp. Thân thể của Lý Vân Tiêu hơi rung động, cả kinh nói. Thế nào, ngươi cảm thấy thánh vực không an toàn? Viên Cao Hàn nói. Không biết có phải thần hồn nát thần tính hay không, ta luôn cảm thấy gần đây bầu không khí của thánh vực có chút kỳ quái. Tuy rằng người này làm việc cực không đáng tin cậy, nhưng tín dụng vẫn phải có. Lý Vân Tiêu cười nói. Vậy ngươi có thể trực tiếp để bản tôn tới trong giới thần bi của ta trùng kích đỉnh phong? Viên Cao Hàn lắc đầu nói. Thế giới bên trong thánh khí này còn đang diễn biến sơ cấp, các loại quy tắc lực còn thấp, nếu là phổ thông tấn cấp mà nói cố nhiên không có vấn đề. Nhưng trùng kích thuật đạo đỉnh phong, trong đó chắc chở ngươi cũng có thể rõ ràng. Lý Vân Tiêu nói. Lần này trùng kích thành công, thuật đạo của ngươi thành tựu, ở cả trong nhân tộc đủ để xâm nhập trước năm, cũng chỉ có Lỗ Thông Tử và Thiên Chiếu Tử mới có thể hơi thắng ngươi một bậc. Viên Cao Hàn than thở. Thiên hạ to lớn, kỹ năng dị sĩ không thể đếm hết, càng lên cao đi, lại càng phát giác mình nhỏ bé. Lý Vân Tiêu cười ha hả, cười nói. Lời tuy không sai, nhưng loại kiêng kỵ lánh đời chân chính có thể để cho ta ngươi như phượng mau lân giác, hầu như có thể bỏ quên. Chỉ cần lần này ngươi có thể thành công, bên trong tộc của ta, trước năm là hoàn toàn xứng đáng. Viên Cao Hàn nói. Vừa nhìn một cái, không còn chuyện gì nói ta đi trước. Thân ảnh của hắn trên không trung chậm rãi trở thành nhạt dần, cho đến biến mất. Lý Vân Tiêu trầm ngâm một hồi, liền quan sát trạng thái của Phi Nghê tới. Phát hiện ở trong thần hỏa, nàng nguyên bản khuôn mặt tái nhợt cũng dần dần có huyết sắc. Hơn nữa chung quanh thân thể của nàng tự ta bảo vệ sinh cơ chi hỏa, từ lâu đã thu hồi trong cơ thể, lúc này hoàn toàn đắm chìm trong thần hỏa, như là về tới cơ thể mẹ ôm ấp, an tường trên mặt viết không nói ra được thoải mái thích ý. Ừ, xem ra cô nàng này nhất thời nửa khắc sẽ không sao. Lý Vân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, liền không để ý tới nàng nữa. Mà là một tay vừa lộn, mấy cái chữ vật huyền khí treo ở lòng bàn tay trên, ba giới tử, một thủ trạc, còn có mấy cái túi. Chính là vật nam tử áo lam sau khi chết lưu lại. Lý Vân Tiêu trong từ thủ trạc lấy ra một quả tử sắc ngọc giản, đặt ở cái trán tinh tế phẩm độc đứng lên, rất nhanh rơi vào trong trầm tư. Trong ngọc giản kia ghi lại là một thiên khôi lỗi chi thuật quy tắc chung, trong đó bao hàm toàn diện, khiến kẻ khác xem thế là đủ rồi. Hơn nữa tổng cộng ghi lại 108 loại phương pháp luyện chế khôi lỗi. Khôi lỗi vốn là từ trong huyền khí diễn hóa đi ra ngoài một loại đặc thù huyền khí, do đó Lý Vân Tiêu đối với khôi lỗi cũng có hiểu biết nhất định, nhưng sau khi nhìn phần ngọc giản này, nhất thời khiếp sợ tột đỉnh. Bên trong phần ngọc giản này đối với các loại khôi lỗi tiến hành giảng giải và phân loại tường tận, cùng với một ít tư tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tỷ như mục gia nhiều lần xuất hiện chiến giáp thức khôi lỗi, là hơn đạt hơn 10 loại trạng thái, mà trong đó cao cấp nhất hình thái cũng tăng ở Đông Hải xuất hiện qua, đó là Khai Sơn Thiên Đinh. Còn có một chút tư tưởng đối với khôi lỗi, có thể như tổ hợp huyền khí đầy đủ xuất hiện, chỉ cần tu luyện một loại thần niệm hóa ti thần thông, liền có thể duy nhất điều khiển đông đảo khôi lỗi, đồng thời ở trên thân từng khôi lỗi lạc hạ cũng đủ trận pháp cường đại, đem rất nhiều đơn giản vũ kỹ tương khảm đi vào, là có thể để từng khôi lỗi trở nên độc nhất vô nhị. Lý Vân Tiêu nội tâm khiếp sợ dị thường, phần này ngọc giản tuyệt đối là mục gia tiền bối ghi chép xuống, ứng với làm cho loại phương pháp đầy đủ đối với điều khiển khôi lỗi, ở bây giờ mục gia đã diễn hóa xuất thần nhập hóa, giải đậu thành binh thần thông, đó là coi đây là lý luận trụ cột. Nam tử áo lam đã chết, thân phận của hắn đã thành mê đề, có lẽ tinh nguyệt trai sẽ biết, nhưng đã không trọng yếu. Lý Vân Tiêu chưa phát giác ra có chút hối hận giết người này. Bằng không đủ để trở thành một đại trợ lực cho mình. Hơn nữa tử sắc ngọc giản này, còn ghi chép một ít nội dung làm trong lòng hắn kinh hoàng. Cùng với cái ngọc giản chủ tên của người, Mục Trần. Mục Trần ở cuối cùng ngọc giản nhớ kỹ nhất đoạn văn, đối với khôi lỗi trung cực tư tưởng, đó là đề cao linh trí, dường như cây cỏ biến hóa, xuất hiện một chủng tộc mới, có được suy nghĩ của mình, có thể tự hành cảm ngộ thiên đạo. Cho đến lúc này, khôi lỗi liền có thể tự hành tiến hóa. Đi qua tu luyện của mình hướng tiền rảo bước tiến lên. Hơn nữa Mục Trần đối với cái cấu tứ này, còn liệt cử hơn 10 nếm thử quá trình, cùng với trong đó sinh ra vấn đề, nguyên nhân thất bại chờ các loại. Thiên hạ vạn vật, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đều có thể hóa linh.
Nhưng trong đó quá trình dị thường thong thả và phức tạp, dị chủng tồn tại như bền vững trong quan hệ và Côn Ngô thần thụ, bản thân đã có ưu thế được thiên hậu đãi, trái lại biến hóa trở nên càng thêm trắc trở. Biến hóa đơn giản nhất ngược lại là huyền khí chi linh. Thuật luyện sư bằng vào nhìn thiên địa quy tắc và vạn vật kết cấu lý giải, đối với các loại thiên tài địa bảo tiến hành phân giải và một lần nữa tổ hợp, đản sinh ra huyền khí vốn là trí tuệ kết tinh, dễ dàng nhất sinh ra khí linh tới. Nhưng loại khí linh này chỉ là một loại tồn tại có tình cảm linh thể, căn bản sẽ không có trí tuệ chân chính. Trừ phi là cái loại đem ngoại hồn mạnh mẽ dưới vào trong huyền khí, bức bách và luyện hóa nó, khiến nó trở thành khí linh. Cái loại này, đã giống như cùng trước đó Sa Vưu Ký Sinh ở bên trong kiếm trảm tinh thần. Mà Mục Trần đối với khí linh phân tích, cho rằng nó sở dĩ khôn hề phát triển trở thành trí tuệ thể hoàn chỉnh, là bị giới hạn huyền khí bản thân kết cấu, cùng với thời gian quá ngắn. Hắn cho rằng nhất định tồn tại một loại huyền khí kết cấu cùng với phương pháp hoàn mỹ, có thể trong thời gian cực ngắn thúc đẩy khí linh, khiến nó trở thành sinh mệnh trí tuệ giống như nhân loại. Vì thế, hắn thu thập thiên hạ chi hiếm quý, ở sau vô số lần thí nghiệm, luyện chế một con khôi lỗi được hắn cho rằng hoàn mỹ nhất ngự thiên nghệ. Ngự thiên nghệ tuy rằng cuối cùng cũng không có thực hiện độc lập trí tuệ, linh trí lại ở trên khí linh cơ sở có bay vọt về chất, đạt tới một trình độ chưa từng có. Đáng tiếc Ngọc Giản phía đối với con ngự thiên nghệ này lại không có quá nhiều nói rõ, bay vọt về chất cũng không có kể lại miêu tả tình huống gì. Thảo viết một chuyện kỳ còn mơ hồ ẩn giấu. Lý Vân Tiêu cực độ bất mãn lên, đều là đại thuật luyện sư, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngứa ngáy, đối với loại phương pháp thúc khí linh này hết sức hiếu kỳ. Hắn lung tung luyện chế ra tới tiểu kim cương, tuy rằng cùng với Mục Trần ghi lại hoàn mỹ khôi lỗi có điều khác biệt, quá trình luyện chế cũng tuyệt nhiên bất đồng. Nhưng tựa hồ cũng tại cùng một phương hướng tiến về phía trước. Nếu là có thể đạt được phương pháp luyện chế ngự thiên nghệ, cùng với trong đó các loại then chốt, vẫn là có thể trực tiếp đem hồ lô tiểu kim cương để thăng tới một trình độ khó có thể tưởng tượng. Chủ nhân Ngọc Giản này nếu họ Mục, tất nhiên là người của Mục gia, không bằng lúc nào đến Mục gia hỏi thăm một chút. Hắn nhớ tới đám tự đại gia tộc chổng mông hướng lên trời, không coi ai ra gì, không khỏi bất giác cười rộ lên. Nhưng hình tượng của Mục gia ở trong lòng hắn chậm rãi đạt được cải biến, từ các loại tiếp xúc xem ra, đích thật là thế gia thực lực dị thường hùng hậu, nếu là xuất thế đa họa, chính là không ở dưới bảy đại siêu cấp thế lực. Lý Vân Tiêu lại kiểm tra một chút mấy cái chữ vật huyền khí khác, bên trong ngoại trừ một ít thiên tài địa bảo ngoại, đa số đều là các loại hình thù kỳ quái khôi lỗi, cùng với khôi lỗi phương pháp luyện chế. Ở trong một cái túi đựng đồ, còn ngoài ý muốn phát hiện một tổ khôi lỗi huyền khí. Chính là cái loại sáo trang tồn tại. Tổng cộng 12 cái, tất cả đều là võ giả hình người, sinh thập phần uy mãnh. Từng khôi lỗi đều mặc chiến y, trên tay nắm các loại huyền khí, biểu hiện trên mặt không đồng nhất, có tức giận mắng, có cười to, có trầm tư, có mắng chửi, giống như đúc. Lý Vân Tiêu lấy ra một cầm ở trong tay, chỉ có cỡ 3 thốn, nhưng vào tay liền trầm xuống, nó nặng không gì sánh được. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần thức hướng phía trên khôi lỗi quét tới, không ngừng phân tích tài liệu cấu tạo trong đó. Tử Vi Châu, Huyết Diễm Thạch, Thiên Long Chi. Hắn từng cái đem trong đó tài liệu báo ra, tự lẩm bẩm. Nguyên lai Sam Hợp Cực Chi Thổ ở bên trong, thảo nào nặng như vậy. Còn có vài loại tài liệu cảm ứng không ra vận luật trong đó, cũng không biết là loại bảo vật nào. Mũ, giáp, người nhỏ 3 thốn trước ngực và phía sau, phân biệt có khắc 2 cái chữ tiểu truyện cổ tự. Lý Vân Tiêu thoáng chút đọc đi ra. Hắn lần thứ 2 nắm lên cái tiểu nhân khác, đã ở trước ngực phía sau, giống nhau vị trí có chữ. Hợi, đinh, sửu, lục đinh lục giáp. Lý Vân Tiêu bỗng nhiên cả kinh, trong Ngọc Giản kia giảng giải sáo trang khôi lỗi thuật thời gian, Mục Trần nói tới chính hắn luyện chế một bộ khôi lỗi, chính là gọi lục đinh lục giáp, xem ra đó là 12 cái tiểu nhân không thể nghi ngờ. Từ Ngọc Giản kia trông được. Lục đinh lục giáp này đều là cửu giai khôi lỗi, hơn nữa mỗi một cỗ đều thân mang vũ khí công pháp bất đồng, có thể đơn độc tác chiến, uy lực khó có thể đánh giá. Nhưng vì sao nam tử áo lam chí tử cũng một sử dụng bộ đồ vật này? Lý Vân Tiêu không khỏi hoài nghi. Nam tử áo lam nếu là có thể đem uy lực của bộ huyền khí này phát huy được, tuy rằng cuối cùng chạy giữ mạng có khả năng không lớn, nhưng ít ra sẽ không dễ dàng bại trận như vậy. Điều khiển khôi lỗi cần hồn lực cực lớn. Nhưng người này sử dụng một kiện cự linh khôi lỗi, vẫn là đã không rảnh hắn để ý.
hoặc giả bộ trang khôi lỗi này cần chính là thần niệm hóa thi thuật, hắn cũng không có nắm giữ cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu thoáng cái nghĩ tới rất nhiều nguyên nhân, nhưng rất nhanh hắn đã đẩy ngã quan điểm của mình, tìm được nguyên nhân thực sự rồi. Bộ lục đinh lục giáp này dĩ nhiên là hư hại. Hắn mỗi một khôi lỗi nhìn kỹ qua đến, trình độ tổn hại đều không giống, hẳn là trong lúc chiến đấu bị người đánh tàn phế. Cũng may trong những tài liệu này ghi lại loại phương pháp chữa trị khôi lỗi, muốn sửa ngược lại cũng không khó, chỉ là thiếu một ít tài liệu mà thôi. Bản thân hắn chính là đại thuật luyện sư, duyệt đọc khôi lỗi tư liệu này, đối với chữa trị một chuyện hầu như có 10 tầng nắm chặt. Vừa lúc tu sửa một chút, lục đinh lục giáp này, trải qua nghiên cứu uy lực của bọn họ, tới suy đoán một chút tình huống của ngự thiên nghệ. Trong lòng Lý Vân Tiêu thủy chung cân nhắc luyện chế chi thuật ngự thiên nghệ. Cả người lóe lên một cái, liền ra khỏi giới thần bi, đồng thời từ trong tử phòng đi ra, hướng phía trong Tân Duyên Thành này đi ra. Nơi này là tổng bộ của Thương Minh, đệ nhất thiên hạ Thương Thành, có thể sưu tập đến cơ hồ là toàn bộ tài liệu. Hắn đi dạo mấy khu đại thương hội giao dịch, liền đem tài liệu bắt được 7-8 phần, nhưng bởi quá phận lộ tài, đưa tới không ít người quan tâm. Cuối cùng, đi tới một khu nhà giao dịch tiền, trên đó viết mấy người chữ lớn, Thiên Nguyên Thương Hội. Nếu nói khu vực giao dịch đó là thành viên của 7 đại thương minh, ở địa bàn của mình trong phạm vi, xây dựng thương nghiệp nhai. Duy chỉ có Tinh Nguyệt Trai, bởi vì vừa quật khởi, hầu như không có gì dựa vào thế lực. Ngược lại là các loại cường địch lâm lập, có vẻ cực kỳ cô đơn. Bên trong khu buôn bán trừ mình ra chủ cửa hàng ngoại, còn dư lại đều là dựa vào thương hội tiểu mặt tiền cửa hiệu, còn có rất nhiều không nơi nương tựa nhỏ hơn thương hội, cũng sẽ lấy giá cả cực cao ở bên trong thuê một gian cửa hiệu mặt tiền, làm chỗ đối ngoại giao dịch và làm việc. Lý Vân Tiêu đi qua thương nghiệp nhai, bay thẳng đến Thiên Nguyên Thương Hội chủ điếm đi. Trước cửa tiệm rộng rĩa, đột nhiên xuất hiện vài đạo thân ảnh quen thuộc. Hữu Thuyết Hữu Tiếu. Đúng là Hàn Quân Đình, Quỳ Hoa Bà và Tần Xuyên, Chu Sở, bên cạnh còn có mấy người nữa khí chất bất phàm, tựa hồ là người của Thiên Nguyên Thương Hội, đang cùng bốn người thân thiết nói chuyện với nhau. Mấy người vừa thấy Lý Vân Tiêu, đều là sửng sốt một chút. Trong mắt của Hàn Quân Đình tinh mang lóe lên, lập tức khuôn mặt tươi cười dịu dàng, nói. Vân Tiêu công tử lần này tới, chẳng lẽ là tìm Đinh Linh Nhi? Lão Hủ không phải đã nói qua, Đinh Linh Nhi không ở trong thương hội sao, chẳng lẽ Vân Tiêu công tử không tin Lão Hủ nói như vậy? Lý Vân Tiêu nói, Hàn Quân đại trưởng quỹ suy nghĩ nhiều, ta chỉ là tới thu mua một ít tài liệu, khu vực giao dịch khác đều chạy qua rồi, còn kém hơn 10 loại. Các hạ chính là Vân Tiêu công tử. Một gã nam tử Thiên Nguyên thương hội thất kinh hỏi, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nhìn lại. Là một khuôn mặt xa lạ. Nam tử kia vội vàng tiến lên hành lễ, nói. Tại Hạ Thiên Nguyên Thương Hội Tô Hồng, trưởng quỹ phụ trách Tân Duyên Thành khu vực giao dịch. Vân Tiêu công tử chính là quý khách của Thiên Nguyên Thương Hội ta, hôm nay có thể gặp một lần, tam sinh hữu hạnh không biết Vân Tiêu công tử cần tài liệu gì, nếu là quá mức quý trọng, ta lập tức khiến người ta bắt tay vào làm thu thập. Nghe nói Lý Vân Tiêu đã chạy hết các khu vực giao dịch khác, vì vậy Tô Hồng cũng không có quá nhiều lòng tin. Trên mặt hắn rào rạt vẻ vui mừng, ngược lại không phải là giả vờ, mà là phát ra từ nội tâm. Về việc giữa Lý Vân Tiêu và Đinh Linh Nhi chuyện thiên hạ đều biết, thiếu niên trước mắt này không làm được sau này sẽ là đại đông gia. Mặc dù là khu vực tổng bộ giao dịch đại trưởng quý, cũng phải tận lực nịnh bợ. Hàn Quân Đình cũng nói. Lão Hủ cũng rất hiếu kỳ, không biết Vân Thiếu cần các loại tài liệu nào, ngay cả mấy đại khu vực giao dịch đều chạy khắp cũng không có. Lý Vân Tiêu nói, cũng không phải rất quý hiếm, chỉ là có chút thiên môn mà thôi. Hắn thoáng xia báo ra hơn 10 loại tài liệu tới. Hàn Quân Đình và Tô Hồng đều là tỉ mỉ nghe, thoáng cái trầm ngâm. Tô Hồng nói, Vân Tiêu công tử trong những tài liệu này, ngoại trừ không tuần xa và địa tinh thiết ra, Thiên Nguyên Thương Hội đều có. Chỉ là vô cùng khan hiếm, hơn nữa bán không ra giá bao nhiêu, do đó trong thương hội bình thường chỉ làm đồ cất giữ cất giấu. Cũng không bán ra, ta đây sẽ phái người mang tới. Về phần không tuần xa và địa tinh thiết, ta đây liền phân phó người xuống phía dưới, khắp thiên hạ thu mua. Hắn vẫy tay một cái, lập tức đối với người bên cạnh phân phó vài tiếng. Hàn Quân Đình nói, không tuần xa Tinh Nguyệt Trai ta có, đợi liền khiến người ta mang tới cho Vân Tiêu công tử. Về phần địa tinh thiết,
Vừa vặn lần này trên đấu giá hội có cái chân phẩm này, Vân Tiêu công tử cũng bỏ lỡ. Lý Vân Tiêu vui vẻ nói. Vậy đa tạ hai vị rồi. Tô Hồng vội vã vỗ ngực nói. Vân Tiêu công tử khách khí ở bên trong Tân Duyên Thành, có bất kỳ chuyện gì chỉ để ý tìm ta trên đấu giá hội, nếu là công tử nguyên thạch không đủ, cũng không cần lo lắng, công tử tất cả báo giá, Thiên Nguyên Thương Hội đều đảm bảo. Hắn một lời hứa hẹn đi ra, bên cạnh mấy người cũng là cư xê kỳ giật mình. Chu Sở càng không hài lòng, sắc mặt thoáng chút đã trầm xuống, liên quan đối với Tô Hồng đều không có sắc mặt tốt gì. Tần Xuyên còn lại là cười khổ một tiếng, nói. Tô Hồng đại trưởng quý thủ bút thật rộng rãi, tại hạ cũng khuyết điểm nguyên thạch, có mấy thứ chân phẩm muốn đấu giá. Trên trán của Tô Hồng chảy ra mồ hôi lạnh tới, ngượng ngùng nói. Tần Xuyên công tử cũng là bạn thân của Đinh Tiểu Thư, một điểm nguyên thạch không coi là cái gì, Thiên Nguyên Thương Hội cho ngươi bảo đảm liền được. Hàn Quân Đình cười nói. Đinh Linh Nhi và Thủy Lạc Yên chính là thương minh tuyệt sắc, dẫn được thiên hạ hào kiệt cạnh tương khom lưng. Tần Xuyên công tử. Nghe nói người đối với Đinh Linh Nhi một mảnh ái mộ, giờ này khắc này sẽ không cảm thấy áp lực rất lớn chứ. Ha ha, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Xuyên giơ lên mi mắt, cười nhạt nói. Ta tiếp thu tất cả khiêu chiến. Lý Vân Tiêu sửng sốt một chút, không khỏi nhìn nhiều Tần Xuyên vài lần, lộ ra thần sắc cổ quái tới. Lần này xuất hiện vài tên cường giả cùng thế hệ, duy chỉ có Hàn Quân Đình và Tần Xuyên để hắn có loại cảm giác nhìn không thấu. Mà loại cảm giác này ở trên người Tần Xuyên càng sâu, tựa hồ so với Hàn Quân Đình càng vướng tay chân. Nguyên lai người cũng nhận thức Linh Nhi. Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nói một câu, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Hừm, cái gì gọi là nhận thức? Chu Sở châm chọc nói. Tần Xuyên cùng với Đinh Tiểu Thư Thị Thanh Mai chúc mã bạn chơi, trời đất tạo nên một đôi, làm thượng thị trai tài gái sắc, quần anh tụ hội. Chỉ là trước khối Mỹ Ngọc này, đứng một con cóc. Thật để cho người buồn nôn. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu khẽ biến, tiếng rên nói. Thanh Mai trúc mã sao? Tần Xuyên nhẹ nhàng cười, nói. Còn là chuyện khi còn bé, nhà của ta cùng Đinh gia vốn là thế giao, thời điểm hài đồng thường cùng Linh Nhi cùng nhau đùa giỡn. Lúc ta liền đầu nhập vào môn hạ của gia sư, đã có 8 năm chưa từng thấy qua Linh Nhi liễu. Nghĩ không ra lần này Tân Duyên thành tụ hội, còn là khó như ý nguyện. Tô Hồng cười nói, lần này đích xác không khéo, hai vị công tử đều có lòng. Đợi Đinh Tiểu Thư trở về, ta sẽ trước tiên đem hai vị và Hàn Quân Đại trưởng quỹ đến phòng làm việc. Hàn Quân Đình cười nói, đem hai người bọn họ đến phòng làm việc bẩm là được, ta thân gõ mục này, lần sau trở lại là được. Được rồi, Lão Hủ có chút ngạc nhiên, Vân Tiêu công tử vừa rồi báo cáo tài liệu, tựa hồ cũng chỉ dùng để tới luyện chế khôi lỗi đi. Trong mắt Hàn Quân Đình mỉm cười, một bộ dáng bí hiểm nói rằng. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co lại, tựa hồ khẽ hừ một tiếng, nói. Hàn Quân Đại trưởng quỹ cũng hiểu khôi lỗi chi thuật. Ha ha, thân gỗ mục, nào có bản lãnh như vậy. Chỉ là người làm ăn mà, nhìn thiên hạ kỳ chân dị bảo, ít nhiều cũng phải có hiểu một chút. Huống hồ, ngày ấy Lão Hủ mời tới nam tử áo lam tham gia giao dịch hội, đó là cao thủ đạo này. Hàn Quân Đình tựa hồ ý có điều ngón tay, khẽ cười nói. Nhưng thật là lạ, ngày ấy tụ hội, sau đó liền không thấy tung ảnh của hắn, Vân Tiêu công tử có thể có nhìn thấy chăng? Tất cả mọi người thị trong lòng dùng mình, tựa hồ hiểu cái gì, đều là đem ánh mắt tụ vào ở trên người của Lý Vân Tiêu. Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi giận, biết việc mình giết nam tử áo lam đã bị nàng đã biết, hiện tại cố ý điểm ra tới, tựa hồ có ý uy hiếp. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng. Thầm nghĩ, việc đêm đó lại không chứng cứ, lão tử sống chết không thừa nhận, người có thể làm khó dễ được ta. Hắn vẻ mặt dày nói. Nga, phải không, vậy thì thật là đáng tiếc, không biết người nọ tên họ là gì, lại ở đâu. Có rãnh rỗi ta thật ra muốn đi bái phỏng một chút, tới cửa thỉnh giáo. Hàn Quân Đình nội tâm hừ lạnh nói, giả bộ, ta xem người tiếp tục giả bộ. Nàng kinh ngạc nói. Lúc đó nhìn xem Vân Tiêu công tử đối với hắn giao dịch kim linh khí và khôi lỗi đều hết sức cảm thấy hứng thú, còn tưởng rằng các ngươi sẽ nói lý ra trao đổi một chút, thực sự là đáng tiếc. Nàng lắc đầu than thở. Về phần thân phận của tiên sinh kia, xuất từ một gã lánh đời thế gia, thứ cho không thể tiết lộ. Con người của Lý Vân Tiêu hơi co rụt lại,
cơ bản có thể xác định nam tử áo lam chính là người của Mục gia. Hơn nữa Hàn Quân Đình nói không thể tiết lộ, lại trực tiếp lộ ra là lánh đời thế gia, chỉ cần người đối với đại lục thế lực phân bố có khá hiểu biết, đã minh bạch thân phận của nam tử áo lam. Đây coi như là Trần Trụi uy hiếp hắn. Hắc hắc, ai biết bọn họ có lén giao lưu hay không? Hoặc chính là trao đổi, do đó vị tiên sinh kia mới không thấy đâu, cho nên mới có người khắp nơi thu thập khôi lỗi tài liệu. Chu Sở cười lạnh nói. Hàn đại trưởng quỹ, người vẫn là nhanh lên thông chi người nhà của vị tiên sinh kia, nói cho bọn hắn biết, người nọ cũng trở về không được nữa. Hàn Quân Đình lộ ra giật mình vẻ tới, nháy mắt nói. Hẳn là không đến mức đó đi, vị tiên sinh kia thực lực đó là thập phần cường đại. Chu Sở cười nhạo nói. Chính diện xuất thủ đương nhiên không đến mức, nhưng nếu có người âm thầm đánh lén, liền khó nói. Bằng không thế nào có người sớm không muộn thu thập tài liệu, hết lần này tới lần khác chờ sau khi vị tiên sinh kia mất tích, mà bắt đầu muốn thu thập tài liệu. Tô Hồng cau mày nói. Vân Tiêu công tử vốn là cửu giai đại thuật luyện sư, thiên hạ đều biết. Bất cứ lúc nào thu thập thuật luyện tài liệu đều là bình thường đi. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên một đạo hàn ý, trong lòng cười nhạt không ngớt, các ngươi đã kẻ sướng người họa, chơi vui vẻ, lão tử sẽ thể hiện mặt bàn tới với các ngươi. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Sở một cái, nói. Ngươi biết vì sao ta không thích phản ứng ngươi sao? Con ngươi của Chu Sở co rụt lại, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Rất đơn giản. Bởi vì ngươi không có tư cách. Cái gì, ngươi, chết tiệt. Chu Sở trong nháy mắt đã bị chọc giận, trên người nguyên lực thoáng chút bạo khởi, thân hình khẽ nhúc nhích, đã muốn động thủ sát nhân. Đột nhiên một cổ uy áp từ bên cạnh thân lăng không đè xuống, đưa hắn chấn áp. Chính là Tần Xuyên, trên mặt dâng lên hàn ý, khẽ lắc đầu, tựa hồ đối với hành vi của hắn cực kỳ bất mãn. Hừm, Chu Sở cực độ không cam lòng hừ một tiếng, phất một cái ống tay áo. Đem đầy người nguyên lực tán đi, sắc mặt tái xanh. Hắn tuy rằng tính tình táo bạo, nhưng đối với Tần Xuyên cũng cực kỳ tôn kính, điều này làm cho người xung quanh càng đối với Tần Xuyên sinh ra vài phần kiêng kỵ và suy đoán. Lý Vân Tiêu nhìn Tần Xuyên một cái, tiếp tục lạnh lùng nói. Lúc trước sở dĩ không giáo huấn ngươi, là xem ở mặt mũi của sư phụ ngươi. Nhưng một người có mặt mũi đi nữa, cũng sẽ có lúc dùng hết. Ta hiện tại chính thức nhắc nhở ngươi. Mặt mũi của sư phụ ngươi đã bị ngươi dùng hết rồi, lại chọc ta một lần, ta đã không thể muốn thay Thương Ngô Khung giáo huấn ngươi. Lý Vân Tiêu, ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, ký giấy sinh tử, không chết không ngớt. Chu Sở cái cổ trướng lên cao, toàn bộ khuôn mặt đều tức giận đỏ bừng, hầu như muốn nổ tung lên. Lý Vân Tiêu khinh miệt liếc mắt một cái, môi mỏng hé mở, phun ra ba chữ. Ngươi không xứng. Chu Sở cũng không nhịn được nữa. Khí tức trên người một chút nổ lên, trên song quyền mơ hồ có rít gào truyền ra, không khí khi hắn nắm tay bốn phía tự phát xoay tròn, ngưng tụ thành từng đạo phong nhận bắn ra. Chỉ là nguyên lực cổ động, liền có khí thế oanh phá hư không. Xung quanh một ít trưởng quỹ của Thiên Nguyên Thương Hội cũng là đại kinh, vội vàng mọi nơi tản ra. Tô Hồng cả giận nói. Chu Sở công tử, còn đây là khu vực giao dịch của Thiên Nguyên Thương Hội, mong rằng ngươi tự trọng. Chu Sở. Tần Xuyên nguyên bản không có ý định can thiệp, vừa nghe Tô Hồng nói như vậy, nhất thời nhíu mày, một tiếng quát lạnh xuống tới, trong mắt dâng lên từng điểm hàn khí. Hắn khinh người quá đáng a. Chu Sở trong cơn giận dữ, quay đầu lại vừa nhìn đôi mắt của Tần Xuyên, nhất thời nhìn không được cả người run lên, nội tâm lửa giận tựa hồ một chút tắt hơn phân nửa. Hừm, được rồi, ta lại nhịn một lần nữa. Chu Sở dùng tay chỉ Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Có loại tựu căn nhà nhỏ bé ở Tân Duyên thành cả đời. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Có loại đi ra bên ngoài Tân Duyên thành chờ ta cả đời. Ngươi! Chu Sở mạnh mẽ ngực phát đổ, hình như bị cự thạch đập một cái, liên quan đầu đều có chút choáng váng, vội vàng điều tức nguyên lực, tĩnh tâm ngưng thần đứng lên. Còn bị kích thích như vậy đi xuống, sợ là sẽ phải tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Chu Sở thái độ làm người tâm cao khí ngạo. Hơn nữa sư phụ chính là một trong thánh vực ngũ đại chấp chính, càng có một loại cảm giác thiên nhiên về sự ưu việt, mặc dù là bảy đại siêu cấp thế lực cường giả cũng không coi vào đâu. Cái gì Bắc vực tứ tú, Tây vực tam kiệt, Đông vực thất tinh, trong mắt hắn căn bản không giá trị chút nào, hắn duy nhất nhìn vào mắt,
chỉ có mấy người đồng tu trong thánh vực. Cho nên khi Lý Vân Tiêu xuất hiện, đệ nhất thiên hạ hàng đầu, mọi người đều bộ dáng cẩn thận kiêng kỵ vạn phần, còn có bản thân Lý Vân Tiêu cuồng vọng không kềm chế được thấu đi ra ngoài cái loại coi thường thương sanh lãnh ngạo, cũng làm cho hắn cảm thấy cực kỳ không thích. Cái loại ý lãnh ngạo từ trong khung phát ra, cũng không giả dạng đi ra, mà là chân thực ngạo nghễ hậu thế, loại khí chất này ở trên thân thể mỗi một thiên tài đều có, nhưng đều không thể so sánh với hắn. Càng làm cho hắn khó có thể chịu được là ngay cả Phi Nghê Trần Phong những người này hắn còn để mắt, đều nhất trí cho là hắn không phải địch thủ của Lý Vân Tiêu, loại cảm giác bị khinh thị này, để hắn đối với Lý Vân Tiêu oán hận càng ngày càng tăng, càng ngày càng khó lòng áp chế. Hàn Quân Đình đem chỗ này đều để ở trong mắt, nội tâm không khỏi mỉm cười. Trong lòng nàng vừa mới cười, rồi đột nhiên dùng mình, cảm thụ được thấy lạnh cả người, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đang lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hàn Quân Đình định thần lại, hắc hắc cười nói. Vân Tiêu công tử lời này khó tránh khỏi quá mức tự đại đi, Chu Sở công tử ở cùng thế hệ trong mặc dù đều không phải vô địch tồn tại, cũng cho là nhân tài kiệt xuất, công tử nói như vậy hơi quá đáng. Nàng trực tiếp lửa cháy đổ thêm dầu, nói đến phần sau càng ngoài mạnh trong yếu, cực độ thay Chu Sở tổn thương bởi bất công đứng lên. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười, nói. Hàn đại trưởng quỹ, giả bộ, tiếp tục giả bộ. Hàn Quân Đình biến sắc, không hài lòng nói. Giả bộ, Vân Tiêu công tử đây là ý gì vậy? Lý Vân Tiêu cười nhạo nói. Hàn đại trưởng quỹ, người coi mọi người đều là kẻ ngu si à. Nói nhiều như vậy, đơn giản chính là hai cái mục đích, một là uy hiếp ta, để ta bị quản chế bởi ngươi, hai là gây xích mích giữa ta và Chu Sở quan hệ, muốn mượn đao giết người. Ha ha, ngoại trừ Chu Sở hạng ngu xuẩn này, ở đây ai nhìn không rõ. Ở trước mặt nhiều người thông minh giả ngu, khó tránh khỏi quá tiểu cô nương tư duy đi. Chu Sở sắc mặt đại biến, ngũ chỉ trực tiếp bóp tiến trong thịt, hận không thể hiện tại liền lao ra xé rách Lý Vân Tiêu. Tuy rằng hắn cũng nhìn thấu Hàn Quân Đình có ý gây xích mích, nhưng mặc dù không có Hàn Quân Đình, Lý Vân Tiêu cũng là người hắn phải giết. Hàn Quân Đình hơi biến sắc mặt, người thông minh nói đều là giấu giếm lời nói sắc bén, điểm đến đó thì ngừng, nàng nghĩ không ra Lý Vân Tiêu cư nhiên sẽ trực tiếp mở ra nói, khiến nàng xấu hổ dị thường, không khỏi hết sức tức giận. Đặc biệt một câu cuối cùng, nói nàng tiểu cô nương tư duy, rõ ràng cho thấy trái lại uy hiếp nàng, nhất thời cả giận nói. Lão hủ không rõ công tử đang nói cái gì, uy hiếp gì, chẳng lẽ người áo lam kia thực sự là Vân Tiêu công tử giết chết chăng? Ha ha, còn uy hiếp. Lý Vân Tiêu châm chọc nói. Người chính là ta giết, bản thiếu chính là giết, làm sao? Hàn đại trưởng quỹ có phải muốn thay người nọ báo thù hay không? Hàn Quân Đình sửng sốt, Lý Vân Tiêu trực tiếp thoải mái thừa nhận xuống tới, để cho nàng có điểm cảm giác trở tay không kịp. Ngay sau đó trong lòng của nàng bỗng nhiên chấn động, chỉ thấy ánh mắt của Lý Vân Tiêu dần lạnh lùng, như là hai thanh lưỡi dao sắc bén như nhau hướng trên người mình nhìn gần đến đây, trong đó mơ hồ có cổ bá đạo uy áp, khiến sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn không được liền muốn hướng phía sau thối lui. Vẫn đứng ở sau lưng nàng Quỳ Hoa bà cũng cảm nhận được, dưới khiếp sợ hướng phía trước bước ra một. Hàn Quân Đình nhất thời cảm giác trước người áp lực buông lỏng, lúc này mới lạnh giọng nói. Người nọ là bằng hữu do ta mời tới, Vân Tiêu công tử dĩ nhiên hạ sát thủ, khó tránh khỏi không đem Tinh Nguyệt trai ta không coi vào đâu. Lý Vân Tiêu cười lạnh nói. Sẽ không coi vào đâu, ngươi có thể đem ta làm sao bây giờ? Ngươi! Hàn Quân Đình cũng một chút chán nản, thậm chí có ta không nói gì đứng lên, đối phương dĩ nhiên cái gì cũng không để ý, cứ như vậy trần truồng đùa giỡn vô lại. Tô Hồng cũng là đầu đầy mồ hôi lạnh. Chuyện của Lý Vân Tiêu hắn tự nhiên biết không ít, nhưng vẫn là nghe danh không bằng gặp mặt. Hắn có lòng muốn điều giải song phương mâu thuẫn, nhưng mình lực lượng và thân phận thực sự hữu hạn, chỉ có thể hữu tâm vô lực. Được, được, Vân Tiêu công tử nếu đem nói đến phân thượng này rồi, vậy ngươi sau này không bao giờ còn là Tinh Nguyệt trai bằng hữu nữa. Hàn Quân Đình lạnh giọng nói. Vị tiên sinh kia cái chết, ta cũng sẽ trước tiên thông chi mục ra, Vân Tiêu công tử ở Tân Duyên Thành. Ta cũng sẽ lập tức tung ra ngoài, công tử tuổi còn trẻ khí thịnh, tựa hồ đắc tội qua không ít người đấy. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười ha hả, khinh thường nói. Tùy tiện, cái miệng sinh trưởng ở trên mặt của đại trưởng quỹ, muốn nói như thế nào ta không xen vào. Đồng dạng,
Ta đối với đại trưởng quỹ cùng với thế lực sau lưng Tinh Nguyệt trai có một chút điểm suy đoán của mình, rất nhanh cũng sẽ thiên hạ đều biết. Hàn Quân Đình cả người đại chấn, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, người đây là ý gì? Tần Xuyên và bọn người của Thiên Nguyên Thương Hội trong lòng chấn động, đối với Tinh Nguyệt trai và vị Hàn đại trưởng quỹ này, đều là thế lực đột nhiên mọc lên, bọn họ cũng cực kỳ muốn biết thân phận phía sau Tinh Nguyệt trai. Rốt cuộc là ai có thực lực tuyệt cường như vậy, có thể ở bên trong thời gian ngắn ngủi như vậy bồi dưỡng được tồn tại khổng lồ như vậy? Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Tinh Nguyệt trai năng lực thu thập tình báo thiên hạ nhân tài kiệt xuất, nên biết ta người này lá gan rất nhỏ, một khi bị sợ nói, có thể vật gì vậy nói hết ra rồi. Hàn Quân Đình tức giận dị thường, trong tròng mắt chớp động sát khí khó có thể che giấu, mặt mũi già nua dâng lên một tia tức giận, nói. Vân Tiêu công tử lời này có ý tứ gì, thứ cho lão hủ ngu dốt, nghe không hiểu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trầm xuống, lạnh lùng nói. Nghe không hiểu, ta đây đã nói hơi lớn hơn nghe hiểu được, Hàn đại trưởng quỹ thân phận chân thật là. Im miệng, Hàn Quân Đình bỗng nhiên quát một tiếng, đầy đầu tóc bạc tức giận thoáng cái oành lên, cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện của ngươi cũng nói ra. Lý Vân Tiêu cười khẩy nói. Chê cười, Hàn đại trưởng quỹ đều dự định chung quanh tìm người tới giết ta rồi, ta còn sợ cái lông a. Người chết bất quá đầu chĩa xuống đất, trước khi chết có thể quấy nhất phương phong vân, làm chút chuyện thú vị đi ra, chưa chắc không phải mau tai. Hàn Quân Đình giận không kềm được, nhưng đối với loại hành vi vô lại này lại không thể làm gì. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình cho tới nay cái loại bầy mưu nghĩ kế này, hiểu rõ hết thảy nắm trong tay, thoáng cái không còn sót lại chút gì. Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy mọi người đều là thiên chi kiêu tử, thiên cổ kỳ tài, sau này đều là đỉnh phong nhân vật đứng ở mảnh đại lục này, mặc dù là đối địch, cũng có thể là giấu giếm mà nói sắc bén, tính toán tài tình khó lường. Từ sau khi nàng hạ quyết tâm cướp đoạt Ất Mộc Hóa Linh, đem Lý Vân Tiêu liệt là địch nhân, đã không ngừng mà tính toán tình cảnh hai người lúc đối địch, đối phương dù sao cũng là thiên hạ tân tú đệ nhất, phải có cái loại tư thái tươi mát thoát tục, yêu nhã ung dung này. Nhưng nghĩ không ra một chút đã biến thành phố phường lưu manh cãi nhau dường như tranh chấp. Hắc hắc, muốn đối phó ta, bản thiếu sẽ liều mạng với các ngươi. Lý Vân Tiêu hung tợn uy hiếp nói. Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nhưng vẫn là tận lực bảo trì tâm tình, tận khả năng áp chế tâm tình của mình, duy trì phong độ. Vân Tiêu công tử nếu đã đáp ứng ta, thay lão hủ bảo mật. Lý Vân Tiêu mày kiếm đưa ngang một cái, mắng. Ngươi đều muốn giết ta rồi, ta còn thay ngươi bảo mật. Đầu óc ngươi hỏng rồi đi. Ngươi, thô bỉ. Hàn Quân Đình rốt cục nhịn không được, chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến lợi hại, thân thể cũng khẽ run rẩy. Ngươi nói không giữ lời. Hắc hắc, khóe miệng của Lý Vân Tiêu cười nói. Nói chung ta mặc kệ, nếu là ta phát hiện Tinh Nguyệt trai sẽ đối ta bất lợi, ta cái miệng rộng này lập tức sẽ không quản được rồi. Hàn Quân Đình thiếu chút nữa thổ huyết, phát hiện mình cùng với loại vô lại này tranh chấp, thoáng cái rất nhiều đẳng cấp, tức giận nói. Quỳ hoa bà, chúng ta đi. Ở đây nàng một khắc cũng không muốn đợi tiếp nữa. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, đó là nàng phát hiện mình lòng rối loạn, hoàn toàn mất đi một tấc vuông. Đây là việc chưa bao giờ có, cho nên nàng nhu cầu cấp bách để cho mình tỉnh táo lại, tài năng tốt hơn làm ra bước tiếp theo sách lược. Đặc biệt đối với Lý Vân Tiêu, hiện tại không gấp được cũng loạn không được, nếu hắn thực sự đem thân phận của mình công bố ra ngoài, như vậy thế lực sau lưng cũng vô cùng có khả năng bạo lộ ra, đây là tuyệt không thể ra phát hiện kết quả. Nội tâm của nàng hiện lên một vạn một sát khí, nhưng Lý Vân Tiêu đánh chết nam tử áo lam một màn không ngừng xuất hiện ở trong đầu. Nàng không ngừng mà tính toán phần thắng, nhưng thủy chung không có nắm chắc. Được rồi. Vừa rồi Hàn đại trưởng quỹ đáp ứng cho ta không tuần xa, hy vọng sớm một chút đưa tới. Nếu là đại trưởng quỹ đối với ta nói không giữ lời nói, vậy tại hạ cũng đồng dạng sẽ nói không giữ lời. Lý Vân Tiêu nói xa xa truyền đến, Hàn Quân Đình một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã một cái. Vô sỉ hạng người. Nàng cắn răng phẫn nộ quát một tiếng, liền và quỳ hoa bà một đạo hóa thành quang mang, tiêu thất ở trước người của mọi người. Trong mắt của Lý Vân Tiêu hơi rét. Phóng đãng không kềm chế được thần sắc, hiện lên một tia tinh mang và ngưng trọng. Hàn Quân Đình này đích thật là một địch nhân đáng sợ, tâm trí cực cao, càng làm cho hắn không hiểu là,
Tinh Nguyệt trai vì sao phải ghim hắn. Vân Tiêu công tử quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt. Tần Xuyên mặt mỉm cười, nói đái châm chọc, nói. Ta cũng nghe một ít việc về ngươi và Linh Nhi, đa tạ Vân Tiêu công tử mấy lần ra tay trợ giúp Linh Nhi, sau đó việc của Thiên Nguyên Thương Hội và Linh Nhi cùng Vân Tiêu công tử cũng không quan hệ gì. Lý Vân Tiêu lo lắng nói. Âu, các hạ thật coi mình là căn thông rồi. Tần Xuyên cười nói. Nếu Vân Tiêu công tử không muốn buông tha, ta cũng sẽ không chú ý. Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, chính là nhân chi thường tình. Bất quá ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý thất bại nga. Hắn thủy chung mặt mang dáng tươi cười, hết sức thong dong bình tĩnh, cười nói. Hôm nay tại đây từ biệt, trên đấu giá hội gặp lại đi. Chu Sở thủy chung là mặt âm trầm, trong mắt lửa giận một tia cũng không giảm thiểu, hai người cũng là quang mang lóe lên, đã chui khoảng không đi. Tô Hồng rốt cục không nhịn được nói. Vân Tiêu công tử, các ngươi đều là do thế hào kiệt, thiên tài Lông Phượng và Sừng Lân vậy, vì sao không thể ở chung hòa thuận, không nên tranh đấu không ngừng đây? Lý Vân Tiêu kinh ngạc cười nói. Tô đại trưởng quỹ lẽ nào không hiểu được, là bọn hắn không giải thích được nhằm vào ta sao? Lẽ nào người khác cái tát xuống, người còn muốn đem mặt nghênh đón nhận? Cái này, đây. Tô Hồng một chút nghẹn lời, lắc đầu liên tục, nói. Tại hạ thực lực thấp, việc này dính vào không được. Vân Tiêu công tử mời vào bên trong, những tài liệu kia đã toàn bộ chuẩn bị xong rồi. Lý Vân Tiêu rất nhanh được mời vào, xuyên qua mấy cái sân, đi vào trong một gian xương phòng đẹp đẽ quý giá. Hơn 10 loại tài liệu kia rất nhanh đã được đưa tới trước mặt hắn. Đa tạ Tô Hồng đại trưởng quỹ rồi. Lý Vân Tiêu thu vào, nói. Những vật này bao nhiêu nguyên thạch? Tô Hồng cười nói. Há có thể thu nguyên thạch của Vân Tiêu công tử được chứ, thật hại chết tại hạ rồi. Lý Vân Tiêu biết rõ hắn sẽ không chịu thu, cũng không làm khó, nói. Vậy ta cũng không khách khí, không biết Linh Nhi hiện nay đang ở đâu. Tô Hồng nói. Vân Tiểu khách khí, hành tung của Đinh Tiểu Thư ta cũng không rõ ràng lắm. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. À, vậy Thương hội Thiên Nguyên giờ là do ai chủ sự thế? Tô Hồng chi tiết đáp. Là Đinh Bằng thiếu gia. Lý Vân Tiêu sửng sốt, trong đầu nhớ lại bộ dáng quần là áo lượt kia, cảm thấy có chút kinh ngạc, hỏi. Đinh Bằng hiện giờ có ở chỗ này không? Tô Hồng nói. Thiếu gia đang ở tổng bộ, quản lý các loại công việc lớn nhỏ. Sắc mặt hắn hơi xấu hổ, nói. Ta vừa rồi đã thông chi thiếu gia nói có việc trong người, cũng không tới. Lý Vân Tiêu biết rõ Đinh Bằng là tránh không gặp hắn, ban đầu ở Tống Nguyệt Dương Thành, bị mình hảo hảo sửa chữa một phen, đoán chừng thể diện kia còn không kéo xuống được. Nhưng hắn dù sao cũng là đệ đệ Đinh Linh Nhi, chỉ cần có thể tiến bộ là tốt rồi. Hắn nhân tiện nói. Cũng thế, Tô trưởng quỹ, ta còn có một chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ.